chương 386. Đây là bảo vật gì đây? Diệp Huyền khẽ giật mình, cảm chi lướt tới, hạt châu nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng đầu ngón út mà thôi. Nó có màu tím nhạt, bên trên phủ một lớp bụi vô cùng mở nhạt. Nếu như không phải tiểu tử điêu nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra được. Chỉ là, mặc cho hồn thức và huyền thức của hắn dò xét ra sao, hạt châu nhỏ này đều có vẻ hết sức bình thường. Ngoại trừ chất liệu không biết rốt cuộc làm từ gì ra, thì không có chỗ nào đặc biệt hết thứ này lấy để làm gì, bỏ nó xuống chỗ cũ đi. Diệp Huyền rất không muốn, chọn một hạt châu như vậy làm gì chứ? Tiểu tử điêu có chút lo lắng, nâng hạt châu này lên, tỏ vẻ thứ này vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ thật sự là bảo vật gì đó? Diệp Huyền nhíu mày, lai lịch của tiểu tử điêu rất bất phàm. Hơn nữa hắn cũng không cách nào phân biệt được tài liệu của hạt châu kia, trong lúc nhất thời liền có chút hoài nghi. Bệ hạ, hạt châu nhỏ này. Diệp Huyền lựa chọn hỏi Triệu Kính. Triệu Kính cũng không biết gì hết, đành cười khổ, Diệp Huyền đại sư, hạt châu nhỏ này chấm cũng không biết là thứ gì, nếu như không phải sủng vật của đại sư lôi nó ra thì chấm cũng không nhớ là có thứ như vậy tồn tại, bất quá ngươi cũng biết đó, bên trong bảo khố này chính là thành quả tích cóp của Lưu Vân quốc chúng ta mấy trăm năm nay, rất có thể đây là do một vị tổ tiên nào đó đặt ở trong này. Diệp Huyền không khỏi lộ ra vẻ do dự. Tiểu tử điêu dơ móng vuốt, bĩu môi, giống như đang giận lẫy. Thấy Diệp Huyền mãi mà không chịu ra quyết định, Mắt nhỏ của nó xoay mấy vòng, cư nhiên cầm hạt châu kia cho vô miệng nuốt luôn. Diệp Huyền liếc mắt một cái, tiểu tử điêu này còn không phải chấp nhất bình thường đâu. "Thôi, nếu như ngươi đã thích thì cứ lấy đi." Lai lịch của tiểu tử điêu này vô cùng thần bí, giống như trời sinh đã có kiến thức bất phàm, thứ nó đã nhìn chúng có lẽ thật sự không phải đồ tầm thường. Chỉ là Diệp Huyền cảm thấy khá nghi hoặc, hạt châu kia mặc cho hắn nhìn kiểu gì, ngoại trừ chất liệu đặc thù ra thì thật sự không có điểm gì đặc biệt hết chọn xong hai loại bảo vật rồi, chỉ còn lại món cuối cùng. Đại lượng tài liệu làm cho Diệp Huyền khó mà có thể quyết định được. Mỗi thứ đều rất cần, nhưng cũng không phải là nhất định phải lấy cho bằng được, tác dụng không lớn tới mức có thể khiến cho hắn không chút do dự. Đột nhiên, tiểu tử điêu lại kêu lên, lộ ra một tia khinh thường đối với Diệp Huyền vẫn đang vùi đầu lựa chọn tài liệu, ở bên kia, sau đó nó chỉ vào một góc khác của bảo khố, móng nhỏ quơ quào một trận. Ý của nó rõ ràng là đang nói, thứ này còn quý hơn nhiều so với mấy thứ Diệp Huyền tự mình chọn nữa, thật đúng là không có ánh mắt gì hết. Khoa tay múa chân xong, tiểu tử điêu liền trực tiếp chui vào trong chữ vật giới chỉ, biến mất không thấy đâu nữa. Thứ này là, Diệp Huyền câm nín đưa mắt nhìn qua, hồn thức đảo qua một cái, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng đi tới trước cái cục màu đen này, phủi hết bụi ở phía trên, cư nhiên là một thiết ấn có hình dạng như một cái dùi, bên trên tuyên khắc nhiều huyền văn phức tạp, vô cùng tối nghĩa tâm tình diệp huyền lập tức trở nên kích động dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một kiện huyền bảo sở dĩ nói là huyền bảo chính là bảo vật còn đặc biệt hơn so với huyền binh huyền binh bình thường thì bất kỳ võ giả nào cũng có thể dùng được lợi dụng huyền khí là có thể giải phong cho dù là hồn binh dùng võ hồn chi lực cũng có thể thôi động được nó nhưng huyền bảo thì lại khác muốn thôi động được huyền bảo thì phải dựa vào lực lượng hồn thức cường đại nói cách khác bình thường chỉ có luyện hồn sư mới có thể thôi động được huyền bảo diệt huyền phi đao mà lúc trước hắn dùng hồn huyền cương luyện chế thành cũng có một vài điểm giống với huyền bảo chỉ là vẫn không thể gọi là huyền bảo được chỉ có thể xem như hình thức ban đầu của huyền bảo mà thôi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mà hắc truy tử này lại rõ ràng là một huyền bảo hơn nữa nhìn vào huyền văn bên trên thì hình như trình độ còn không thấp diệp huyền giơ tay cầm lấy hắc truy tử này muốn cầm nó lên để quan sát kỹ hơn nhưng hắn phát hiện huyền bảo cư nhiên không động đậy chút nào diệp huyền rơi vào đường cùng đành phải thôi động huyền khí, muốn nhắc thiết ấn màu đen này lên, nhưng khiến cho hắn giật mình chính là hắn đã thôi động toàn bộ lực lượng rồi, mà cư nhiên vẫn không thể nhắc thiết ấn chỉ lớn bằng nắm tay này lên được. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Một khối thiết ấn cư nhiên lại nặng tới như vậy. Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ là địa võ sư nhị trọng, nhưng luận lực lượng, thiên võ sư tam trọng cũng không dám nói là có thể mạnh hơn người tu luyện cửu chuyển thánh thể như hắn cư nhiên vẫn không thể nhấc nổi thiết ấn chỉ lớn bằng một nắm tay này lên được. Triệu kính nhịn không được bèn bật cười. Diệp huyền đại sư, sùng vật của ngươi đúng là có ánh mắt, bảo vật này tên là Trấn Nguyên Thạch, vô cùng nặng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta và sở vương cũng không thể nhấc lên nổi. Nghe nói bảo vật này là, tổ tiên khai quốc của Lưu Vân Quốc ngàn năm trước để ở nơi này, nghe hội trưởng hồn sư tháp đông phương ngôn ngữ đại sư nói, Trấn Nguyên Thạch này chính là huyền bảo mà luyện hồn sư mới có thể dùng được, lúc trước hắn đã từng tế luyện qua, kết quả hao phí ba ngày ba đêm cũng không thể tế luyện được bất đắc dĩ đành phải từ bỏ thứ này để ở trong đây chắc cũng có hơn mấy trăm năm rồi được xưng tụng là trấn khố chi bảo chỉ là vì không cách nào chuyển nó đi được cho nên chấm cũng lười không xử lý chỉ cần ngươi có thể cầm được thì sẽ tặng cho ngươi triệu kính trêu chọc nói đông phương ngôn ngữ diệp huyền cũng từng nghe nói tới là hội trưởng hồn sư tháp của vương quốc luyện hồn sư tứ phẩm nói như vậy huyền bảo này ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên nếu không thì không thể nào mà không tế luyện được nó. Huyền bảo ngũ phẩm, Diệp Huyền vẫn còn không để ý lắm, kiếp trước hắn cũng có huyền bảo, chính là thiên vân toái tinh toa đứng trong 10 thứ hạng đầu của huyền bảo ở huyền vực, xuyên thiên độn địa, vô sở bất phá, có uy danh hiển hách ở thiên huyền đại lục. Khiến cho Diệp Huyền hiếu kỳ chính là chất liệu của huyền bảo này, chỉ có một khối nhỏ như vậy mà ngay cả võ tông tam trọng ngũ giai như Sở Vân Phi cũng không thể nhắc lên nổi, trên đại lục này đúng là không có nhiều lắm, để ta tới thử xem. Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, hồn lực tam phẩm đỉnh phong lan ra, bắt đầu luyện hóa khối thiết thạch màu đen này. Huyền bảo này nặng như vậy, căn bản không cách nào di chuyển nó được, chỉ có luyện hóa được nó, dù chỉ luyện hóa được một chút trong đó thôi, thì có thể bỏ nó vào trong chữ vật giới chỉ của mình, tới lúc đó tất cả sẽ dễ làm rồi. Diệp Huyền vốn tưởng rằng chỉ luyện hóa một chút thôi chắc là không khó khăn gì, không ngờ cấm chế bên trong đó cực kỳ phức tạp, hơn nữa lại quỷ dị khó lường, căn bản không đi theo lộ tuyến bình thường, Luyện hồn sư bình thường phòng trừng ngay cả đầu mối để tế luyện cũng khó mà tìm ra được. Chẳng trách lúc trước Đông Phương ngôn ngữ luyện hóa ba ngày ba đêm cũng không thu hoạch được gì. Chỉ là Diệp Huyền kinh nghiệm phong phú, cấm chế phức tạp cỡ này tuy rằng cũng khiến cho hắn đau đầu một chút, nhưng cũng không thể xem là không tìm ra đầu mối được. Tốn hết một canh giờ, Diệp Huyền rốt cuộc luyện hóa được một phần nhỏ của khối thiết thạch màu đen này. Chuyện được đọc bởi kênh Halaji Audio. Tầm ý vừa động, thiết thạch màu đen đột nhiên biến mất bị Diệp Huyền thu vào bên trong không gian giới chỉ. Diệp Huyền đại sư, muốn luyện hóa trấn nguyên thạch này đúng là rất khó khăn, không sao đâu. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng dậy, Triệu Kính kiềm lòng không được bèn lên tiếng an ủi, vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn về phía chỗ của trấn nguyên thạch trước đây, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt thoáng cái liền trợn tròn. Ngươi, Diệp Huyền đại sư, trấn nguyên thạch này đã bị ngươi luyện hóa rồi. Triệu Kính há to mồm, đủ để nhét mấy quả dưa hấu vào. Mấy người Sở Vân Phi lúc này mới phản ứng lại, trong mắt cũng rơi đầy đất. Lúc trước Bệ hạ nói cái gì rồi? Đông Phương ngôn ngữ đại sư của hồn sư tháp giống như, tế luyện suốt 3 ngày 3 đêm cũng không thành công, bây giờ, Diệp Huyền đại sư mới làm có một canh giờ là xong rồi. Chẳng lẽ Diệp Huyền đại sư mới 15 tuổi, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học lại còn mạnh hơn cả Đông Phương ngôn ngữ đại sư tứ phẩm, hay sao? Khụ khụ, may mắn, may mắn thôi. May mắn. Đám người triệu kính tế xỉu tập thể may mắn sao mà luôn may mắn được chứ sao mấy người bọn họ không thể gặp may được như vậy đi ra khỏi bảo khố mấy người triệu kính vẫn còn hơi choáng váng mặt mày bệnh của triệu kính cũng đã trị xong rồi bảo vật cũng đã chọn xong diệp huyền nhiều ngày không trở về lúc này cũng cáo từ rời đi diệp huyền đại sư xin đợi đã còn chưa đi được bao xa thì một đạo thanh âm truyền tới sở vân phi bước vội đi tới bên cạnh diệp huyền sở vương đại nhân có việc gì sao khụ khụ diệp huyền đại sư khách khí rồi tại hạ là muốn hỏi bức họa này là do đại sư họa đúng không sở vân phi lấy ra một bức họa đúng là bức họa diệp huyền đã họa ra ở cửa thứ ba lúc tham gia khảo hạch của sở vân phi ở huyền linh học viện diệp huyền mỉm cười gật đầu đúng vậy sở vân phi nháy mắt liền trở nên kích động hai tay ôm quyền còn thiếu nước không quỳ xuống dập đầu mà thôi kính xin đại sư vui lòng chỉ giáo chỉ giáo chỉ giáo cái gì chính là lưu thủy kiếm ý này Sở Vân Phi kích động nói. Lưu thủy kiếm ý mà đại sư người họa ra, ngụ ý hùng hậu, như sông lớn chảy về đông, không thể vãn hồi, càng có một loại hào tình của nhân vật phong lưu thiên cổ, chí khí ngút trời, so với lưu thủy kiếm ý, mà tại hạ lĩnh ngộ được quả thực cách biệt một trời một vực, như trăng sáng với ánh đom đóm, kính xin đại sư chỉ điểm. Lúc trước khi sở vân phi nhìn thấy lưu thủy kiếm ý, mà Diệp Huyền vẽ ra đã chấn kinh khó mà nhịn nổi, sau khi biết được người khảo hạch chính là, diệp huyền thì lại càng khiến cho trong lòng gã khó mà nhịn nổi nhưng bởi vì diệp huyền xuất quỷ nhập thần gã một mực không thể thỉnh giáo được hôm nay vất vả lắm mới tìm được một cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua ta cũng không biết lưu thủy kiếm ý gì hết diệp huyền mỉm cười lắc đầu ta chỉ là dựa theo yêu cầu khảo hạch của sở vương đại nhân mà vẽ lại thôi nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo từ trước cái gì sở vân phi mở to mắt không thể nào như vậy được gã bước nhanh tới trước mặt của diệp huyền lưu thủy kiếm ý trong bức tranh này rõ ràng vô cùng thâm ảo sao đại sư ngươi lại không biết được chứ diệp huyền ngừng bước thản nhiên nói sở vương đại nhân ta nghe nói ngươi là đệ nhất cao thủ của lưu vân quốc là cường giả võ tông tam trọng lưu thủy kiếm ý này lại không phải thứ quá mức cao thâm cần gì phải chấp nhất như vậy chấp nhất sao có thể không chấp nhất sở vân phi đã bình tĩnh lại nghiêm giọng nói võ giả chúng ta nghịch thiên tu hành một đường vượt qua bao trông gai không thứ gì cản được muốn đi tới đỉnh cao hơn, chỉ có không ngừng cầu tiến, chẳng lẽ không đúng sao? Ta xem nước chảy, đi hết thiên sơn vạn thủy của vương quốc, nhưng lại không thể nhìn ra thâm ảo trong đó, một lòng truy cầu, có thiên địa chứng giám. Diệp Huyền hơi động một chút, cười nói, ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, là đệ nhất cường giả của Lưu Vân Quốc, nghe đồn có tên võ tông ngạo thiên, vốn đã ngạo tiếu vương quốc. Nhưng người biết đó, người sống trên đời, như thương hải tăng điền, từ xưa tới nay, bao nhiêu nhân vật phong lưu, cuối cùng đều phải chôn vùi trong đất sâu tựa như lưu thủy hóa thành hư vô đã chảy đi mất lại truy cầu như vậy chẳng phải thật đáng buồn hay sao lưu thủy kiếm y lưu thủy kiếm y rốt cuộc là kiếm y như lưu thủy hay là lưu thủy như kiếm y diệp huyền cười lớn xoay người rời đi chỉ để lại một mình sở vân phi đang đứng ngây ngốc ở nơi đó giống như một khúc gỗ còn chưa đi ra khỏi vương cung diệp huyền lại bị người khác gọi lại diệp huyền đại sư một đạo thanh âm tao nhã mang theo vẻ trắng trong thuần khiết vang lên một thanh niên mặc hoa phục khí chất cao quý phiên phiên như ngọc bước ra từ một góc gần đó hóa ra là tứ vương tử điện hạ diệp huyền gật đầu tứ vương tử triệu thiên mỉm cười diệp huyền đại sư ngày xưa gặp được ở thanh huyền sơn tại hạ sơ sót bỏ qua cơ hội kết giao cùng đại sư hôm nay cố ý chờ đại sư hy vọng đại sư có thể tới quý phủ của tại hạ gặp mặt một chuyến ngữ khí của triệu thiên vô cùng thành khẩn vẻ cao cao tại thượng ngày đó cũng triệt để biến mất không còn bóng dáng, giống như vô cùng có thành ý. Ta còn có việc phải làm, không quấy dày tứ vương tử. Diệp Huyền lắc đầu, triệu thiên này nhìn như hòa nhã, thái độ chân thành, chỉ là trên người ẩn ẩn có khí tức âm lãnh. Bản thân Diệp Huyền không thích chút nào. Huống hồ gì đối phương mời mình, bất quá là vì triệu kính xem trọng mình, nên mới cố gắng kết giao mà thôi. Diệp Huyền huynh đệ. Ngay tại lúc này, bát vương tử triệu duy cũng đi ra từ trong cung, nhìn thấy diệp huyền thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng triệu duy huynh diệp huyền cười nhạt đáp lời trong số các vị vương tử chỉ có bát vương tử triệu duy là xem như hợp khẩu vị của hắn nghe nói ngươi đã xuất quan rồi hai ngày nay ta đều không tìm được ngươi không ngờ ngươi đã ở trong vương cung rồi không biết ngươi đang chuẩn bị đi đâu ta tiễn người một đoạn đường đi thôi hai người cùng nhau rời khỏi vương cung tứ vương tử triệu thiên nhìn bóng lưng hai người rời đi nụ cười trên môi dần phai nhạt trong mắt lóe lên một tia âm lãnh gã xoay người trở lại tẩm cung của mình vỗ tay một cái một tên thị tùng mặc hắc y nhanh chóng đi tới trước mặt gã hắc nhất chuyện kia ngươi chuẩn bị thế nào rồi triệu thiên âm trầm mở miệng điện hạ tất cả đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ điện hạ ngươi phân phó mà thôi ừ ngươi không để lộ thân phận của ta đấy chứ điện hạ ngươi cứ yên tâm chuyện này chỉ có một mình thuộc hạ biết được những người khác không thể nào biết tốt lắm, lập tức thông báo cho người bên kia, động thủ đi. Dạ, điện hạ. Tên thị tùng mặc áo đen kia nhanh chóng rời khỏi tầm cung. Diệp Huyền, bản vương đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách bản vương. Còn có lão bắt nữa, không ngờ hôm nay ngươi lại chủ động ra chịu chết, xem ra đây cũng là do ông trời sắp đặt, đừng trách tứ ca tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi gần đây thanh danh lên cao, phụ vương lại càng ngày càng có hảo cảm với ngươi. Trong mắt triệu thiên lộ ra một tia quang mang âm lãnh, quái miệng mang theo vẻ trào phúng lão đại cũng thật là ngu ngốc ta vốn còn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của ta không ngờ hắn lại vô dụng như vậy qua ngày hôm nay để xem còn ai có thể tranh ngôi vị thái tử với ta được nữa quang mang âm tả lóe lên trong đáy mắt của triệu thiên một cái liền biến mất trên đường cái diệp huyền ngồi trong xe ngựa của triệu duy hai người đang nói chuyện với nhau diệp huynh ta nghe nói mấy ngày nay ngươi một mực ở lại trong vương cung thật sự có việc này sao triệu duy nhìn như vô ý hỏi một câu Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Triệu Duy. "Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi cũng thích hóng hớt như vậy sao? Ta biết rõ Triệu huynh muốn hỏi điều gì, bất quá ta muốn nói chính là, Triệu huynh ngươi chớ nên nóng vội, ngươi có nghe nói, Đường Kim Bệ hạ năm đó đăng cơ làm vương thế nào hay không?" Trong lòng Triệu Duy run lên, gã không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. "Cái gọi là vương tử không muốn làm quốc vương thì không phải vương tử tốt." Nếu như nói Triệu Duy trước kia cũng không có dã tâm lớn như vậy, thì sau khi trải qua chuyện kia, Triệu Duy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là, trước mắt quốc quân Triệu Kính thân thể còn khỏe mạnh, Triệu Duy thì mới chỉ có 17 tuổi, nếu như quá mức nóng vội thì chưa hẳn đã là chuyện tốt. Ít nhất là trong vòng 10 năm, Triệu Duy còn không có khả năng đăng cơ. Chính lúc đang suy nghĩ, thần sắc của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, đá một cước thật mạnh lên người Triệu Duy. Cùng lúc đó, Sa Phu bên ngoài gầm lên một tiếng. Kẻ nào ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống từ trên trời, hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa, trong tiếng nổ mạnh, nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan tành, rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cỗ lực lượng kia dư uy không giảm, sau khi làm nổ xe ngựa xong thì ập tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy ngồi. Ầm ầm rắc, toàn bộ xe ngựa dưới một kích này đều nổ tan tành. Bên trong kinh khí, Diệp Huyền bay ra từ trong đống đổ nát, còn Triệu Duy thì đã sớm bị Diệp Huyền đá ra khỏi xe, cũng bình yên vô sự. Điện hạ cẩn thận, một đám cấm vệ quân âm thầm bảo vệ xung quanh liền vọt ra cả đám rút đao cầm trong tay vẻ mặt ngưng trọng vây quanh diệp huyền và triệu duy vèo 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 gần như cùng lúc đó từ hai bên đường cái đột nhiên cũng có rất nhiều hắc y nhân bịt mặt lao ra thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu tức giận quát lớn các ngươi là ai dám ở ban ngày ban mặt vây giết vương tử mau buông vũ khí đầu hàng thì sẽ còn một đường sống nếu không thì mặc cho các ngươi có bối cảnh lớn tới đâu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi vậy sao hôm nay còn không biết là ai sống ai chết đâu. Tên hắc y nhân đầu lĩnh cười. Tốc chiến tốc thắng, không chừa lại một tên nào. Thanh âm tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của gã, tên hắc y nhân kia liền vọt lên. Hai bên nháy mắt liền lao vào giao phong với nhau, đủ loại huyền khí không ngừng múa may trong hư không, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tên hắc y nhân đầu lĩnh kia một trưởng đẩy cấm vệ quân văng ra, cả người như đại bàn dương cánh, lao về phía Diệp Huyền và Triệu Duy. Đối thủ của ngươi chính là ta, thủ lĩnh cấm vệ quân quát khẽ một tiếng đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quang sáng trói hiện lên trên trường kiếm của gã sáng dọi đất trời xưa nay chưa từng có xung quanh kiếm quang không khí bị kéo ra thành từng đạo khe rãnh thật dài kéo thẳng tới chỗ của hắc y nhân một kiếm này có uy lực lớn kinh người thủ lĩnh cấm vệ quân này đúng là một vị cường giả thiên võ sư tam trọng chút tài mọn thôi chết đi cho ta hắc y nhân đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng cũng không nhìn tới kiếm quang đang lao tới một cái trở tay đánh ra một trưởng ẩm vang một tiếng kiếm quang vỡ tan thủ lĩnh cấm vệ quân phun một búng máu bay ngược ra ngoài hai mắt trợn tròn trong miệng hoảng sợ lên tiếng võ tông ngũ giai xem như người có mắt hắc y nhân nhe răng cười một tiếng giống như không hài lòng với uy lực của một trưởng mà mình đã đánh ra nhưng cũng không truy tích tiếp tục lao tới chỗ diệp huyền và triệu duy đúng vào lúc này một đạo trường tiên cuốn tới nhanh chóng cuốn lên cổ tay của hắc y nhân kia điện hạ mau đi đi, người này là võ tông ngũ giai, nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết, ta sẽ ngăn cản hắn một chút. Người ra tay là mã phu của Triệu Duy, quần áo toàn thân đều là rách nát, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, cư nhiên cũng là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thiên võ sư tam trọng đỉnh phong. Diệp Huynh, đám người này đều là tới để ám sát ta, người mau tới vương cung tìm viện binh, ta sẽ dụ bọn họ rời đi, mấy người các ngươi cố gắng một chút, dù rằng đột nhiên gặp phải ám sát trên mặt triệu duy có chút kinh hoàng chỉ là một chốc lát sau gã liền nhanh chóng bình tĩnh lại biết rõ người mới là võ sư tam trọng như gã ở lại đây cũng không thể làm được gì lúc này quay sang diệp huyền quát lên một tiếng nhanh chóng rời đi hướng gã chạy đi ngược lại với diệp huyền rõ ràng biết rõ mục tiêu của đối phương chính là gã cho nên muốn dẫn kẻ địch đuổi theo muốn chết không vào võ tông cảnh mà cũng muốn cản ta cút đi cho ta Hắc y nhân tức giận gầm lên một tiếng, cổ tay phải dùng sức dãy mạnh, muốn vung gãy trường tiên, tay trái thì đánh ra một quyền, quyền uy khủng bố ở giữa không trung tạo thành một đạo lưu quang, ầm ầm đánh lên người đối phương. Cự hùng võ hồn, hùng trang hộ thể. Trên đỉnh đầu của Mã Phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng, ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luật động, toàn lực phát động võ hồn tam tinh, một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã, chặn được một kích của Hắc y nhân mặc dù là như vậy, nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một ngụm máu. Truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên võ sư tứ giai và võ tông ngũ giai cách biệt rất xa, vừa chúng một kích thì lập tức bị trọng thương. Kim ti xà tiên quấn lấy gã cố nén đau đớn kịch liệt, tay phải vung lên, trường tiên màu vàng giống như một con yêu xà quấn lấy tay của hắc y nhân chặt hơn. Gã tức giận nói: muốn giết điện hạ thì phải bước qua cửa của tư mã hiên vũ ta trước đã chỉ là một thiên võ sư mà thôi, tự tìm chết. Hắc y nhân lúc này thật sự nổi giận, toàn thân bị hắc khí che phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái quỷ kiểm võ hồn. Đồng thời, ông ông ông, ba đạo tinh hoàn bay xung quanh võ hồn, một xúc tua màu đen vươn ra từ trong thân thể của gã. Bùm bùm, kinh khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh nổ mạnh từng hồi. Hắc y nhân dùng sức giãy một cái, kim ti xà tiên trên tay liền bị gã hất ra, đồng thời đánh một quyền lên người của tư mã hiên vũ. Một quyền này là một quyền bạo phát toàn bộ thực lực của Hắc Y Nhân, tư mã Hiên Vũ lập tức bay ngược ra ngoài, đập thành một cái hố sâu trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. "Sát cửu, ngươi đi giết chết Diệp Huyền, ta giết Triệu Duy, những người còn lại, giết hết tất cả cấm vệ quân ở đây cho ta." Hắc Y Nhân lao vun vút ra ngoài, trong số những Hắc Y Nhân đang chiến đấu với cấm vệ quân, có một tên Hắc Y Nhân lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Diệp Huyền. Chỉ một lát sau, đội cấm vệ quân bảo vệ Triệu Duy cư nhiên tử thương thảm trọng chỉ còn lại có sáu bảy người đau khổ trèo trống trong số đám sát thủ này ngoại trừ hắc y nhân đầu lĩnh là võ tông ngũ giai gia mấy tên còn lại tất cả đều là thiên võ sư tứ giai thực lực mạnh tới mức đáng sợ mà sát cửu kia lại là tên có thực lực mạnh nhất trong số đó cao thủ thiên võ sư tam trọng không xong bát vương tử điện hạ cẩn thận thủ lĩnh cấm vệ quân và tư mã hiên vũ đang trọng thương điều hoảng sợ mở miệng chết đi cho ta chỉ thấy hắc y nhân kia phi thân lao tới nhe răng cười một tiếng đánh một trưởng về phía bát vương tử triệu duy tu vi của triệu duy chỉ là võ sư tam trọng làm sao có thể là đối thủ của hắc y nhân kia thủ trưởng của đối phương còn chưa đánh chúng chỉ nội trưởng phong thôi đã khiến gã không mở nổi mắt xương cốt toàn thân run lên lách cách có một loại xúc động muốn quỳ xuống sắc mặt triệu duy đại biến trong mắt để lộ ra một tia hoảng loạn nhưng trên mặt lại không chút kinh hoàng chỉ thấy gã vội vàng lấy ra một cái trận bàn có tạo hình cổ xưa từ trên người quán thâu huyền khí vào trong đó trên trận bàn đột nhiên phát ra một đạo hồng quang bộc phát ra khí tức mãnh liệt triệu duy tiện tay quăng ra trận bàn rơi xuống đất hồng quang mờ ảo một đạo trận văn phức tạp xuất hiện dưới chân của triệu duy lập tức hóa thành một đạo quang cháo sáng trong suốt bao vây gã vào bên trong một kích toàn lực của thủ lĩnh hắc y nhân đánh xuống như lôi đỉnh ầm ầm giáng xuống đánh vào trên màn quang cháo này phát ra tiếng nổ vang khổng lồ quang cháo lay động một chút cư nhiên không bị đánh vỡ ngược lại khiến cho hắc y nhân bị văng ngược ra rơi xuống đất phải lùi lại vài bước, đồng tử của Hắc Y Nhân co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đối phương ném ra là loại trận ban gì thế này, cư nhiên có thể ngăn được một kích toàn lực của võ tông nhất trọng như gã. Ánh mắt của Diệp Huyền ở phía xa sáng lên, lẩm bẩm nói: "Trận pháp phòng ngự ngũ cấp ngũ hành cổ địa trận." Trong lòng mấy người Tư Mã Vũ Hiên cũng yên tâm lại, thật không ngờ trên người của Bát Vương tử cư nhiên vẫn còn trận pháp đáng sợ cỡ này, nếu vậy thì Bát Vương tử điện hạ sẽ an toàn rồi. Hắc Y Nhân tức giận chỉ là một trận pháp thôi mà cũng muốn ngăn được ta phá cho ta trong tiếng quát vang vọng tinh hoàn trên quỷ kiểm võ hồn kia luật động cực nhanh một đạo khí thức khủng bố mà đến lập tức quấn lên tay phải của gã đột nhiên đánh lên phía trên quang cháo bên ngoài trận pháp quang cháo chấn động một cái lăn tăn như sóng nước chỉ lõm vào một cái liền khôi phục như cũ triệu duy lạnh lùng quát các hạ ngũ hành cố địa trận của ta chính là trận pháp ngũ cấp với thực lực của ngươi căn bản không thể nào phá vỡ được còn không mau mau rời đi nói thật thì trong lòng triệu duy lúc này cũng thấp thỏm lo sợ rất nhiều ngũ hành cố địa trận này của gã chính là phụ vương ban cho gã để bảo vệ tính mạng sau chuyện của diệp huyền chỉ là không ngờ lại phát huy công dụng nhanh tới như vậy nếu như không có trận pháp này thì dưới một kích vừa rồi gã đã sớm đầu mình hai nơi bỏ xác tại chỗ ánh mắt của hắc y nhân bén nhọn cười lạnh buồn cười trận pháp ngũ cấp thật sự một võ sư như ngươi há có thể khống chế được bất quá chỉ là một cái trận bàn đơn giản hóa mà thôi thứ thôi động trận pháp chính là huyền thạch ở bên trong ta không tin trận pháp này có thể ngăn được ta một hai lần nhưng còn có thể ngăn được mấy chục mấy trăm lần hắc y nhân nói xong thì hai nắm đấm liều mạng đánh lên trên quang cháo trước người triệu duy tiếng nổ vang ầm ầm quang cháo ba động mãnh liệt thừa nhận công kích khổng lồ đám người tư mã hiên vũ nghe mà tim vọt lên tới cổ họng tuy rằng bọn họ không biết nguyên lý của trận bàn nhưng biết rõ lời của hắc y nhân kia nói quả thật không sai bọn họ lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút lại quay nhìn về phía Diệp Huyền đang bị tên sát cửu kia truy sát, hô to. Diệp Huyền đại sư, mau trở lại Hoàng cung tìm viện binh đi. Chỉ là không đợi bọn họ kịp lao lên giúp Diệp Huyền ngăn cản sát cửu, đằng sau đột nhiên liền vang lên tiếng xe gió, vài tên sát thủ hắc y nhân, ở phía sau nháy mắt liền bao vây xung quanh hai người bọn họ. Tư mã hiên vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân quay lại nhìn, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là thi thể của cấm vệ quân, trong khoảng thời gian ngắn, không một ai sống sót, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình của sát cử vừa động đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, một trưởng chộp về phía hắn, cười lạnh nói: Một tên địa võ sư mà cũng muốn chạy thoát khỏi tay ta, có thể sao? Theo một trưởng của sát cử đánh xuống, trong lòng đám người triệu duy liền hoảng hốt, biết rõ Diệp Huyền tiêu đời rồi, chỉ thấy Diệp Huyền vẻ mặt không đổi, lúc này cư nhiên còn cười lạnh: Tên ngu xuẩn nhà ngươi, con mắt nào của ngươi thấy tao muốn chạy? Vừa dứt lời thì thân hình của hắn trượt động, giống như một con lươn vạn vẹo vài cái liền thoát ra khỏi trường phong của sát cửu long văn kiếm bên hông keng một tiếng rút ra tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi biến ảo thành vài đạo kiếm quang đâm về phía đối phương sát cửu giật mình kinh ngạc nhìn diệp huyền thoát ra khỏi trường phong của mình không chút nghĩ ngợi cũng không thèm để ý tới kiếm quang do diệp huyền đánh ra trong tiếng nổ vang đầy trời huyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía diệp huyền chỉ là chờ trường lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt vang lên một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra, kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Thiên Võ Sư Tam Trọng, như gã, tựa như tinh quang lập lòe, đâm vào những chỗ hiểm khắp toàn thân của gã, khiến gã sợ tới mức vội vàng triệt hồi trưởng kình, tập trung phòng thủ. Kiếm trưởng vai nhau, phát ra thanh âm kim loại chát chúa, kiếm khí sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ lòng bàn tay của gã. Sát cửu đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó là cuồng hì, cười lên ha ha. Hảo tiểu tử, chẳng trách công kích của ngươi lại đáng sợ như vậy, thanh bảo kiếm này cư nhiên là huyền binh tứ cấp, hơn nữa lại còn là cực phẩm trong huyền binh tứ cấp, đúng là trời cũng giúp ta, một địa võ sư như người cũng xứng dùng huyền binh tứ cấp hay sao, chỉ sợ ngay cả năng lực giải phóng thanh huyền binh tứ cấp này cũng không có nữa, mau giao ra đây cho ta. Thời khắc sinh tử, sát cửu cư nhiên nổi lên lòng tham muốn cướp đoạt. Người muốn thì nói sớm là được, cứ cầm lấy đi. Diệp Huyền mỉm cười, quăng trường kiếm ra, trong nháy mắt khi tay đối phương chạm vào trường kiếm, thì đột nhiên trong mắt lóe lên một tia bén nhọn giải phong trên thân long văn kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí tức khủng bố huyền văn bên ngoài thân kiếm giống như sống lại lưu quang đủ màu phóng lên ngập trời hào quang sáng chói từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ bên trong long văn kiếm giống như sóng lớn cuồn cuộn bao phủ sát cửu vào bên trong kêu thảm một tiếng sát cửu ở dưới kiếm khí tung hoành toàn thân áo bào đều bị đánh nát trên người xuất hiện từng miệng vết tương nhỏ chằn chịt máu tươi đổ ào ạt giống như một huyết nhân sao hả còn muốn nữa hay không Diệp Huyền run trường kiếm lên, kiếm pháp huyền diệu, khiến cho sát cửu hoa mắt, thân hình nhịn không được liền lùi lại, thất thanh la lên. Một địa võ sư như ngươi cư nhiên có thể giải phong huyền binh tứ cấp? Gã nào biết đâu rằng, huyền khí của địa võ sư tam giai đúng là không thể nào giải phong của cực phẩm huyền binh tứ cấp như Long Văn kiếm được, chỉ là Diệp Huyền thân là luyện khí đại sư, căn bản không cần dùng tới huyền khí cưỡng chế giải phong gì hết, chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt là có thể kích hoạt huyền văn trên thân của Long Văn kiếm. Diệp Huyền và sát cửu rằng co, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân thấy vậy thì giận tím mặt. Sát cửu, có chuyện gì vậy, còn không mau giết hắn đi. Một thiên võ sư tam trọng như ngươi ngay cả một địa võ sư, cũng không thể giải quyết được hay sao? Đầu óc bị lửa đá rồi à? Nhìn huyền binh của đối phương làm gì chứ? Người này cũng là đối phương mà ảnh sát môn chúng ta phải giết, mau giết hắn đi. Nhìn thấy sát cửu bị một địa võ sư đùa dỡ như vậy, tên thủ lĩnh hắc y nhân kia tức giận tới mức thiếu chút nữa là phun máu tức muốn nổ phổi sát cửu cũng thẹn quá hóa giận trình độ của đối phương không cao nhưng kiếm pháp và thân pháp cũng là gã chưa từng thấy qua mỗi một kiếm hắn đánh ra chẳng những phương vị vô cùng xảo trá chỉ đâm vào chỗ hiểm mà phán đoán trong chiến đấu cũng hơn hẳn gã mỗi lần gã còn chưa kịp ra tay thì đối phương giống như có thể nhìn ra gã sẽ tấn công như thế nào vậy nếu như là địa võ sư bình thường thì gã hoàn toàn có thể không quan tâm dốc hết sức chấn áp nhưng huyền binh trong tay đối phương lại vô cùng cường đại không ngờ có thể đả thương được mình khiến cho gã nhất thời có chút luống cuống tay chân vô cùng chật vật đám người triệu duy thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ diệp huyền huynh đệ mau tranh thủ đi tìm viện binh đi sắc mặt sát cửu trở nên âm trầm mặc dù gã không thể làm gì diệp huyền nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội chạy thoát lạnh lùng nói người trốn được sao đỉnh đầu của gã xuất hiện quỷ kiểm võ hồn xúc tua màu đen vẩn vũ bao vây lấy diệp huyền thân là sát thủ của ảnh sát môn mà chỉ có chút thủ đoạn ấy hay sao trong nháy mắt khi đối phương để lộ quỷ kiểm võ hồn ra thì diệp huyền liền biết thân phận của đối phương xú tiểu tử đừng vội kiêu ngạo xem ta giết ngươi thế nào đây võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của sát cửu sát khí nồng đậm hội tụ bên ngoài cơ thể của gã gã khẽ quát một tiếng đại lượng huyền lực tụ tập lại bành trướng mênh mông ép xuống chỗ diệp huyền lúc này gã cũng đã tỉnh ngộ nếu như kỹ xảo liều mạng và thân pháp không cách nào bắt đối phương được, thì liền trực tiếp dốc hết sức, phát động công kích có phạm vi lớn đánh về phía địch nhân. Đối phương chỉ là một địa võ sư tam dài, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của gã thì có thể không chết được hay sao? Công kích của một thiên võ sư tam trọng đáng sợ tới mức nào? Một kích này đánh xuống, trong vòng 10 mét xung quanh cuồng phong gò thét, thủ trưởng chưa tới, chỉ riêng trưởng phong cũng đã giam cầm không gian xung quanh rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng trực tiếp ném ra một khối trận bàn, một đạo quang lượng mờ ảo bao quanh hắn, cứng rắn đỡ lấy một trưởng của đối phương, răng rắc một tiếng, quang mang vỡ nát, trận bàn không đỡ nổi cổ lực lượng này nên trực tiếp vỡ nát, một cỗ huyền lực vô hình đánh tới, xuyên qua thân thể Diệp Huyền như nước lũ. Một địa võ sư như ngươi, cho dù để trận bàn ngăn chặn được một công kích của ta thì ở dưới lực trùng kích, chắc chắn cũng phải chết. Sát cửu nhếch môi cười lạnh, chỉ là gã còn chưa cười xong thì vẻ mặt đột nhiên ngây ra, chỉ thấy dưới huyền lực trùng kích như vậy, diệp huyền cư nhiên lại lông tóc vô thương đứng thẳng tắp ngạo nghễ như tùng bách không thể nào sát cửu thất thanh kêu lên một địa võ sư sao có thể ngăn được một kích của thiên võ sư tam trọng như gã được cho là là thiên võ sư nhất trọng đi nữa dưới dư ba này thì sợ rằng bản thân cũng phải bị trọng thương không ngừng thổ huyết mới đúng chẳng lẽ trận bàn của đối phương đã gánh hết phần lớn công kích của ta bất quá cho dù là vậy đi nữa đối phương cũng không thể nào bình yên vô sự như vậy được mới đúng chứ sát cử chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại trên phòng ngự của trận bàn trong lúc khiếp sợ thân hình lại không ngừng lại toàn lực thôi động võ hồn lại hung mãnh ra tay lần nữa lần này để xem ngươi cản lại kiểu gì sát cử tức giận gầm lên chỉ thấy diệp huyền lại thản nhiên ném ra một khối trận bàn nữa trận bàn vỡ nát hắn vẫn lông tóc vô thương như cũ nhân lúc rảnh rỗi hắn thậm chí còn ngáp một cái rõ dài bộ dáng nhàn nhã khiến cho sát cử tức giận tới mức phun ra một búng máu thất khiếu bốc khói hừ, ta không tin, ngươi có bao nhiêu trận bàn có thể ngăn cản được ta. Sát cửu tức giận la lên, liều lĩnh thôi động huyền khí trong cơ thể, điên cuồng ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trưởng uy như lôi đình bộc phát bất ngờ như lũ lớn tràn về, khí thế dữ dội như biển gầm sóng dậy, không ngừng đánh xuống. Chỉ thấy Diệp Huyền cứ ném một khối lại một khối trận bàn ra, giống như có thể ném mãi không hết vậy. Sát cửu gần như sắp phát điên lên được, gã chưa từng gặp qua người nào lại mang theo nhiều trận bàn phòng ngự ở trên người, như vậy nếu cứ tiếp tục như thế này Diệp Huyền còn chưa dùng hết trận bàn thì gã sẽ vì Huyền lực trong cơ thể khô kiệt mà tinh tấn thân vong mất tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai Diệp Huyền nhìn về phía sát cửu để lộ ra vẻ trào phúng khinh bỉ giống như đang cười nhạo gã không biết tự lượng sức mình vậy tức chết ta ngay cả một con súc sinh cũng dám cười nhạo ta trên chán sát cửu nổi gân xanh đã không còn là tức giận nữa rồi chỉ cảm thấy não cũng đang phát đau bảo vệ bát vương tử điện hạ đúng lúc này phía xa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng giống giận hóa ra là thành vệ quân đang tuần tra ở gần đó nhận được tin tức cho nên nhanh chóng chạy tới phế vật phế vật vô dụng càng phẫn nộ hơn nữa chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân kia thấy sát cửu tốn hết cả nửa ngày cũng không giải quyết được diệp huyền biết rõ thời gian không còn nhiều gã đột nhiên lao nhanh tới tấn công về phía diệp huyền sát cửu ngươi đi giải quyết đội thành vệ quân kia đi sau đó giúp đám người thập tam tiểu tử này để ta giải quyết Người còn chưa tới thì thanh âm đã tới, huyền lực cấp bậc võ tông dâng lên, uy áp bức người, lao thẳng tới. "Dạ, thủ lĩnh Trương Khuê." Sát Cửu chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, Diệp Huyền đối diện quả thật vô cùng quỷ dị, gã không muốn tiếp tục đối diện với Diệp Huyền dù chỉ là một giây nữa, liền xoay người rời đi. "Muốn chạy sao?" Sát Cửu này đánh đấm hắn lâu như vậy, bây giờ liền muốn phủi mông bỏ chạy lấy người như vậy sao? "Làm gì có chuyện tốt như vậy." Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên hiện lên một tia lãnh quang, tay phải vung lên, vèo 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 ba thanh diệt huyền phi đao hóa thành ba đạo lưu quang như sao băng quét qua bay thẳng tới hậu tâm của sát cửu muốn chết thủ lĩnh hắc y nhân tên trương khuê thấy mình đã đánh tới rồi mà diệp huyền còn dám ra tay với sát cửu loại thái độ coi rẻ gã như thế này không khỏi khiến gã giận tím mặt trưởng uy trực tiếp ép xuống diệp huyền diệp huyền không quan tâm chi chuyên tâm điều khiển diệt huyền phi đao chút tài mọn mà thôi cảm giác nhạy cảm của sát cửu đã sớm phát giác ra động tác của diệp huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, huyền lực bao phủ bàn tay, cũng không thèm quay đầu lại, phản thủ đánh một cái, đinh đinh đinh, ba thanh phi đao liền bị đánh bay. Đúng lúc này, một đạo lôi quang màu tím đột nhiên đánh xuống từ trên trời cao, như trường hồng quán nhật, ứng kích trường điện, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ở phía sau sát cửu. Trong lòng sát cửu hô to một câu không tốt, chỉ kịp dồn hết toàn bộ huyền lực trên người thập trung ở sau lưng, sau đó liền bị lôi quang đánh trúng. Xoẹt xoẹt, điện quang bắt đầu khởi động, dưới cự lực trùng kích, trên huyền lực hộ cháo bảo vệ phía sau lưng của sát cửu xuất hiện từng vết dạn, một cỗ lôi điện chi lực ào ào ùa vào trong cơ thể của gã, gã chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, há miệng liền phun ra một búng máu. Lôi quang dần thu nhỏ lại, hóa thành tiểu tử điêu, quay sang sát cửu nhe răng trợn mắt, giống như đang cười nhạo gã bất lực. Sát cửu nổi trận lôi đình, còn chưa kịp ra tay, đột nhiên trong đầu truyền tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bên tai đồng thời truyền tới tiếng nhắc nhở của thủ lĩnh Trương Khuê, Cẩn thận ám khí, chỉ là gã nhắc nhở có phần trễ rồi, phập 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 ba tiếng vang lên, ba đạo lưu quang không biết từ đâu bắn tới, dùng góc độ vô cùng xảo trá quỷ dị, cắm vào trong thân thể của sát cửu, trong đó có một đạo lưu quang còn xuyên thủng qua đầu của sát cửu. Chết đi cho ta." Thủ lĩnh Hắc Y nhân Trương Khuê kia thật không ngờ, ở dưới tình huống tự mình ra tay cư nhiên vẫn để cho sát cửu chết trên tay của Diệp Huyền, gã tức giận liền đánh một quyền về phía đầu của Diệp Huyền. Đối mặt với một kích khủng bố của Trương Khuê, nhưng Diệp Huyền cũng không tránh né, mà đột nhiên giơ tay phải lên, câu lạc ra một tia khí tức huyền diệu ở trên tay của hắn, huyền khí tuôn ra ào ạt hóa thành từng đạo phù văn huyền khí quỷ dị, dập dìu phát sáng, ầm ầm nghênh đón một trưởng của Trương Khuê. Như kinh lôi đánh xuống, một cỗ lực trùng kích cực mạnh bạo phát ở giữa hai trưởng của cả hai người, mặt đất dưới chân Diệp Huyền ầm ầm vỡ nát, phù văn huyền khí trong lòng bàn tay cũng tan biến như bọt biển, huyền lực trùng kích mạnh như vậy, quần áo toàn thân đều vỡ nát cả người bay ra ngoài như diều đứt dây phun ra một ngụ máu dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người hai chân của diệp huyền kéo lê thành hai đường thật dài trên mặt đất kéo dài tới mấy chục mét sau đó mới miễn cưỡng đứng vững toàn thân vô cùng chật vật quần áo trên người gần như không có chỗ nào lành lặn có vài chỗ còn lộ ra nội giáp lóng lánh ngân quang ở bên trong nội giáp này đúng là ngân tì nội giáp tứ cấp mà quốc vương bệ hạ vừa cho hắn không lâu lúc này cũng đã chảy dài những vết nứt xem như đã báo hỏng ngay cả võ tông Ngũ giai cũng có thể đánh cho ta thổ huyết, xem ra thân thể này đúng thật là không được mà. Giơ tay lau vết máu bên miệng đi, Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, giống như bị võ tông Ngũ giai đả thương, đối với hắn mà nói chính là một chuyện khiến hắn không thể chịu nổi vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra, cả đám trừng to hai mắt, miệng há thật lớn giống như có thể nhét vừa một quả táo vậy. Ngươi, cư nhiên không chết, điều này không thể nào. Người kinh hãi nhất chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương Khuê kia gã nhìn bàn tay của mình giống như không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình vậy một địa võ sư tam giai như diệp huyền bị một quyền toàn lực của võ tông ngũ giai như mình đánh trúng ấy thế mà lại không chết nếu như không phải chuyện này diễn ra trước mặt gã thì gã nhất định sẽ nghĩ rằng đây là người si nói mộng ánh mắt của diệp huyền trở nên lạnh lẽo giống như ngươi còn chưa thỏa mãn nhỉ hừ nếu thật sự bị ngươi đánh chết thì đó mới là chuyện không thể nào xảy ra được nói thật cho ngươi biết loại kiến hôi như ngươi nếu đổi lại là trước kia một đầu ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngươi cả trăm ngàn lần xú tiểu tử đừng tưởng rằng ngăn được một chiêu của ta thì giỏi lắm chẳng qua là nhờ vào huyền binh phòng ngự trên người ngươi mà thôi có ngon thì đỡ thêm một quyền của ta đi lời diệp huyền nói ra khiến cho tên thủ lĩnh hắc y nhân nọ giận tím mặt gã bất chấp khiếp sợ lại nhào tới lần nữa đánh về phía diệp huyền dừng tay kẻ nào dám dương oai ở vương thành của ta muốn chết sao một đạo thanh âm tức giận vang vọng khắp đất trời tiếp theo đó chính là một thân ảnh như mộng như ảo lấy tốc độ cực nhanh lướt tới từ hướng hoàng cung bóng người còn chưa tới nơi thì khí tức khủng bố cũng đã tràn ngập mà tới chấn áp hết thảy là sở vương đại nhân sở vân phi đại nhân tới rồi chúng ta được cứu rồi đám người tư mã hiên vũ lộ ra vẻ kinh hỷ không tốt là võ tông ngạo thiên sắc mặt của tên thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia đại biến trong mắt lộ ra một tia dữ tợi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào diệp huyền ở cách đó không xa đáng chết, sở vân phi tới rồi, thì nhiệm vụ lần này xem như thất bại, cho dù không thể giết chết được bát vương tử triệu duy thì diệp huyền này, nhất định cũng phải chết. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, trong mắt Trương Khuê liền hiện lên một tia ngoan lệ, từng đạo hồng quang màu đen không ngừng ngưng tụ quanh người của gã, trên quỷ kiểm võ hồn mờ ảo ở đỉnh đầu lại lộ ra một nụ cười tà khí, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ảnh quỷ ma công nhất tiếu thập phương diện. Võ hồn chi lực đặc biệt ngưng tụ ở tay phải của tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân, trên đầu quyền của gã có quang mang chớp lên, cư nhiên ngưng tụ thành một mặt quỷ mỉm cười, dự tợn quỷ dị, đánh úp về phía Diệp Huyền. Một kích của đối phương còn chưa tới, thì trong đầu Diệp Huyền liền vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu, mặt quỷ màu đen xuất hiện trước mặt lộ ra nụ cười khiến cho lòng người sợ hãi, bụng dạ nôn nao. Hồn lực công kích lên cơ sở, cộng thêm công kích võ hồn, là hồn đạo bí pháp. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, biết rõ một quyền này, chính mình không thể nào đỡ được, tâm thần vừa động, một khối thiết thạch chỉ cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Đây đúng là chấn nguyên thạch. Chấn nguyên thạch này, hắn chỉ mới luyện hóa được có một phần cấm chế nhỏ ở bên trong, còn chưa thể thao túng nó tấn công được, bất quá nếu như mượn nó để dùng đơn giản thì cũng không thành vấn đề. Đây là thứ quỷ gì? Tên thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia cười lạnh, cũng không điều chỉnh, một quyền kia trực tiếp đánh lên trên chấn nguyên thạch. Răng rắc. Trong nháy mắt này, gã chỉ cảm thấy, giống như bản thân mình vừa đánh trúng một hòn núi lớn xương tay chuyển tới từng đợt đau đớn kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, xương ngón tay bị gãy hết mấy đốt, nhưng khối thiết thạch màu đen to cỡ nắm tay kia cư nhiên lại không hề sức mẻ, trong lòng gã lập tức sinh ra cảm giác kinh sợ, sợ thì sợ, gã cũng bất chấp, lập tức xoay người chạy đi. Rút lui. Trong tiếng hét lên sắc bén, gã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nháy mắt liền lùi lại. Diệp Huyền thu hồi trấn nguyên thạch ánh mắt bén nhọn, phất tay một cái, ba đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo muốn chạy dễ như vậy, ít nhất cũng phải để lại chút gì đã chứ. Trong lòng tên thủ lĩnh hắc y nhân kia kinh sợ, một trưởng đánh lui Diệp Huyền phi đao mà Diệp Huyền đánh ra, nhưng chỉ kéo dài một chốc như vậy, sở vân phi cũng đã đuổi tới. Lưu thủy kiếm y thiên cổ phong lưu nhân vật. Lưu thủy kiếm bên hông của sở vân phi bay thẳng lên trời, một kiếm chém ra như nước chảy về đông, kiếm quang sáng chói rạch nát trường không, lại có một loại khí tức nước chảy đi mất, anh hùng bi mộ, đánh thẳng ra kiếm quang đánh ra tên thủ lĩnh hắc y nhân kia hét thảm một tiếng bắn ra một mảnh máu tươi thân thể chớp lóe hai cái trên ở giữa các mái nhà sau đó biến mất không thấy đâu nữa sở vân phi cũng không vội vã đuổi giết luân phiên ra tay chém tới vài tên hắc y nhân ở phía sau mấy kẻ kia chỉ là thiên võ sư tứ giai sao có thể ngăn nổi đòn tấn công của sở vân phi kiếm quang lóe lên hai tay hai chân đều bị chặt đứt tận gốc ngã nhào trên đất đau đớn kêu rên sở vân phi lướt đi đuổi theo về hướng tên thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia biến mất tiếng vó ngựa vang lên từng hồi không bao lâu sau một đám lớn thành vệ quân đều đuổi tới từng vị cường giả cũng lục tục đuổi tới nơi thuộc hạ phiền hách tham kiếm bát vương tử điện hạ tham kiến diệp huyền đại sư từ sau vụ lần trước hứa thống lĩnh của thành vệ quân bị chém đầu phiền hách liền trở thành tân thống lĩnh mới của tiểu tử điêu sau khi nhận được tin tức thì gã liền vội vàng chạy tới đây lo lắng nhìn về phía hai người sau khi phát hiện hai người không có gì đáng ngại thì gã mới thở phào một hơi diệp huynh ngươi không sao chứ đa tạ nếu như lúc nãy không nhờ có ngươi thì sợ rằng ta cũng gặp nguy hiểm rồi triệu duy một bộ như vẫn còn sợ hãi gã đánh ra vài đạo thủ quyết bay vào trong trận bàn ở cách đó không xa lập tức liền có từng đạo quang mang lưu chuyển sau đó trận pháp ở dưới chân dần dần biến mất trận bàn cổ xưa kia cũng khôi phục bình tĩnh gã cầm lấy trận bàn nhìn về phía ánh sáng ảm đạm ở phía trên trong mắt lập tức lộ ra một tia đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Năng lượng của ngũ hành cố địa trận này, bị đối phương luân phiên tấn công như vậy, chỉ còn chưa tới một phần năm, nếu như không phải lúc sau này Diệp Huyền dẫn tên thủ lĩnh hắc y nhân kia đi, thì gã bây giờ sợ là đã bỏ mạng lâu rồi. Nếu tính ra thì hình như ta nợ Diệp Huynh ngươi hai mạng rồi. Triệu Duy cảm khái không thôi, đồng thời cũng kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Thực lực Diệp Huyền bày ra lúc này thực là làm gã xem đủ rồi, trong lòng tới bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được nhớ tới một năm trước diệp huyền chỉ mới là tân sinh vừa gia nhập học viện hôm nay lại đột phá tới địa võ sư còn mạnh tới mức có thể sống sót dưới tay của võ tông ngũ giai lại nhìn lại bản thân mình trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm đúng lúc này lưu quang lóe lên sở vân phi liền trở về trước mặt mọi người năng lực che giấu khí tức của đám sát thủ ảnh sát môn này đúng là quá mức quỷ dị lúc nãy chỉ mới kéo dài có mấy giây thôi cư nhiên lại để cho hắn chạy thoát thật là đáng chết sở vân phi cắn răng vẻ mặt lãnh lệ sau đó ân cần hỏi diệp huyền đại sư điện hạ các ngươi có sao không chúng ta không sao hết bất quá những cấm vệ quân bảo vệ ta thì triệu duy lắc đầu lần này cũng phải đa tạ diệp huynh nếu như không có diệp huynh thì mấy người chúng ta sợ là không ai có thể sống sót rồi bát vương tử điện hạ nói đúng lắm tư mã hiên vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân cả người be bé bét máu đi tới kể sơ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn diệp huyền trên mặt là vẻ không dám tin chỉ có sở vân phi là mỉm cười giống như hiểu được gì đó đúng rồi đám sát thủ còn lại đâu sở vân phi hỏi hồi sở vương đại nhân tất cả đều đã chết mọi người quay đầu lại nhìn đám hắc y nhân bị sở vân phi chặt đứt tứ chi cố ý lưu lại lúc này cũng đã hoàn toàn tắt thở trong miệng trào máu đen mùi vô cùng tanh hôi sở vân phi lắc đầu đối với kết quả này gã cũng không thấy lạ sát thủ của ảnh sát môn này có rất nhiều cách tự sát cho dù bắt sống cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tự tử, căn bản không cách nào moi được nửa điểm tin tức. Bất quá bọn chúng dám ban ngày ban mặt ám sát vương tử, và đại sư của Lưu Vân Quốc ta, thật sự là coi trời bằng vung, phiền hách, người lập tức xuất động tất cả thành vệ quân, giới nghiêm vương thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Những người khác, thu dọn hiện trường cho ta, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Có sở vân phi an bài, hiện trường lập tức bị phong tỏa, tất cả đều vô cùng gọn gàng sau khi làm xong mọi chuyện, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Ảnh sát môn này dám hoành hành ở vương quốc của chúng ta, ta thân là thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng không cách nào bắt được bọn chúng, đúng là vô dụng mà. Đám người tư mã hiên vũ vội vàng nói, sở đại nhân đừng nói như vậy, nếu như lúc nãy không phải ngươi nhanh chóng chạy tới kịp thời, thì sợ là tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm rồi, chúng ta còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của sở đại nhân nữa, ảnh sát môn giảo hoạt lắm mưu nhiều kế, cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi bọn họ nói rất đúng sở đại nhân ngươi đừng để trong lòng triệu duy cũng nói sở vân phi không khỏi bật cười ta có thể chạy tới đây nhanh như vậy cũng là vì diệp huyền đại sư hết các người đừng cảm ơn sai người dứt lời gã liền đi tới bên cạnh diệp huyền xoay người hành lễ cung kính nói diệp huyền đại sư vừa rồi đa tạ ngươi đã chỉ điểm khiến cho ta lĩnh ngộ được ý cảnh thật sự của lưu thủy kiếm ý động tác của sở vân phi khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người diệp huyền chỉ điểm cho sở vân phi đại nhân tình huống gì thế này mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi chỉ có sở vân phi là vẫn mỉm cười lúc trước sau khi diệp huyền rời đi những lời hắn đã nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của sở vân phi rốt cuộc cũng khiến gã hiểu rõ chân lý của lưu thủy kiếm ý cho nên lúc này mới chạy tới định nói lời cảm tạ nào ngờ đúng lúc gặp phải sát thủ của ảnh sát môn tới ám sát diệp huyền thản nhiên cười ta không chỉ điểm gì cho ngươi hết tất cả đều là do chính ngươi tự lĩnh ngộ ra sở vân phi lắc đầu thiên phú của Diệp Huyền Đại Sư thật sự cao thâm, khiến cho người ta không thể ngờ tới, tuy rằng Vân Phi là võ tông, nhưng tự cảm thấy ở võ đạo nhất đồ này lại kém xa Diệp Huyền Đại Sư, mong rằng sau này Đại Sư chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Huyền cười nói, võ đạo minh mông, mỗi người chúng ta đều là những con kiến nhỏ bé trên con đường võ đạo minh mông, mà thôi, bất quá con đường nào rồi cũng có điểm kết thúc, chỉ cần dũng cảm đi tới là dược, ta tin rằng có một ngày nào đó. Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy phong cảnh ở cuối đường lúc này Diệp Huyền mỉm cười, trên người bất giác toát ra một loại khí tức khiến cho người khác ngưỡng vọng, giống như đây là một người nam nhân đã từng đứng ở đỉnh phong võ đạo, đứng ở cuối võ đạo dõi mặt nhìn xuống bọn họ. Mọi người lập tức bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ, không rõ tại sao mình lại xuất hiện ảo giác như vậy. Sở Vân Phi đại nhân, nếu như không thể nào tra được chỗ của ảnh sát môn thì cũng không cần gấp, ta lại cảm thấy là người nào đó ra nhiệm vụ ám sát với ảnh sát môn, chuyện này cũng phải tra một phen. Nếu như trong vương thành có người cấu kết cùng ảnh sát môn thì cũng không phải chuyện nhỏ. Diệp Huyền thản nhiên nhắc nhở. Sở vân phi tâm thần chấn động, gã nhíu mày, nhìn bát vương tử như có điều suy nghĩ. Tẩm cung của tứ vương tử. Cái gì, người nói thất bại rồi sao? Sao có thể thất bại được cơ chứ? Không phải nói lần này ảnh sát môn sẽ toàn lực ra tay, tuyệt đối không thất bại hay sao? Tứ vương tử đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ dữ tợn. Hát nhất quỳ gối trước mặt tứ vương tử, âm trầm nói, Diện hạ, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ nghe nói, lần này ảnh sát môn phái ra một vị sát thủ võ tông cấp đà chủ, còn có mấy tên sát thủ cấp bậc thiên võ sư, nào ngờ, Bát Vương tử và Diệp Huyền không có kẻ nào chết, ngược lại ảnh sát môn bọn họ tổn hao đại lượng nhân thủ, chỉ có mỗi mình sát thủ võ tông kia là chạy thoát được. Không thể nào, có sát thủ cấp bậc võ tông thì sao có thể thất bại được chứ? Có phải là ảnh sát môn không ra sức hay không? Tứ Vương tử không dám tin. Theo như ta được biết thì hình như Bát Vương tử điện hạ là vì có được một trận pháp phòng ngự ngũ cấp, cho nên mới tránh được một kiếp, còn Diệp Huyền thì có thực lực vô cùng đáng sợ, cư nhiên có thể đối kháng với thiên võ sư của Ảnh Sát môn. "Thôi đi, Diệp Huyền mới tới Vương thành được bao lâu chứ? Một năm trước hắn vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, nói hắn có thể đối kháng với cường giả thiên võ sư đúng là nực cười mà, đây nhất định là thủ thuật che mắt của đám người lão bát, cha, nhất định phải cha rõ cho ta." Hắc Y nhân kia cung kính nói. Con có phải nhớ kỹ cho ta, gần đây nhất định phải an phận, tốt nhất là đừng nên liên lạc với ảnh sát môn nữa, che giấu bản thân cho tốt, đừng để lộ. Sau khi tức giận, Tứ Vương tử liền nhanh chóng bình tĩnh lại, âm trầm phân phó, thuộc hạ hiểu rõ. Đáng chết, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên bị ảnh sát môn làm phí mất, lần sau muốn động thủ sợ là cũng khó, trong khoảng thời gian ngắn gần đây ta nhất định phải an phận, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào chú ý tới ta. Tứ Vương tử âm trầm nói, trong vương thành Chuyện Bát Vương tử gặp ám sát nhanh chóng lan ra khắp vương thành như một cơn gió. Triệu Kính biết được tin tức thì nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cấm vệ quân nhất định phải tìm ra hung thủ. Trong lúc nhất thời, trong vương cung lòng người bằng hoàng, không ít vương công đại thần đều kinh hồn táng đảm vì cơn giận của bệ hạ. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về lòng yêu mến của Triệu Kính dành cho Triệu Duy. Không hay biết rằng, cơn giận của Triệu Kính một phần là vì Bát Vương tử, một phần khác càng là bởi vì Diệp Huyền mười mấy năm trước gã từng bị ảnh sát môn ám sát qua để lại bệnh tật một mực đau đớn khó chịu nay may mắn nhờ diệp huyền trị liệu hết vừa mới xong xuôi thì diệp huyền lại bị ám sát điều này khiến cho triệu kính vô cùng mẫn cảm theo như gã thấy ảnh sát môn này là vì chiếm được tin tức nào đó cho nên mới muốn diệt trừ diệp huyền mà theo như tình báo điều tra được cũng xác nhận điểm này trong quá trình ảnh sát môn ám sát rõ ràng có để lộ rằng diệp huyền cũng là một trong những mục tiêu ám sát của bọn chúng Điều này khiến cho Triệu Kính vô cùng tức giận. Gã cho rằng ảnh sát môn ngoài mặt là ám sát Diệp Huyền, nhưng thực tế chính là nhằm vào quốc quân của Lưu Vân Quốc là gã đây, giết Diệp Huyền chỉ là vì để cho Diệp Huyền không thể nào trị khỏi bệnh trên người gã, muốn gã bỏ mạng. Điều này khiến cho một nhất quốc chi quân như gã không thể nhịn nổi, chỉ một thoáng, một trận hành động diệt sát ảnh sát môn liền lan ra khắp vương quốc. Tu luyện tháp trong Huyền Linh học viện. Lúc này, người ở giữa phong bạo, khởi xướng một trận càn quét khắp vương quốc trong miệng người khác là Diệp Huyền giống như không có việc gì xảy ra hết, khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn, chấn nguyên thạch to bằng nắm tay có quang mang yếu ớt lưu chuyển, không ngừng chấp hiện. Trải qua lần bị ảnh sát môn ám sát lần này, trong lòng của Diệp Huyền cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn không ngờ tới, thế lực của ảnh sát môn lại lớn tới như vậy, cư nhiên có thể điều động luôn cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ dai tới đây. Lần này nếu như không phải có sở vân phi kịp thời chạy tới, đối mặt với một võ tông ngũ dai, nói không chừng hắn đã lành ít giữ nhiều rồi. Điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Hắn biết rõ ràng, chỉ có nắm chắc mạng sống ở trong tay mới là an toàn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn đã xem như không chậm rồi. Nếu chỉ một mặt thiên vị chỉ để thăng tu vi của bản thân, thì giống như đốt cháy giai đoạn, sẽ tạo thành tổn thương cho căn cơ tu luyện sau này vậy nên hắn chỉ có thể đặt cách bảo vệ tính mạng ở ngoại vật mà thôi. Mà Trấn Nguyên Thạch chính là một lá bài tẩy trong tay của hắn. Sau khi giao thủ với võ tông của ảnh sát môn, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ trình độ của Trấn Nguyên Thạch này vô cùng cao, tuyệt đối là thuộc về một huyền bảo vô cùng nghịch thiên. Bằng không thì không thể nào chỉ lấy ra mượn dùng một chút liền có thể ngăn cản, được một kích toàn lực của võ tông ngũ dai, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương được. Trong lúc mừng rỡ, Diệp Huyền trở về học viện, bất chấp tất cả bắt đầu luyện hóa Trấn Nguyên Thạch diệp huyền vốn tưởng rằng với kiến thức của hắn muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này chắc hẳn là không phải quá mức khó khăn nhưng tới lúc hắn chính thức luyện hóa thì mới biết được muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này khó tới mức nào lúc trước mình ở trong bảo khố tốn một canh giờ để luyện hóa một phần rất nhỏ của cấm chế phần đó thậm chí còn chưa tới một phần trăm của cấm chế diệp huyền chỉ có thể tĩnh tâm lại từng chút từng chút công phá cấm chế bên trong tốn trọn vẹn một tháng hắn mới hoàn toàn luyện hóa được cấm chế bên trong chấn nguyên thạch đợi đến khi cảm nhận được kết cấu bên trong huyền bảo chấn nguyên thạch này, diệp huyền liền chấn động, hóa ra cấm chế mà hắn tốn một tháng trời mới luyện hóa được, cũng chỉ là cấm chế tầng thứ nhất của huyền bảo chấn nguyên thạch này. xuất hiện trước mặt của hắn chính là một tầng cấm chế phức tạp và tối nghĩa khác. thời gian một tháng ròng chỉ có thể luyện hóa được một tầng cấm chế vòng ngoài của một món huyền bảo, diệp huyền thật hết lời nào để nói. đồng thời cũng khiến cho diệp huyền có chút tò mò đối với phẩm giai của chấn nguyên thạch. huyền bảo có cấm chế phức tạp như vậy theo như hắn đoán thì ít nhất các bậc cũng phải là huyền bảo thất phẩm trở lên về phần đẳng giai thật sự thì vì vẫn chưa thể phá vỡ toàn bộ cấm chế cho nên diệp huyền cũng không dám kết luận huyền bảo có cấp bậc cỡ này cư nhiên lại xuất hiện ở một tiểu quốc như lưu vân quốc diệp huyền nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi mà đối mặt với tầng cấm chế thứ hai này diệp huyền cũng trợn mắt há hốc mồm tầng cấm chế thứ hai này so với tầng thứ nhất lại càng phức tạp và quỷ dị hơn nhiều tuy rằng với tạo nghệ của diệp huyền cũng có thể phân biệt ra được nên bắt đầu luyện chế từ chỗ nào, nhưng bởi vì phẩm giai của hồn lực của hắn không đủ, nên dù cho tạo nghệ ở phương diện luyện hồn sư có cao tới đâu đi nữa, cũng không thể nào tiếp tục luyện chế được. Theo như hắn đoán thì ít nhất cũng phải đợi hồn lực của hắn từ tam phẩm đỉnh phong để thăng lên tới tứ phẩm trung kỳ thì mới có thể bắt đầu thử luyện chế cấm chế tầng thứ hai này được. May mắn chính là sau khi tầng cấm chế thứ nhất bị Diệp Huyền luyện hóa xong, thì khối thiết thạch trấn nguyên thạch này nằm trong tay hắn lại nhẹ như lông vũ vậy, chỉ huy nó cũng vô cùng nhanh chóng vừa lòng. Tuy rằng mỗi lần thôi động nó đều cần tiêu hao đại lượng huyền khí, số lượng tương đương với toàn bộ huyền khí trong đan điền của địa võ sư bình thường, nhưng bởi vì hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết nghịch thiên, huyền khí mạnh hơn gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên cũng không tới mức chỉ thúc dục một hai lần thì huyền khí liền khô kiệt. Điều duy nhất khiến cho hắn không hài lòng chính là, chấn nguyên thạch có vẻ ngoài hơi khó nhìn, giống như một cục đá màu đen vậy. Hơn nữa hắn chỉ mới luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ công năng của trấn nguyên thạch này cũng như khi cầm nó đi đập người khác trong mắt người ngoài thì giống như hắn cầm một quả cân đập người ta vậy chẳng đẹp mắt chút nào nhớ tới thiên vân toái tinh toa của mình khi xưa một khi thôi động thì như lưu tinh phá không ngân hà nổ tung lưu quang đủ màu tràn ngập không gian hào quang trói sáng tuyệt đối là xinh đẹp rực rỡ kinh tâm động phách lại nhìn bây giờ xem một quả cân đen xì trong lòng diệp huyền cảm thấy vô cùng buồn bực đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ diệp huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện tháp rồi trong lúc diệp huyền bế quan tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt trâu màu tím kia thì giống như cũng lâm vào trong hôn mê trên người có tử quang lưu chuyển tạo thành một cái kén điện quang bao kín lấy nó bế quan một tháng sóng gió bên ngoài cũng đã dần yên bình lại lần càn quét này toàn bộ vương thành đều dung chuyển từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người ở đài trảm thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lìa khỏi cổ trong lúc nhất thời bầu không khí khắp vương thành đều trở nên căng thẳng nửa tháng sau một đội ngũ tập kết ở bên ngoài vương thành bên cạnh xe ngựa diệp huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn diệp huyền đại sư ta sẽ ở vương thành chờ ngươi trở lại ngươi đừng có quên thời gian đó khô trần đại sư mỉm cười nói lúc trước khi diệp huyền xuất quan không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão đồng ý đại diện cho Lưu Vân Quốc tới tham gia phủ quang đại hội của Liên minh Thập Tam Quốc. Phủ quang đại hội còn hơn 4 tháng nữa sẽ diễn ra, Diệp Huyền hơn một năm nay chưa trở về nhà, cho nên quyết định nhân dịp cơ hội này về nhà trước một chuyến. Dù sao, thì tới chừng đó đi tham gia phủ quang đại hội còn không biết phải đi mất bao lâu. Còn mấy người khô trần thì tới đây đưa tiễn. Ngoại trừ khô trần ra thì hoa la huyên, la chiến, vân ngạo tuyết, bát vương tử cũng tới đủ không thiếu một ai. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên liên hồi. Từ bên trong cửa thành đột nhiên có một nhóm hộ vệ thân mặc khôi giáp chạy ra, ở giữa nhóm hộ vệ này chính là đương kim quốc quân Triệu Kính Bệ Hạ, ngoài ra còn có mấy người Sở Vân Phi. "Diệp Huyền đại sư, để ngươi đợi lâu rồi." Triệu Kính mỉm cười, "Đoạn đường từ Vương thành tới Lam Nguyệt thành khá xa, trên đường đi khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, những hộ vệ này sẽ đi theo ngươi, có thể bảo vệ ngươi an toàn trong suốt chuyến đi." "Chúng ta, ra mắt Diệp Huyền đại sư." Sau lưng gã, một nhóm cấm vệ quân cúi người hành lễ. Mỗi người đều khí thế hiên ngang, trên mặt lóe ra tinh quang sáng láng. Những cấm vệ quân này, người yếu nhất cũng là cường giả địa võ sư tam giai, do một thiên võ sư tứ giai dẫn đầu, đội hình có thể xem là vô cùng hùng hậu. Diệp Huyền đại sư, vị này chính là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh có thực lực siêu quần, chắc chắn trên đường đi có thể giúp Diệp Huyền đại sư dẹp bớt không ít phiền toái. Phó thống lĩnh cấm vệ quân Âu Dương Tiêu Sơn xin ra mắt Diệp Huyền đại sư. Thanh âm vang dền, một vị nam tử trung niên anh khí bừng bừng hăng hái đi ra từ trong đội ngũ người này mặc một thân khôi giáp màu bạc dưới hàng chân mày rậm rạp là một đôi mắt hữu thần sáng ngời toàn thân tản ra khí tức bưu hãn diệp huyền đại sư có âu dương tiêu sơn thống lĩnh đi theo ngươi trẫm cũng có thể yên tâm bọn họ ngoại trừ bảo vệ sự an toàn của ngươi ra còn mang theo ý chỉ của trẫm phong ra ra diệp phách thiên của ngươi thành diệp vương vương quốc nhất đẳng công có được lãnh địa thiên húc hành tỉnh có bọn họ tới đó, cũng thuận tiện cho Diệp ra các ngươi quản lý hành tỉnh. Triệu kính nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tùy tùng của Diệp Huyền Đại Sư. Tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Huyền Đại Sư. Chỉ riêng mệnh lệnh của một mình Diệp Huyền Đại Sư mà thôi, bao gồm cả chấm cũng không được. Đã nghe rõ chưa? Dạ, bệ hạ. Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn hô to, tâm tình trong lòng mỗi người lại khác nhau. Bệ hạ dặn dò thế này, giống như trực tiếp điều nhóm cấm vệ quân bọn họ tới dưới trứng của diệp huyền đại sư trở thành tư quân của hắn đủ loại tư vị nổi lên trong lòng mọi người một số cấm vệ quân vốn còn cho rằng lần này chỉ là làm một nhiệm vụ nghe xong bệ hạ nói như vậy thì trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần từ cấm vệ quân cao cao tại thượng trở thành tư quân của một gia tộc thậm chí là một thiếu niên tuy rằng có không ít người trên mặt không để lộ ra vẻ gì nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng diệp huyền đại sư âu dương tiêu sơn thống lĩnh chính là võ tông nhất trọng trước kia giúp ta huấn luyện cấm vệ quân chính là nhân vật cường thế trong cấm vệ quân bây giờ bị ngươi mang đi ta thật sự cảm thấy đau lòng lắm sở vân phi đứng một bên cười khổ nói trong lòng của gã hiểu rõ sở dĩ bệ hạ phái âu dương tiêu sơn tới cho diệp huyền chính là bởi vì chuyện ảnh sát môn ám sát lần trước sợ diệp huyền gặp phải nguy hiểm gì diệp huyền cười nhạt một tiếng nếu như ngươi cảm thấy đau lòng thì có thể thế mình vào sở vân phi bất đắc dĩ lắc đầu diệp huyền đại sư nói thật ta cũng muốn đi theo ngươi trở về thiên húc hành tỉnh thuận tiện theo ngươi học tập lắm chỉ tiếc bệ hạ không cho ta đi vẻ mặt của gã vô cùng thành khẩn hoàn toàn không giống như giả bộ khiến cho mấy người âu dương tiêu sơn khẽ giật mình triệu kính cũng mỉm cười diệp huyền đại sư sở vân phi đúng là từng đề cập tới chuyện này chỉ tiếc là bị trẫm bác bỏ hôm nay vương thành không yên bên cạnh trẫm không thể thiếu hắn được diệp huyền đại sư xin hiểu cho trẫm đám người âu dương tiêu sơn nhìn diệp huyền với vẻ vô cùng cổ quái người này thật sự chỉ là một luyện dược sư thiên tài thôi sao tại sao bệ hạ và sở đại nhân ở trước mặt người này giống như có vẻ ăn nói khép nép như vậy hơn nữa sở vân phi đại sư còn nói là muốn đi theo học tập thiếu niên này lời nói này đúng là vô căn cứ mà ôm theo hoài nghi đội ngũ liền xuất phát một đội ngũ khổng lồ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người trong đám người nhìn thân ảnh diệp huyền khuất dần trong lòng vân ngạo thuyết giống như ngũ vị tạp trần không rõ là tư vị gì Thời gian 2 năm trôi qua, nàng nhìn thấy Diệp Huyền phát triển, từ võ giả nhất mạch phát triển thành địa võ sư nhị trọng không thua kém gì nàng, khiến cho Vân Ngạo Tuyết vừa kích động nhưng trong lòng, cũng vừa cảm thấy ẩn ẩn chút là muốn ganh đua cao thấp. Đối với Diệp Huyền, chính bản thân nàng cũng khó có thể nói rõ là cảm giác gì. Diệp Huyền, tin rằng lần sau khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ trở thành thiên võ sư tứ giai. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết thầm hứa. Huyền thiếu, những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi, không ngờ diệp ra các ngươi nhoáng một cái liền trở thành diệp vương lãnh chủ của thiên húc hành tỉnh chật chật cái này tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành trì đi để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí trong xe ngựa trần tinh cười ra nói lần này trở về trần tinh lãnh dĩnh oánh và phượng nhu y cũng đi cùng luôn mọi người cùng nhau tới vương thành cũng hơn một năm rồi bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào được thôi diệp huyền cười như không cười nhìn trần tinh một cái bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ, không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quần hùng, ít nhất cũng không thể quá tệ hại, như vậy đi, trong vòng một năm, nếu như ngươi có thể trở thành địa võ sư tam giai, thì ta sẽ cho ngươi làm thành chủ. Cái gì? Địa võ sư tam giai sao? Trần Tinh trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, bất lực nói. Huyền thiếu à, ngươi như vậy không phải muốn ta đi tìm chết hay sao, điều này sao mà được chớ? Bây giờ ta mới có 17 tuổi, địa võ sư 18 tuổi, thiên phú cỡ đó tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất vương quốc luôn rồi ấy chứ đúng không có gì đâu mà không thể chứ ngươi xem ngươi bây giờ không phải đã là võ sư nhất trọng rồi hay sao từ võ sĩ nhất trọng tới võ sư nhất trọng ngươi không phải cũng mất một năm hay sao cái này không giống mà nhất giai tới nhị giai há có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai trần tinh căm giận bất bình có gì đâu mà không thể đánh đồng ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao diệp huyền thản nhiên nói Trần Tinh lập tức sụ mặt xuống. Huyền thiếu, ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta, ngươi là biến thái, ta chỉ là người bình thường thôi. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh đều phì cười. Bất quá lời Trần Tinh nói cũng khiến cho Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng phải gật gù tán đồng. Thời gian một năm này, các nàng nhờ có Diệp Huyền chỉ điểm, lại thêm tư nguyên phong phú của Huyền Linh học viện, các nàng đều đột phá từ võ sĩ linh võ cảnh tới võ sư huyền võ cảnh, thậm chí còn đạt tới võ sư nhị trọng luôn rồi dù là ở nơi thiên tài tụ tập như huyền linh học viện các nàng cũng có thể xem như vô cùng kinh diễm là kỳ tài trăm năm khó gặp nếu như cho các nàng thêm thời gian nửa năm nữa thì hai người bọn họ đều sẽ trở thành cao thủ trên phong vân bảng nhưng so với diệp huyền thì các nàng nháy mắt liền trở thành bình thường chỉ có thể ngước mắt nhìn lên các nàng đã rất cố gắng đuổi kịp hắn nhưng chỉ có thể nhìn bước chân của diệp huyền ngày càng rời xa các nàng loại cảm giác vô lực này khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi xe ngựa chạy hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi ở một khu rừng nhỏ diệp huyền đại sư đây chính là lộ trình mà chúng ta định ra ngươi xem qua một cái đi đúng lúc này âu dương tiêu sơn đi tới bên cạnh diệp huyền đưa lộ tuyến mà mình định ra cho diệp huyền xem diệp huyền nhìn cũng không nhìn một cái trực tiếp để một bên chuyện thế này thì không cần làm phiền ta âu dương thống lĩnh tự mình định đoạt là được còn nữa từ nay về sau không cần gọi ta là diệp huyền đại sư đâu vậy thì gọi là gì đương nhiên là gọi huyền thiếu giống ta rồi. Trần Tinh bĩu môi nói. Âu Dương Tiêu Sơn ngẩn ra, sau đó gật đầu. Vâng, huyền thiếu. Đi thôi, đưa ta đi gặp những người khác đi. Diệp Huyền đi tới trước đội ngũ, nhìn về phía những người đang canh gác để phòng phía rừng cây. Lần này số cấm vệ quân mà triệu kính điều động cho hắn khoảng gần trăm người, trong đó có thống lĩnh Âu Dương Tiêu Sơn là võ tông ngũ gia nhất trọng, còn có 10 vị thủ lĩnh cấp bậc thiên võ sư tứ giai. Ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư, ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng. Lúc này mọi người đang đề phòng canh ở bên ngoài khu rừng, tuy rằng động tác cẩn thận, nhưng vẻ mặt cũng không phải vô cùng căng thẳng. Ai, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, hình như chúng ta đã trở thành tư quân của Diệp Huyền Đại sư rồi đúng không? Đúng đó, nói không chừng sau này chúng ta đều phải trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh, không còn là cấm vệ quân nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước ta nói với lão bà là chỉ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ mà thôi nếu như để cho nàng biết sau này ta không còn là cấm vệ quân nữa phải thường trú ở thiên húc hành tỉnh thì nói không chừng nàng sẽ chém chết ta mất vợ con của ta cũng ở vương thành không biết phải làm sao bây giờ không ít cấm vệ quân ngồi vây quanh dưới một gốc đại thụ lo lắng trao đổi với nhau tuy rằng thanh âm của bọn họ không lớn nhưng diệp huyền lại nhạy cảm nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau diệp huyền nhướng mày âu dương tiêu sơn đây là trình độ của cấm vệ quân vương thành hay sao giống như không khác gì so với thành vệ quân ở những thành trì bình thường hết nhỉ. Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì trong lòng dùng mình, lúc này mới tức giận quát lớn. Mấy ngươi các ngươi đang nói gì đó hả? Cả đám lười biếng như vậy, cho dù là nghỉ ngơi thì cũng phải cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ trước kia ta chưa dạy cho các ngươi hay sao? Những cấm vệ quân này lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng không xì xào bàn tán nữa, lộ ra khí tức bưu hãn. Bốp bốp bốp. Thấy một màn này, Diệp Huyền gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người về phía hắn các vị đều qua đây đi diệp huyền thản nhiên mở miệng một ít cấm vệ quân đang nghỉ ngơi liếc nhìn nhau ngoại trừ vài cấm vệ quân đang đứng canh gác ở phía xa ra thì tất cả đều đi tới phía trước các ngươi cũng tới đây đi diệp huyền quay sang nói với những người đang canh gác những cấm vệ quân đang đứng canh gác ở đằng xa nghe thấy vậy thì hơi do dự lúc này mới cao giọng nói diệp huyền đại sư chúng ta đang canh gác nếu như hủy bỏ canh gác một khi có kẻ thủ tấn công thì chỉ sợ là không thể phản ứng kịp thời được yên tâm đi có kẻ địch tấn công tới hay không thì ta sẽ biết ngay diệp huyền nói như vậy thì mấy cấm vệ quân này mới đi tới nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của những người đứng xung quanh diệp huyền thản nhiên mở miệng ta biết rõ trong số các ngươi có không ít người sau khi nghe nói bị phái tới cho ta thì trong lòng đều cảm thấy không vừa ý chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio huyền thiếu âu dương tiêu sơn đang muốn ngắt lời thì bị diệp huyền cắt đứt được rồi, Âu Dương thống lĩnh ngươi cũng không cần nhiều lời, chút khả năng phân biệt ấy Diệp Huyền ta vẫn có. Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là Diệp Huyền muốn làm gì nữa. Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói, những điều các vị lo lắng ta cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta đây cũng không phải loại người ép uổng khiến người khác khó chịu, cho nên ở nơi này, ta hứa với mọi người một điều, điều này chính là một khi các vị hoàn thành nhiệm vụ, thì chỉ cần có người không muốn làm tư quân của Diệp gia ta, muốn trở lại cấm vệ quân diệp huyền ta đều sẽ đồng ý tuyệt đối không làm việc ngăn cản tài lộ của người khác diệp huyền vừa nói những lời này ra thì toàn trường liền sôi trào tất cả mọi người liền bàn tán với nhau điều bọn họ lo lắng lúc trước chính là việc này không ngờ diệp huyền lại nói ra chỉ là lời diệp huyền nói ra cũng không thể khiến cho bọn họ thả lỏng được bởi vì triệu kính bệ hạ rõ ràng đã ban bọn họ cho diệp huyền rồi nếu mình muốn trở lại cấm vệ quân liệu bệ hạ sẽ đồng ý hay sao nếu như bệ hạ không đồng ý thì lời hứa của diệp huyền căn bản không làm được gì giống như hiểu rõ nỗi lo lắng của mọi người diệp huyền thản nhiên nói ta biết rõ trong lòng các vị đang nghĩ gì các vị cứ yên tâm đi chỉ cần các ngươi muốn trở lại cấm vệ quân thì ta sẽ tự mình nói rõ với bệ hạ diệp huyền ta cam đoan tại chỗ này triệu kính bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ chối hay khó dễ gì các ngươi nói tới đây diệp huyền nhìn âu dương tiêu sơn đang đứng bên cạnh âu dương thống lĩnh lời hứa này cũng có tác dụng với ngươi Lời hứa này của Diệp Huyền khiến cho tất cả cấm vệ quân ở đây đều lộ ra vẻ rúng động, bao gồm cả Âu Dương Tiêu Sơn cũng như vậy. Tất cả mọi người đều không hiểu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hứa như vậy. Mỗi người đều có chí riêng, Diệp Huyền ta chưa bao giờ làm chuyện ép uổng người khác, bất quá, ta tin tưởng trong số các vị có mặt ở đây, nhất định cũng có người muốn thay đổi hoàn cảnh, gia nhập trận doanh của Diệp gia ta, nơi này ta cũng có một lời cam đoan ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tản mắt ra thần quang khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Diệp Huyền ta hứa rằng, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, cuộc đời sau này sẽ bước sang một giai đoạn mới. Đồng thời, ta cũng dám hứa chắc rằng, sau khi gia nhập Diệp gia ta, trong vòng 5 năm, thực lực của các ngươi ít nhất đều sẽ tăng lên nhất giai. Cái gì? Tăng lên nhất giai? Nói đùa gì vậy chứ? Tăng lên nhất giai, như vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta gia nhập Diệp gia, thì trong vòng 5 năm có thể trở thành võ tông ngũ giai hay sao? Lần này, sự khiếp sợ của mọi người còn sâu hơn cả lần trước, cả khu rừng nhỏ này giống như sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Người kinh hãi nhất vẫn là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, quả bom mà Diệp Huyền ném ra quả thật là quá lớn, nếu như lời Diệp Huyền nói là thật, thì Âu Dương Tiêu Sơn gã căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên gia nhập Diệp gia. Gã bây giờ là võ tông ngũ giai, tăng lên nhất giai thì chính là võ tôn lục giai tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất lưu vân quốc trong vòng trăm năm nay thực lực cỡ này gần như có thể tung hoành khắp liên minh thập tam quốc hấp dẫn lớn như vậy gã căn bản không thể nào chống cự được chỉ là lời diệp huyền nói thật sự có thể thực hiện được hay sao giống như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng âu dương tiêu sơn diệp huyền nhìn về phía hắn âu dương tiêu sơn thống lĩnh lời hứa này của ta cũng giống như cái trước đó cũng có hiệu lực đối với ngươi những lời này lập tức khiến cho rất nhiều cấm vệ quân ở đây mất bình tĩnh lần nữa vốn xem triệu kính bệ hạ và sở vân phi đại nhân cung kính với diệp huyền như vậy không ít người ẩn ẩn có chút tin tưởng lời diệp huyền nói chỉ là sau khi nghe thấy những lời hắn nói với âu dương tiêu sơn thống lĩnh thì mọi người lại cảm thấy hoài nghi âu dương tiêu sơn thống lĩnh là võ tông ngũ giai để thăng nhất giai chính là võ tôn lục giai cường giả cỡ này ở liên minh thập tam quốc đã là hiếm thấy một thiếu niên như diệp huyền thật sự có thể làm được điều này hay sao thế này thật là không hề có căn cứ gì hết. Tất cả mọi người lại do dự, trong lòng dối thành một đoàn. Đây là lời hứa của Diệp Huyền ta, các ngươi có thể tin, cũng có thể hoài nghi, trong khoảng thời gian này tất cả các ngươi có thể suy xét cân nhắc, ta cũng không bắt ép, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, đều có thể tùy thời tới tìm ta, bất quá ta phải nói trước, một khi quyết định gia nhập Diệp gia ta thì tuyệt đối không thể đổi ý. Bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận cả đời, những người trần trừ, Diệp Huyền ta tuyệt đối không cần, các vị giải tán đi." Dứt lời, Diệp Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi. "Diệp Huyền đại sư, xin đợi đã." Đúng lúc này, một thủ lĩnh cấm vệ quân bước tới trước mặt Diệp Huyền, khuỵ gối quỳ xuống. "Thuộc hạ Lưu Hiểu Long, nguyện ý gia nhập Diệp gia, đi theo Diệp Huyền đại sư." Người này là một thiên võ sư tứ giai nhị trọng, năm nay đã gần 40 tuổi, mấy năm gần đây, tu vi đình trệ, không tăng trưởng gì hết. Chính bản thân gã hiểu rõ. Nếu như gã vẫn còn tiếp tục ở lại trong Cấm vệ quân, với thiên phú của gã, qua 10 năm nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiên võ sư tam trọng, vị trí mà gã đang ngồi đây cũng sẽ có lúc phải nhường lại. Lời hứa hẹn của Diệp Huyền hôm nay nhất thời khiến cho gã động lòng. Gã làm việc luôn luôn lớn mật, phóng đãng, hơn nữa gã cũng không có người thân, cho nên đối với đề nghị của Diệp Huyền, gần như không chút do dự liền hạ quyết định. "Tốt, tốt lắm." Diệp Huyền gật đầu. "Lát nữa ngươi tới xe ngựa của ta, ta sẽ dạy cho ngươi một số thứ." có lưu hiểu long dẫn đầu rất nhanh lại có thêm vài cấm vệ quân đáp ứng gia nhập diệp ra ngoài ra phần lớn cấm vệ quân còn lại đều không hề động đậy diệp huyền cũng không để ý đội ngũ lại tiếp tục lên đường không bao lâu sau những cấm vệ quân đồng ý gia nhập diệp ra đều đi tới trong xanh ngựa của diệp huyền đối với mỗi cấm vệ quân diệp huyền đều chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút hơn nữa căn cứ vào công pháp của bản thân mỗi người lại tiến hành sửa chữa một chút cuối cùng còn dạy cho mấy người bọn họ một bộ chiến trận Bộ chiến trận này tên là Bách Liên Đại Trận, là một loại trận pháp liên kết huyền khí lại với nhau, sau đó kết hợp cùng một chỗ để để thăng sức chiến đấu. Ưu điểm lớn nhất của bộ chiến trận này chính là mênh mông như biển chứa trăm sông, có thể dung nạp bất kỳ loại huyền khí thuộc tính nào lại với nhau, thậm chí ngay cả võ hồn chi lực của các ngươi cũng có thể liên kết và để thăng. Còn có một ưu điểm rất lớn nữa chính là tính biến hóa mạnh, mặc kệ bao nhiêu người, đều có thể tạo thành bách liên đại trận, hai người cũng được, 10 người cũng được, một trăm người cũng có thể không có hạn chế nào bất quá nhân số càng nhiều thì uy lực lại càng lớn bây giờ ta liền dạy tâm pháp cách bố trí và biến hóa của bách liên đại trận này cho các ngươi các ngươi nhớ kỹ cho ta hắn chuyển miệng tại chỗ mấy cấm vệ quân kia đều đứng bên cạnh đọc nhẩm mấy cấm vệ quân này vốn cho rằng diệp huyền sẽ dạy công pháp nghịch thiên nào đó hoặc là ban cho bọn họ loại đan dược đặc biệt chẳng hạn không ngờ chỉ tiến hành cải biến rất nhỏ trên công pháp của bọn họ trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng hoài nghi quyết định của mình có phải là sai rồi hay không dù sao thì bọn họ quyết định tin tưởng Diệp Huyền phần lớn là, bởi vì quan hệ của Diệp Huyền và Hoa La Huyền Đại Sư cùng với Khô Trần Đại Sư, không ngờ Diệp Huyền một không cho đan dược, hai không dạy công pháp cường đại, cho nên bọn họ cảm thấy nghi ngờ cũng là việc không thể tránh khỏi. Bởi vậy cho nên mặc dù đang học tâm pháp và biến hóa của Bách Liên Đại Trận, mấy người này cũng không yên lòng lắm. Chỉ có điều dần dần, trong lòng mấy người cũng cảm thấy rúng động thật lớn. Bọn họ vốn cho rằng Bách Liên Đại Trận này cũng chỉ là một bộ chiến trận bình thường mà thôi, nhưng sau khi nghe xong tâm pháp của Bách Liên Đại Trận này thì lập tức hiểu rõ, giá trị của Bách Liên Đại Trận quả thật lớn tới mức không cách nào đo lường được. Căn cứ miêu tả trên tâm pháp, Bách Liên Đại Trận do nhóm hai người tạo thành, uy lực có thể để thăng lên gấp hai thành so với năng lực vốn có của hai người. Nếu là ba người thì chính là ba thành, tới 10 người thì chính là gấp đôi. Mà tới khi tổ hợp một trăm người tạo thành Bách Liên Đại Trận, thì đủ để để thăng thực lực mỗi người lên gấp mấy chục lần tạm thời không nói tới trăm người, chỉ riêng Bách Liên đại trận 10 người thôi, thực lực của mỗi người đã để thăng gấp đôi, bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn họ không dám mơ tới. Có thể nói, thực lực như nhau, cho dù nhân số của đối phương có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể chống lại nổi khi bọn họ liên thủ. Bọn họ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy trong lòng run lên, nhìn vẻ mặt hững hờ không để ý của Diệp Huyền, sự coi nhẹ trong lòng bọn họ liền triệt để biến mất, cảm thấy vô cùng hoài nghi Diệp Huyền thật sự là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi thôi sao. Sau khi Diệp Huyền dạy xong hết thì nghiêm mặt nói. Bách liên đại trận này, không có lệnh của ta thì các ngươi nhất định không thể tự ý truyền thụ ra ngoài. Hơn nữa bách liên đại trận có một chỗ tốt khác chính là, nếu như lúc mấy người các ngươi tu luyện mà dùng hình thức đại trận để tu luyện, thì tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ đề thăng rất nhiều, nhân số càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Ta hy vọng 10 ngày, sau mấy người các ngươi có thể liên thủ thi triển bách liên đại trận này, được rồi, đi xuống đi. Mấy người lưu hiểu long vẻ mặt hớn hở lui xuống hiểu long diệp huyền đại sư dạy cái gì cho các ngươi vậy nhìn các ngươi kích động tới vậy có phải là cho các ngươi đan dược gì hay không phẩm cấp gì vậy mau nói nghe thử đi mấy cấm vệ quân còn lại đã sớm chú ý tới mấy người này sau khi nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt mấy người thì lập tức nhào lên hỏi chỉ là mấy người lưu hiểu long lại ngậm chặt miệng không nói vẻ mặt thần thần bí bí không nói gì hết mấy người tụ lại cùng nhau nghiên cứu bách liên đại trận này khiến cho mấy người còn lại buồn bực không thôi chỉ là nếu như muốn bọn họ quyết định đầu nhập vào diệp huyền thì bọn họ thật sự không thể nào hạ quyết tâm được trong những ngày kế tiếp mấy người diệp huyền tu luyện trong xe ngựa còn mấy người lưu hiểu long thì ở bên ngoài nghiên cứu bách liên đại trận ngoài ra bọn họ cũng đều thử qua công pháp mới mà diệp huyền đã điều chỉnh lúc chưa thử thì không thấy có gì lạ nhưng vừa thử xong một cái thì mấy người lại càng hoảng sợ hơn huyền khí vẫn luôn trầm lặng như tử khí trong cơ thể bọn họ bao năm nay lúc trước có tu luyện kiểu gì cũng không tăng lên được chút nào bây giờ cư nhiên lại sinh động trở lên ba ngày trôi qua mấy người đều có thể cảm giác được rõ ràng huyền khí trong cơ thể đang tăng lên đặc biệt là lưu hiểu long huyền lực của bản thân gã đã đạt tới thiên võ sư nhị trọng đỉnh phong lần này huyền lực vừa mới ngon ngoài để thăng một chút thì lập tức có một loại xúc động muốn trùng kích thiên võ sư tam trọng điều này khiến cho gã lệ nóng doanh trọng thiếu chút nữa đã khóc giống lên lúc này mấy người bọn họ mới hiểu được công pháp mà diệp huyền đã sửa đổi kia đáng sợ thế nào đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thân là cao tầng trong cấm vệ quân, công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không phải mặt hàng bình thường, ở Lưu Vân Quốc này, trên cơ cản đều có uy danh hiển hách. Mà thiếu niên Diệp Huyền 16 tuổi này, có thể khiến cho công pháp mà bọn họ tu luyện có thể để thăng tới mức này, thực lực cỡ ấy, trước kia đừng nói là thấy, căn bản là chưa hề nghe qua bao giờ. Công pháp hắn tiện tay sửa chữa một chút liền có thể để thăng phẩm giai của công pháp, tạo nghệ cỡ này, Đừng nói là võ tông ngũ giai, ngay cả võ tôn lục giai cũng không thể làm được, ít nhất cũng phải là võ vương thất giai mới có chút khả năng. Phát hiện cỡ này, mọi người chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Ngày thứ 8, Lưu Hiểu Long rốt cuộc đột phá thiên võ sư tam trọng. Động tính đột phá vừa xuất hiện thì khiến cho tất cả cấm vệ quân đều chấn kinh, dẫn phát một hồi rối loạn trong đội ngũ. Mọi người đều là cao tầng trong cấm vệ quân, cho nên đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Lưu Hiểu Long từ sau khi đột phá Thiên Võ Sư nhị trọng xong, thì đã 5 năm rồi không hề đột phá nữa. Không ngờ vừa mới đầu nhập vào Diệp Huyền không bao lâu, thì đã lập tức tấn cấp một cấp, nhớ tới lời hứa của Diệp Huyền trước kia, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ lời Diệp Huyền nói lúc trước đều là thật sao? Nỗi khiếp sợ này còn chưa qua được bao lâu thì vào ngày thứ 9, lại có một cấm vệ quân đầu phục Diệp Huyền đột phá tiếp. Tới ngày thứ 10 lại có hai người lục tục đột phá trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủn, bảy cấm vệ quân đầu tiên đầu nhập, vào Diệp Huyền cư nhiên có tới 4 người đột phá một cấp, xem như hơn nửa số người. Tất cả cấm vệ quân nghe được tin này thì đều không dám tin, thật sự chấn kinh. Nếu như nói một người hai người là ngoài ý muốn, hai người ba người là trùng hợp, thì bốn người nhất định không thể dùng vận khí để giải thích nữa rồi. Trong lúc nhất thời, lời hứa của Diệp Huyền lúc trước lại không ngừng vang vọng trong đầu của mỗi người. Chỉ là lần này, mọi người không còn là hoài nghi nữa, mà là cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi tiếp theo, liền có gần 30 cấm vệ quân quyết định đầu nhập vào dưới trướng Diệp Huyền. Quả thật, nếu như bọn họ trở lại cấm vệ quân thì địa vị cao thượng thật đấy, thân phận cũng không tệ, nhưng với thiên phú của phần lớn bọn họ, đời này xem như chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Nhưng nếu như đi theo Diệp Huyền thì lại có thể bay vọt ở thực lực, tới lúc đó, địa vị và danh dự còn không phải muốn là có hay sao. Đối với những cấm vệ quân đầu nhập vào dưới trướng của mình, Diệp Huyền lại tiến hành chỉ điểm và dạy Bách Liên đại trận như lệ thường, chỉ là đối với những người gia nhập sau, hắn cũng không chỉ điểm kỹ càng như mấy người đầu tiên. Theo số lượng cấm vệ quân đầu nhập vào Diệp Huyền ngày càng nhiều, người đột phá cũng không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian 20 ngày ngắn ngủi, gần như có một nửa cấm vệ quân thực lực để thăng một cấp, cho dù không đột phá thì thực lực cũng để thăng không ít. Đây cũng không phải là vì những gì Diệp Huyền chỉ điểm thần kỳ cỡ nào, mà là những cấm vệ quân này phần lớn đều vì đủ loại nguyên nhân nào đó khiến cho thực lực đình trệ ở giai đoạn nào đó, bởi vì không có được công pháp và chỉ điểm tốt, cho nên không cách nào tiến thêm được. Bây giờ có Diệp Huyền chỉ điểm, tu vi của cả đám bọn họ liền có chỗ buông lỏng, tự nhiên cũng vì vậy mà đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Còn Âu Dương Tiêu Sơn cũng là ở ngày thứ 12 đáp ứng gia nhập Diệp gia. Thứ khiến cho gã đồng ý cũng không phải vì cấm vệ quân lục tục đột phá, mà chính là Bách Liên đại trận. Trong một lần luận bàn, sau khi Lưu Hiểu Long và mấy thiên võ sư khác liên thủ, cứ nhiên có thể liên tục đỡ được mấy chiêu tấn công của âu dương tiêu sơn hắn khiến cho gã triệt để chấn kinh đồng thời cũng khuất phục được gã thực lực của mấy người lưu hiểu long gã đều hiểu rất rõ diệp huyền trong khoảng thời gian ngắn ngủn không tới một tháng có thể khiến cho mấy thiên võ sư tứ giai liên tục đỡ được mấy chiêu của võ tông ngũ giai như gã chuyện như vậy quả thật giống như lời nói vô căn cứ hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của gã cũng khuất phục nội tâm của gã đối với việc diệp huyền có thể khiến cho mình đột phá võ tôn lục giai gã ẩn ẩn có chút tin tưởng. Mặc dù cũng không thể khẳng định hoàn toàn được, nhưng cơ hội như vậy, gã không cho phép bản thân mình bỏ lỡ. Tới lúc này, trong gần trăm cấm vệ quân, khoảng chừng 81 người quyết định gia nhập Diệp Gia, cuối cùng chỉ còn lại 10 người là vẫn chưa hạ quyết định. Được rồi, những người còn lại cũng không cần quyết định nữa. Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, các ngươi liền trở lại Vương Thành đi. Lời Diệp Huyền nói ra trực tiếp chặt đứt vận mệnh của mấy người này. Diệp Huyền đại sư, bây giờ vẫn còn chưa tới thiên húc hành tỉnh, hẳn là vẫn còn thời gian để cho chúng ta suy nghĩ thêm. Mười mấy người kia lập tức trở nên nóng nảy. Không cần nói nhiều nữa, tới bây giờ các ngươi vẫn còn chưa quyết định đã nói rõ các ngươi có quá nhiều băn khoăn. Đối với việc gia nhập Diệp Gia Ta, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải cố ép uổng làm gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu. Mười mấy người này cứ mãi do dự, đến tận lúc này rồi mà còn không chịu đầu nhập vào mình. Rõ ràng không phải trong lòng có chỗ băn khoăn gì, mà căn bản chính là kiểu người do dự không quyết. Người như vậy, cho dù lúc này nguyện ý gia nhập Diệp gia thì Diệp Huyền cũng không chịu. Nếu như không phải vì muốn để lại một số cao thủ ở gia tộc thì Diệp Huyền căn bản cũng không muốn làm thế này, dù sao thì người mạnh nhất trong số đám người này là Âu Dương Tiêu Sơn, ở trong mắt Diệp Huyền cũng không phải người cần thiết phải chào mời. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Huyền bắt đầu toàn lực chỉ đạo mọi người tu luyện Bách Liên đại trận. Mấy cấm vệ quân này, thực lực tổng thể cũng không tệ, nhưng cũng không phải mạnh vô địch thủ gì. Để thăng thực lực riêng lẻ từng người thì rất chậm nhưng nếu như là đề thăng tổng thể thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Có Diệp Huyền tự mình chỉ điểm, Bách Liên đại trận nhanh chóng thành hình, 81 người này phối hợp cùng với nhau cũng không phải rất thuần thục, mà những cấm vệ quân không đầu nhập Diệp Huyền thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng đội trước kia của mình thao luyện cùng với nhau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng cả đám cảm thấy hậm hực nhưng lại không thể làm gì. 10 ngày sau, đội ngũ rốt cuộc tiến vào Thiên Húc hành tỉnh. Ven đường sơn lâm rậm rạp, đồng ruộng màu mỡ, nhìn vào lãnh địa mà tương lai mình phải bảo hộ, trong lòng của những cấm vệ quân này cũng là trăm mối ngổn ngang. Một số thành trấn xuất hiện ven đường, mấy người Diệp Huyền đều trực tiếp cách ra một đoạn, cũng không đi vào quấy giày. Cho dù đi ngang qua một ít thành trì, Diệp Huyền cũng không tiến vào, nhưng dù sao đội ngũ của bọn họ đổ sộ như vậy, bất luận là đi ngang qua thành trì nào cũng đều dẫn phát một hồi rối loạn. Vài ngày sau, lại có một thôn trang xuất hiện trước mắt mọi người. Huyền thiếu, mấy cái thôn trang ở gần đây hình như có chút kỳ quái, nhân khí so, với những thôn trang chúng ta đi ngang qua trước kia quả thực là kém quá nhiều, hoàn cảnh khu vực này hẳn là sẽ tốt hơn mấy thôn trang trước một chút. Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày bẩm báo. Trong lòng Diệp Huyền có chút nghi hoặc, nơi này là ở giữa thiên húc hành tỉnh, vị trí địa lý rất tốt, nhưng những tiểu trấn và thôn trang bọn họ đi ngang qua trước kia, nhìn qua từ xa lại lạnh lẽo trống vắng, căn bản không náo nhiệt bằng những trấn nhỏ trước kia, thậm chí cũng rất ít thấy bóng dáng xe ngựa thương đội đi lại trên quan đạo đi thôn trang ở phía trước hẳn là mặc lâm thôn vào xem thử đi đội ngũ đi vào trong mặc lâm thôn chỉ thấy ở cửa ra vào trong thôn có không ít dân chúng đang đứng mấy ngàn người đứng túm tụng ở đó ở phía trước nhất là một lão đầu gầy yếu chống quải trượng nơm nớp lo sợ đi tới các vị hảo hán mặc lâm thôn chúng ta tháng này chỉ có thể gom góp ra được bấy nhiêu tiền mà thôi kính xin các vị hảo hán dơ cao đánh khẽ tiền bảo kê lần sau chúng ta nhất định sẽ góp bù vô phần lần này lão đầu kia run rẩy dơ tay đưa một túi tiền lên, bên trong đặt một sấp huyền phiếu, tổng số gần 10 vạn. Một màn này khiến cho mấy người Diệp Huyền kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Sơn không nhận túi tiền, lão đầu lập tức nóng nảy, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Các vị hảo hán, kính xin các ngươi rộng lòng từ bi, mặc lâm thôn chúng ta lần này thật sự không thể nào gom ra được nhiều như vậy, nếu không thì xin thong thả cho vài ngày nữa, năm ngày thôi, năm ngày sau các ngươi lại tới, chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ huyền tệ mà thôn trưởng, nói nhiều với bọn họ làm gì, lũ thổ phỉ uống máu ăn thịt người này, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Trong đám người đột nhiên có một đám võ giả ủa ra, mấy chục người nổi giận đùng đùng vọt tới chỗ mấy người Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể bầm thay mấy người Diệp Huyền ra làm vạn đoạn, vũ khí trong tay đều chém ào ào xuống người mấy người Diệp Huyền. Lùi lại, sắc mặt Âu Dương Tiêu Sơn trầm xuống, không đợi gã lên tiếng, một đám cấm vệ quân đã tiến lên, ra tay một phen, chỉ nghe tiếng rầm 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 vang lên không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mấy chục võ giả dẫn đầu kia đều nằm lăn lộn trên đất, đau đớn kêu rên. Những võ giả còn lại nhìn thấy một màn này thì trong mắt có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ. Các vị hảo hán xin bớt giận, xin bớt giận. Lão đầu thôn trưởng kia bò tới, sợ hãi mở miệng, thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Huyền nhướng mày. Các vị, ta thấy hình như là các ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi. Nói xong hắn quay sang Âu Dương Tiêu Sơn nói, âu dương thống lĩnh cho ngươi thời gian một nén nhang mau tìm hiểu rõ mọi chuyện truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nhìn thấy mấy người diệp huyền không có vẻ hung thần ác sắt gì lão đầu kia lập tức ngây ngẩn cả người một lát sau âu dương tiêu sơn rốt cuộc cũng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện hóa ra mặc lâm thôn này là thuộc về vệ thành của tỉnh thành thiên đô thành thuộc thiên húc hành tỉnh không lâu trước kia ở xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn thổ phỉ tên gọi uy hồ mã tạc đoàn bọn chúng chú đóng ở gần đây, hơn nữa còn thông báo cho từng thôn trang, từng trấn nhỏ, mỗi quý đều phải giao đủ tiền bảo kê cho bọn chúng. Lúc mới bắt đầu, gần như tất cả thành trấn và thôn trang đều không đồng ý, thậm chí còn lập nên đội ngũ chính phạt, thật không ngờ, thực lực của uy hổ mã tạc đoàn này vô cùng đáng sợ, đội ngũ chính phạt còn chưa đi tới doanh trại của đối phương, thì đã bị chặn lại ở giữa đường, tử thương thảm trọng. Các thành trấn lớn vội vàng báo cáo tin này cho vệ thành, vệ thành cũng đã phái vệ quân tới đây tiến hành tiễu trừ, chỉ là mấy lần tiễu trừ kia, tuy rằng lúc xuất phát thì thanh thế lớn lắm, nhưng rốt cuộc đều thất bại rút lui. Còn mấy thành trấn kia thì bị đoàn mã tặc huyết tẩy. Cũng có thành trấn cầu viện với thiên đô của tỉnh thành, chỉ là tin tức cần viện như đá ném vào biển rộng, còn thành trấn cầu viện kia thì bị đoàn mã tặc ghé qua, tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thành trấn phụ cận lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng đám uy hồ mã tặc đoàn này nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phí bảo kê từng quý hôm nay chính là ngày uy hổ mã tạc đoàn kia tới mặc lâm thôn thu tiền bảo kê. Cho nên lúc nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền, lão đầu kia mới có phản ứng như vậy. Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Nơi này còn là lãnh thổ của Lưu Vân Quốc hay không? Nếu như ngay cả thành vệ quân cũng không cách nào tiêu diệt đoàn mã tặc này, tại sao thiên đô thành kia không phái đội ngũ tới? Ta nhớ rõ mỗi hành tỉnh đều có một chi quân đội của Vương Quốc đóng quân đúng không? Quân đội của Thiên Húc hành tỉnh này làm ăn kiểu gì vậy? cư nhiên để cho một đám mã tặc đoàn ngang ngược càn rỡ như vậy, ở xung quanh hành tỉnh. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn tới từ Vương Thành đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào tai của mình. Bọn họ ở Vương Thành, xưa nay đều không biết, ở trong Vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tặc đoàn kiêu ngạo cỡ này. Tung hoành khắp trốn, phóng hỏa cướp của, ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng. Các vị hảo hán, các ngươi thật sự không phải uy hồ mã tặc đoàn sao? Lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người Diệp Huyền, Vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là đã bị đám Mã Tặc kia dọa tới mức ám ảnh rồi. "Đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống Mã Tặc đoàn sao?" Trần Tinh không còn gì để nói. "Giống, giống lắm." Lúc này không chỉ lão đầu thôn trưởng, ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn cũng câm nín, đường đường là cấm vệ quân của vương quốc, cư nhiên bị coi thành Mã Tặc, thật không biết nói gì cho phải. "Đại gia, chúng ta thật sự không phải Mã Tặc." Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y bước ra từ trong xe ngựa dịu dàng nói. Bây giờ ta tin rồi. Lão đầu nhìn hai cô xong liền gật đầu. Trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy. Huyền thiếu, có mã đội tới đây. Một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến vào bẩm báo. Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc rền văng, phía xa bụi mù cuồn cuộn, một đội ngũ mấy chục người ầm ầm lao tới, nhanh chóng tới gần Mạc Lâm thôn, đồng thời nháy mắt liền chia đội bao vây cửa thôn của Mạc Lâm thôn. Lũ cướp tới rồi toàn bộ mặc lâm thôn lập tức hoảng loạn nhìn thấy đám người kia mấy người diệp huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lão đầu nọ lại coi bọn họ thành bọn cướp rồi đám cướp này đều mặc khôi giáp chỉnh tề uy phong lẫm lẫm bộ dạng kia so ra còn giống với quân chính quy của vương quốc hơn là cướp huyền thiếu khôi giáp mà lũ cướp này mặc hẳn chính là chế phục của thành vệ quân âu dương tiêu sơn nhắc nhở diệp huyền gật đầu hắn cũng đã nhìn ra điểm này tên đầu lĩnh trong lũ cướp kia là một đại hán dâu quai nón trong đôi mắt như chuông đồng lộ ra hung quang, nhìn thấy mấy người Diệp Huyền thì lập tức nhíu mày một cái, nhưng vẻ mặt lại không chút lo lắng sợ hãi, lạnh lùng nói: "Đám người các ngươi là phân bộ nào đó? Chẳng lẽ các ngươi không biết Mặc Lâm thôn này là thôn trấn dưới trướng của bọn ta hay sao?" Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì giận tím mặt, đang muốn xông lên phía trước thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn nhịn không được cười nói: "Ta đúng là không biết. Chẳng lẽ Mặc Lâm thôn không phải thôn trấn dưới trướng Thiên Đô thành hay sao?" từ khi nào thì thành của các ngươi rồi? Thôn trấn của thiên đô thành. Tên đại hán khôi ngô kia giống như nghe phải chuyện được cười lắm, bèn cười ha hả Ta nói cho người biết, thôn trấn của thiên đô thành chính là thôn trấn của uy hồ mã tạc đoàn ta, mặc kệ các ngươi là bộ phận nào, đều ngoan ngoãn đi ra cho ta. Đột nhiên tên đại hán khôi ngô kia nhìn thấy lãnh dĩnh oánh, và phượng nhu y đứng trong đám người, trong mắt lập tức lồi ra. Cực phẩm mà, vậy đi, hai cô nương này ở lại, đám các ngươi có thể đi, đối mặt với đội ngũ hơn trăm người của Diệp Huyền, đám cướp kia cư nhiên không chút sợ hãi, rõ ràng là đã hoành hành ở đây quen rồi. Muốn chết, một đám rắc rưởi cũng không biết tè một vũng ra tự soi coi bản thân mình là đức hạnh gì. Trần Tinh tức giận nói, muốn chết chính là đám người các ngươi đó. Tên đại hán khôi ngô kia mắt lộ hung quang, lạnh lùng đào mắt nhìn qua mấy người Diệp Huyền. Xem ra các ngươi là người bên ngoài tới, không biết uy danh của uy hổ mã tạc đoàn chúng ta. Có biết hậu quả khi đắc tội với Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta là gì hay không? Ta không biết, cũng không cần biết." Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, cười lạnh. "Dạy chúng một bài học cho ta, tên dẫn đầu giữ lại, những kẻ khác thì phế hết đi." "Dạ, Huyền thiếu." Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm không nhịn được nữa rồi, cả đám liền nhào lên như sói như hổ. "Con bà nó, còn dám động thủ với Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta, xem ra các ngươi thật sự không biết sống chết là gì, các huynh đệ, chúng ta tên đại hán kia còn chưa kịp nói xong hết, thì đã bị Âu Dương Tiêu Sơn giáng cho một cú, quyền đấm cước đá bình bịch, gương mặt nháy mắt liền sưng vù như đầu heo. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, từng thành viên của uy hổ mã tặc đoàn đều ngã xuống khỏi lưng ngựa, đối mặt với những cấm vệ quân có thực lực thấp nhất cũng là địa võ sư này, đám mã tặc có thực lực tổng thể tầm võ sư này căn bản không chống cự nổi, chỉ mới mười mấy giây thì không còn tên mã tặc nào còn ngồi được trên yên ngựa hết. Mau, mau phóng đạn tín hiệu cho ta, triệu tập đại bộ đội tới. Tên đại hán kia khản giọng la lên. Trong đội ngũ lập tức có mã tặc lấy đạn tín hiệu ra, gã còn chưa kịp bắn, thì đã bị thủ hạ của Diệp Huyền đập cho nằm bẹp dí trên đất, mặt mũi đầy máu, sau đó lại bị tẫn cho một trận tối mặt tối mũi. Lão đầu thôn trưởng nhìn tới ngây ra, vội vàng khóc la chạy tới. Các vị, không thể đánh, không thể đánh được đâu. Van xin các vị hảo hán, xin đừng đánh nữa mà. Uy hổ mã tặc đoàn tới thu tiền tại thôn trang của mình rồi bị đánh. Trách nhiệm này lớn lắm, nếu mấy người kia xử lý sạch sẽ đám uy hổ mã tạc đoàn thì không nói, nếu như bọn họ đánh xong liền trực tiếp chạy đi thì thôn trang của mình sẽ tiêu đời. Cho nên mấy người Diệp Huyền đánh lên người đám uy hổ mã tạc đoàn, nhưng lại dọa người dân mặc lâm thôn sợ vỡ mật. Được rồi, Diệp Huyền thấy cũng đủ rồi, lúc này mới hô ngừng. Các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tên đại hán dẫn đầu kinh sợ nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, gã cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, cư nhiên bị những người này đập một cái ngã lăn quay ra đất, không thể phản kháng được mảy may, thực lực của đám người kia quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Diệp Huyền đạp lên người tên đại hán kia, lạnh giọng nói, bây giờ là ta tới hỏi các ngươi, đám uy hổ mã tặc đoàn các ngươi từ đâu tới đây? Có bao nhiêu người? Đại bản doanh ở chỗ nào? Mau nói ra, tên đại hán kia cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi có biết chúng ta là ai không? Còn không mau thả chúng ta ra, bằng không thì ngay cả thiên vương lão tử cũng không cứu được các ngươi đúng vậy thả chúng ta ra bằng không thì ngươi chắc chắn phải chết các ngươi dám phế bọn ta ta cám cam đoan các ngươi nhất định không thể sống sót ra khỏi thiên đô thành này lũ ngu ngốc từ đâu tới dám ra tay với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta chẳng lẽ trước khi ra ngoài không chịu thăm dò trước hay sao rất nhiều mã tặc nằm bò trên đất đều kêu gào tới lúc này rồi mà vẫn còn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo ánh mắt của diệp huyền phát lạnh giết hết cho ta chỉ nghe tiếng phập 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 vang lên liên tục, cấm vệ quân đi theo Diệp Huyền đều giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời, ngoại trừ tên đại hán dẫn đầu ra thì tất cả mã tặc còn lại đều rơi đầu, máu tươi tuôn thấm đỏ mặt đất. Ngươi, các ngươi. Tên đại hán kia giật mình, hoàn toàn nói không nên lời, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. Nếu như bây giờ ngươi vẫn không nói, thì ta dám cam đoan lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tên đại hán kia, "Ta nói, ta nói." tên đại hán kia cắn răng. Uy hổ mã tạc đoàn chúng ta có hơn 300 người, đại bản doanh ở Uy hổ Sơn, tới từ Nam Thiên Hành tỉnh. Gã hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay của tên đại hán kia bị chặt xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch. Diệp Huyền nheo mắt, tới lúc này rồi còn không chịu nói thật, lần sau sẽ không đơn giản là chặt tay thôi đâu, nếu còn tiếp tục nói xạo thì thứ rơi xuống sẽ là đầu của ngươi. Diệp Huyền nắm được huyền thức ba động của đối phương, rõ ràng là đang nói dối ta nói tên đại hán kia sắp khóc ra tới nơi trên mặt đầy vẻ thống khổ chán ướt đẫm mồ hôi chúng ta thật ra là người của ngụy gia ở thiên đô thành ngụy gia thiên đô thành đám người diệp huyền liếc mắt nhìn nhau nói thật bọn họ cũng không biết rõ về những gia tộc ở thiên đô thành biết sợ rồi sao còn không mau thả ta ra tên đại hán kia giống như cho rằng mấy người diệp huyền bị gã dọa sợ cho nên liền khôi phục vẻ kiêu ngạo kia sợ cái đầu ngươi thiên đô thành có gia tộc họ ngụy này sao ta mới nghe thấy lần đầu đấy trần tinh trợn mắt nhìn sau đó chuyển mắt nhìn về phía dân chúng mặc lâm thôn các ngươi có biết ngụy gia của thiên đô thành không lão đầu thôn trưởng lắc đầu nói thiên đô thành căn bản không có gia tộc nào họ ngụy cả bởi vì đương kim tỉnh đốc hiện nay của thiên húc hành tỉnh tên là ngụy hồng không có gia tộc nào dám tự xưng là ngụy gia trước mặt tỉnh đốc đại nhân hết ngươi dám gạt chúng ta xem ra ngươi không cần cái mạng của mình nữa rồi ta không có tên đại hán kia đột nhiên cười lạnh Ngụy gia mà ta nói chính là Ngụy gia của Tỉnh đốc Ngụy Hoành đại nhân, ngươi dám đả thương người của chúng ta, Tỉnh đốc đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu, bây giờ mau quỳ xuống tha thứ vẫn còn kịp đó. Nói đùa gì vậy, ý của ngươi là nói các ngươi là người của Tỉnh đốc Ngụy Hoành. Vậy sao lại đi làm cướp chứ? Trần Tinh cười ha hà, vẻ mặt không tin. Không chỉ gã, những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ trào phúng. Đầu óc của đám mã tặc này đúng là ngập nước hết rồi. Cư nhiên dám nói mấy lời như vậy, đường đường là tỉnh đốc, thủ hạ của người nắm quyền của Thiên Húc hành tỉnh cư nhiên lại làm cướp ở thôn trấn xung quanh, nói ra quỷ mới tin được. Diệp Huyền và Âu Dương Tiêu Sơn lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hai người đều đã nhìn ra, tên đại hán này không giống đang nói bậy. "Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của đám người kia bình thường, nhưng hình như cũng trải qua huấn luyện, không hề giống mã tặc đoàn bình thường." Âu Dương Tiêu Sơn thấp giọng nói. Diệp Huyền gật đầu, ánh mắt lạnh lùng hắn cũng đã sớm lấy làm lạ. Có mã tạc đoàn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, vệ thành không tiêu diệt được cũng không lạ luôn, dù sao thì đoàn mã tạc huyết đao chạy ở Lam Nguyệt Thành lúc trước, thành chủ lãnh thiên tiến hành tiễu trừ mấy lần cũng không thành công đấy thôi. Chỉ là sở dĩ tiễu trừ đoàn mã tạc huyết đao chạy kia thất bại hoàn toàn là, bởi vì huyết đao chạy quỷ kế đa đoan, trốn sâu vào bên trong hắc phong lĩnh, tung tích khó dò. Nhưng ở phụ cận tỉnh thành này là một mảnh bình nguyên, cho dù có chút sơn lâm khe núi, thì cũng không thể nào để cho một đám mã tặc trốn, tới mức không thể nào tìm ra được. Ngược lại uy hổ mã tặc đoàn hoành hành mấy tháng ở nơi này, tiễu trừ mấy lần đều không thành công, vậy thì khiến cho người ta có điều suy nghĩ rồi. Bởi vậy cho nên lúc tên đại hán này nói mình là người của ngụy gia tỉnh Đốc, thì lại khiến cho Diệp Huyền có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đường đường là tỉnh Đốc, cư nhiên để cho thủ hạ trong phủ tới lãnh địa mà mình cai quản cướp bóc, đúng là coi trời bằng vung. Ánh mắt Diệp Huyền chợt lạnh. Nói như vậy, những người còn lại của các ngươi bây giờ đều đang ở uy hồ sơn sao hừ hôm nay là ngày chúng ta đi thu tiền bảo kê tất cả huynh đệ đều ở gần đây nếu như thấy ta không về thì sẽ nhanh chóng đuổi tới đây cho nên ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta ra đi xem thực lực của các ngươi không tệ tới lúc đó ta sẽ tiến cử các ngươi cho thủ lĩnh nói không chừng còn có thể phong cho các ngươi nhất quan bán chức để làm tên đại hán kia bị sự quyết đoán giết chóc của mấy người diệp huyền dọa sợ vì vậy huyễn hoặc nên một ổ bánh lớn cho mọi người, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hừ, đợi thủ lĩnh tới đây thì tất cả các ngươi đều phải chết. Chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Âu Dương Tiêu Sơn hừ lạnh một cái. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám mã tặc này đang ở gần đây, chi bằng chúng ta tới đó tiêu diệt hết bọn chúng đi. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Huyền cầm lấy đạn tín hiệu trong tay trên mã tặc lúc nãy, đột nhiên kéo một cái chỉ nghe vèo một cái, một đạo lưu quang màu đen bay vút lên không trung, sau đó đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Đạo lưu quang này chia ra làm tám phần, bay ra bốn phương tám hướng, cho dù là ngoài trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ dấu vết do tám đạo lưu quang màu đen này, kéo dài mà thành. Đạn tín hiệu này tuyệt đối không phải mã tặc bình thường có thể lấy ra được. Âu Dương Tiêu Sơn trầm giọng nói, loại đạn tín hiệu này có một tên gọi là bát diện lai viên, không thua kém đạn tín hiệu trong quân là mấy, không phải người bình thường có thể lấy ra được ánh mắt của Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, xem ra lời tên đại hán này nói mười phần là thật rồi. Tên đại hán kia vừa mừng vừa sợ, sợ chính là mấy người Diệp Huyền cư nhiên phóng đạn tín hiệu ra, mừng chính là một khi đạn tín hiệu bắn ra, thì tất cả mã tặc xung quanh nhìn thấy đều sẽ chạy tới, tới lúc đó mình có thể được cứu rồi. Quả nhiên, đạn tín hiệu phóng ra không bao lâu, thì đằng xa liền chuyển tới từng hồi tiếng vó ngựa rồn dập đinh tai nhức óc. Từng đội mã tặc vội vàng chạy tới mặc lâm thôn. Sau nửa canh giờ, gần như có hơn 300 tên ùa về bên ngoài Mặc Lâm thôn, cả đám đằng đằng sát khí. Thôn trưởng và các thôn dân của Mặc Lâm thôn nhìn thấy một màn như vậy thì gần như lục tục trợn mắt té xỉu, trong lòng Mặc niệm, xong đời rồi, xong đời rồi. Trước mắt bao người, một đội mã tặc có khí thế rõ ràng khác hẳn những tên mã tặc khác rốt cuộc cũng chạy, tới nơi, đám mã tặc đang tụ tập ở gần đó đều nhường ra một lối đi, tên dẫn đầu mặc khôi giáp màu bạc, ánh mắt bén nhọn đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền trong mắt tản ra quang mang khiến lòng người kinh sợ đại nhân cứu ta cứu ta đi tên đại hán kia nhìn thấy nam tử ngân giáp kia đi tới thì lớn tiếng kêu lên đồ vô dụng nam tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái sau đó lại nhìn mấy người diệp huyền nheo mắt lạnh lùng nói rốt cuộc các ngươi là ai dám hạ sát thủ với uy hổ mã tạc đoàn chúng ta có biết hậu quả là gì hay không diệp huyền không trả lời chỉ cười lạnh vung tay lên Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống, phập một tiếng, tên đại hán khi nãy hay còn van xin la hét nay kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lìa khỏi xác. Tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tặc kia. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo mà. Ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn, trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Dám giết người của uy hồ mã tặc đoàn chúng ta, xem ra các ngươi đều không muốn sống nữa rồi đúng không? Mặc kệ các ngươi có địa vị thế nào, Đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nửa bước, tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta." Nam tử ngân giáp không nói nhảm câu nào, giơ tay lên, đột nhiên chỉ về phía mấy người Diệp Huyền. Hơn 300 tên mã tặc đều hung hăng vọt lên. Còn tên nam tử ngân giáp kia thì trực tiếp tập trung mục tiêu lên Diệp Huyền, thân hình phi lên từ trên lưng ngựa, giống như một con đại bàng dương cánh, lao thẳng xuống phía dưới. Chỉ là đòn tấn công của gã còn chưa tới, thì bị Âu Dương Tiêu Sơn vẫn luôn đứng bảo vệ bên cạnh Diệp Huyền trực tiếp cản lại một cỗ sóng xung kích cường hãn lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, đột nhiên lan ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp hất nam tử ngân giáp kia bay ra ngoài hơn 10 thước, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết ra, còn Âu Dương Tiêu Sơn thì vẫn thản nhiên mỉm cười, không chút sức mẻ. Trong lòng nam tử ngân giáp kinh hãi, gã chính là một trong số các thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, thực lực bản thân cũng là thiên võ sư tam trọng, ở trong thiên húc hành tỉnh này, cũng xem như một trong những nhân vật đỉnh tiêm cư nhiên không chặn nổi một quyền của người này. Đối phương rốt cuộc là ai? Trong lòng nam tử ngân giáp kia còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa. Chỉ mới chốc lát thôi, hơn 300 tên thủ hạ mà gã mang tới cư nhiên tử thương thảm trọng, chết hơn một nửa, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người đang đau khổ trèo trống. Chừng 100 cường giả của đối phương giống, như đang hợp thành một trận pháp thần bí nào đó, giống như một cái cối say thịt lớn, bất kỳ tên mã tặc nào bị cuốn vào trong đó nháy mắt đều bỏ mạng hoàn toàn không có chút khả năng chống cự đội ngũ này tới từ nơi nào thế này nam tử ngân giáp vốn tưởng rằng mấy người phe diệp huyền chỉ là thiếu gia quý tộc ở thành trì nào đó gần đây ra ngoài du ngoạn nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh vượt xa những gì gã tưởng tượng dừng tay có chuyện gì thì từ từ thương lượng nam tử ngân giáp nhìn về phía mấy người diệp huyền cao giọng quát trong lòng sinh ra y muốn rút lui diệp huyền thản nhiên liếc nhìn gã bắt hắn lại. Âu Dương Tiêu Sơn sải bước đi ra, vươn tay chộp về phía đỉnh đầu của nam tử ngân giáp. Nam tử ngân giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận, thôi động toàn bộ thực lực, trở tay đánh một trường. Hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra hào quang. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, hạ tay xuống, kình phong phóng ra, bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên, huyền lực run rẩy phun ra một ngụ máu tươi một chân quỵ xuống quỳ trên đất toàn thân vô lực còn chưa kịp phản kháng liền bị âu dương tiêu sơn túm lấy hai tay nháy mắt liền bị bắt võ tông ngũ dai gã khiếp sợ nhìn âu dương tiêu sơn thân thể run lẩy bẩy đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy tuyệt đối là cường giả võ tông ngũ dai tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt sau một nén nhang toàn bộ cửa ra vào mặt lâm thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa, chỉ còn lại máu tươi linh láng đầy đất, giống như làm thành một con sông bằng máu. Huyền thiếu, 326 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi. Lưu Hiểu Long đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống đất cung kính nói, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt. Không chỉ gã, gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh, lúc này đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái. Trong hơn 300 tên mã tặc lúc trước, tên yếu nhất cũng là võ sư nhị giai, trong đó có một số là địa võ sư tam giai còn có một số rất ít nữa là thiên võ sư luận thực lực tổng thế tuy rằng đối phương có nhiều người nhưng phe cấm vệ quân bọn họ kỳ thật thực lực tuy mạnh hơn đối phương nhưng dù sao thì đối phương người đông thế mạnh dựa theo mọi người suy nghĩ chiến đấu lên thì bên phía cấm vệ quân bên mình khó tránh khỏi cũng có một số người bị thương thậm chí là tử thương một phần cũng có thể xảy ra nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của mọi người đánh xong một trận, hơn 300 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đều, còn cấm vệ quân bọn họ thì lại không hề có thương vong nào hết. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào bách liên đại trận mà Diệp Huyền đã truyền dạy cho bọn họ lúc trước. Tuy rằng bọn họ cũng sớm biết về sự cường đại của bách liên đại trận, chỉ là biết trên mặt lý thuyết mà thôi, nhưng chưa từng thực chiến để kiểm tra qua, không ngờ bây giờ vừa có cơ hội kiểm tra một phen, thì hiệu quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Gần trăm người cấm vệ quân bọn họ, đánh chết hơn 300 tên mã tặc, đừng nói là bỏ mạng, thậm chí còn không có người nào bị thương. Kết quả như vậy, bọn họ lúc đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đánh xong một trận, tất cả cấm vệ quân ở đây đều chân chính khuất phục Diệp Huyền. Vô luận là từ thân hay tâm, đều triệt để thuần phục Diệp Huyền. Đồng dạng kinh ngạc tới ngây người còn có tên nam tử ngân giáp đầu lĩnh mã tặc. Gã biết thực lực của thủ hạ mình ra sao, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng có thể đi ngang ở thiên húc hành tỉnh. Trong vòng một nén nhang, cư nhiên bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, đây rốt cuộc là đám biến thái từ đâu tới thế này nếu như ta đoán không sai các hạ hẳn là người trong phụ của ngụy hoành ngụy tỉnh đốc đúng không nói đi tại sao lại đi làm cướp hoành hành ngang ngược ở xung quanh diệp huyền nheo mắt thản nhiên hỏi trong lòng nam tử mặc ngân giáp cả kinh hoảng sợ nhìn về phía diệp huyền bản năng muốn mở miệng phản bác lại nghe diệp huyền cười lạnh nếu như dám phản bác thì ngươi cũng không cần nói nữa là thật hay giả diệp huyền ta tự nhiên biết rõ ngươi ngoan ngoãn nói ra chân tướng thì tốt, nếu dám giấu giếm, ngươi có tin hay không, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho ngươi nói thật ra, bất quá tới chừng đó thì sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Lời nói của Diệp Huyền cũng không tàn nhẫn thế nào, nhưng lọt vào trong tai của tên nam tử mặc ngân giáp này, thì khiến từ đáy lòng của gã dâng lên một cỗ sợ hãi. Gã ẩn ẩn có cảm giác, lời thiếu niên này nói, tuyệt đối không chỉ là nói xuôn. Được, ta nói. Cắn răng một cái, nam tử mặc ngân giáp rốt cuộc khai thật tất cả mọi chuyện ra chuyện ta biết cũng không nhiều lắm bất quá ngụy hoành tỉnh đốc muốn làm như vậy cũng có liên quan tới lãnh chúa mới của thiên húc hành tỉnh hóa ra chuyện triệu kính ban thiên húc hành tỉnh cho người khác làm lãnh địa tuy rằng còn chưa công khai khắp vương quốc nhưng một số quyền quý của vương quốc đều nghe được một chút phong phanh ngụy hoành thân là tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh là bá tước của vương quốc việc này đương nhiên cũng sẽ truyền tới tai của gã tuy rằng gã không rõ lời đồn này là thật hay giả cũng không biết được người được phong làm lãnh chúa mới của thiên húc hành tỉnh là ai nhưng căn cứ theo nguồn tin thì ngụy hoành cũng có chút tin vào lời đồn này một khi thiên húc hành tỉnh trở thành lãnh địa của người khác thì tỉnh đốc như gã rất có thể sẽ bị bãi miễn cho nên gã liền nghĩ ra cách này trước khi đối phương được thụ phong vơ vét sạch sẽ tài sản trong thiên húc hành tỉnh chỉ là nếu trắng trợn vơ vét tài vật trong tỉnh khố thì nguy hiểm quá lớn dễ dàng để bại lộ bản thân cho nên gã liền nghĩ ra một cách khác để cho thủ hạ Ngụy gia cùng thành vệ quân của tỉnh thành giả làm cướp, thu tiền bảo kê ở các thành trấn dưới trướng tỉnh thành. Tới lúc đó, nếu Thiên Húc hành tỉnh thật sự bị bệ hạ ban cho người khác, lãnh chúa mới tới nhậm chức thì cũng chỉ có thể truy quét một lũ cướp hư vô, không tìm tới trên người gã. Tên Ngụy Hoành này đúng thật là quá hèn hạ. Kẻ như vậy cư nhiên còn có thể đảm nhiệm chức tỉnh đốc một tỉnh. Không thể tha được, không thể tha thứ cho hắn được. Đúng là tội đáng chết vạn lần. Huyền Thiếu, Thiên Húc hành tỉnh này là lãnh địa bệ hạ ban cho Diệp ra các ngươi, há có thể để cho những bè lũ làm trái với pháp luật này hoành hành ở đây được. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không thể nào ngờ, cái gọi là uy hổ mã tạc đoàn này, cư nhiên lại là do tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh cố ý làm ra, mục đích chính là vì trắng trợn cướp sạch sẽ tài sản trong hành tỉnh trước khi mình rời chức. Huyền Thiếu, tên tỉnh đốc Ngụy Hoành nhất định không thể tha được, ánh mắt của âu dương tiêu sơn trở nên giá lạnh diệp huyền gật đầu nhìn tên nam tử mặc ngân giáp kia lạnh giọng nói tất cả tài vật mà các ngươi cướp bóc được bây giờ đang để ở đâu nam tử ngân giáp kia từ nội dung nói chuyên của mấy người diệp huyền cũng đã hiểu ra vị thiếu niên trước mắt này chính là đệ tử của vị lãnh chúa mới của thiên húc hành tỉnh mà bệ hạ sắc phong vội vàng lấy chữ vật giới chỉ ra nói đại nhân toàn bộ tài vật thu được của lần này đều ở đây những tài vật cướp được trước kia đều đã giao hết cho tỉnh đốc đại nhân Ngoài ra, những thủ hạ này của ta hẳn là, cũng tự ý cướp đoạt dấu đi một ít tài vật ở trên người. Xét người toàn bộ cho ta. Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, một đám cấm vệ quân lập tức thu thập mòi hết tài vật, trên người đám mã tặc kia ra. Trên người của tên nam tử mặc ngân giáp chỉ có toàn bộ tài vật thu được lần này, thôi mà đã có hơn một ngàn vạn huyền tệ. Ngoài ra, trên người mỗi tên mã tặc cũng có không ít tài vật, tổng cộng lại cư nhiên có tới bốn năm ngàn vạn huyền tệ phần lớn trong số này đều là tài sản riêng mà lũ thành vệ quân kia giấu trên người nhưng dù là vậy đi nữa mỗi tháng một lần cướp hơn một ngàn vạn huyền tệ cũng khiến trong lòng diệp huyền cảm thấy vô cùng tức giận một lần cướp hơn một ngàn vạn huyền tệ cướp mấy lần ít nhất cũng có mấy ngàn vạn đây chỉ là một thủ đoạn cướp đoạt tài phú của thiên húc hành tỉnh của riêng một mình tên tỉnh đốc ngụy hoành này mà thôi huyền thiếu bây giờ chúng ta làm sao bây giờ tới tỉnh thành vậy tên này thì sao trong mắt âu dương tiêu sơn lóe lên sát khí đại nhân đại nhân xin tha cho tiểu nhân một mạng đi tiểu nhân lưu vân long nguyện ý hối cải sửa đổi làm người ra sức làm việc cho đại nhân tây nam tử mặc ngân giáp tên lưu vân long không ngừng dập đầu tiểu nhân chính là thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành cũng là thân tín của tỉnh đốc ngụy hoành tiểu nhân hiểu rõ tình hình ở thiên húc hành tỉnh chắc chắn có thể giúp đỡ được phần nào cho đại nhân chỉ với thủ đoạn trước kia lưu vân long liền biết diệp huyền là người sát phạt quyết đoán tâm ngoan thủ lạt, lúc này vì mạng sống, gã cũng không quản tất cả nữa rồi. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội hối cải chuộc lại sai lầm, tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Diệp Huyền lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng của Lưu Vân Long. Đây là một viên thuốc độc mà ta nghiên cứu chế tạo ra, được, trong vòng một tháng nếu như không có được thuốc giải thì võ hồn sẽ bị nghiền nát, bạo thể mà chết, sống hay chết thì phải xem lựa chọn của bản thân ngươi. Đan dược vào bụng, Lưu Vân Long lập tức cảm giác được võ hồn bên trong đan điền hơi đau một chút, chờ tới lúc gã cẩn thận cảm ứng lại thì lại giống như ảo giác, trong lòng lập tức trầm xuống, cuống quýt dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sau khi thu dọn chiến trường xong thì đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lưu Vân Long, người có biết giúp cuộc thủ hạ của Ngụy Hoành tỉnh Đốc có bao nhiêu cao thủ hay không? Trước khi đi tới tỉnh Thành, Diệp Huyền liền hỏi thăm Lưu Vân Long về tình huống trong tỉnh Thành. Hồi đại nhân, Ngụy Hoành tỉnh Đốc dưới trướng có nhiều cao thủ tụ tập, mạnh nhất hẳn là đệ nhất cao thủ Phương Thiên Hồng đại nhân trong quý phủ của hắn, người này là võ tông nhất trọng cũng là đệ nhất cao thủ của thiên húc hành tỉnh ngoài ra ngụy hoành tỉnh đốc đối với thành vệ quân và quân đội đóng quân ở thiên húc hành tỉnh cũng có khả năng khống chế rất lớn lưu vân long không dám giấu giếm trước mặt diệp huyền nói hết tất cả những gì mình biết ra ngụy hoành này làm tỉnh đốc ở thiên húc hành tỉnh cũng một khoảng thời gian tương đối dài cho nên khả năng khống chế của gã đối với thiên húc hành tỉnh đã tới mức độ vô cùng cao thâm những thứ khác không nói chỉ riêng thành vệ quân của tỉnh thành cơ hồ đều giống như tư quân của gã vậy. Ngoại trừ khả năng khống chế thành vệ quân ra, Ngụy Hoành cũng có nhân mạch ở quân đội, một vị cao quan của quân đội trú đóng ở Thiên Húc hành tỉnh này, cũng là bạn thân thiết của Ngụy Hoành. Phương Thiên Hồng, võ tông nhất trọng, Diệp Huyền trầm tư, đưa mắt nhìn Âu Dương Tiêu Sơn, "Huyền thiếu ngươi cứ yên tâm đi, tên Phương Thiên Hồng này nếu như dám cãi lệnh của đại nhân ngươi, thì cứ giao cho thuộc hạ, chỉ là một tên cao thủ của tỉnh thành, thuộc hạ còn không để trong lòng." Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự tin mười phần. Đây cũng không phải gã cùng vọng, mà là gã tới từ vương thành, đối với cao thủ ở hành tỉnh phía dưới tự nhiên, trên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Diệp Huyền gật đầu. Lưu Hiểu Long. Có thuộc hạ. Ngươi đi giúp ta một chuyến. Diệp Huyền lấy một khối lệnh bài ra, giao cho Lưu Hiểu Long, sau đó nhỏ giọng phân phó vài câu cho gã. Lưu Hiểu Long nhận lệnh xong thì nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ, biến mất trong tầm mắt của mọi người ngoại trừ giả làm cướp lén vơ vét tỉnh khố ra ngươi còn biết ngụy hoành còn thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa hay không đại nhân ngoại trừ những thứ này thuộc hạ nghe nói ngụy hoành tỉnh đốc còn chuẩn bị tập trung mục tiêu vào một vài gia tộc ở tỉnh thành muốn vơ vét hết của cải của mấy gia tộc hào môn này một phen trước khi rời đi âu dương tiêu sơn cười lạnh một tiếng khẩu vị của tên ngụy hoành lớn thật đấy chẳng lẽ hắn không sợ ăn quá nhiều thì vỡ bụng sao trên mặt diệp huyền không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại động sát khí sau khi triệu kính tứ phong thiên húc hành tỉnh cho diệp gia bọn họ xong thiên húc hành tỉnh này gần như đã thành tài sản của diệp gia bọn họ rồi tên ngụy hoành này dám to gan lớn mật cướp đoạt tài sản của thiên húc hành tỉnh cho dù diệp huyền có nhân từ tới đâu đi chăng nữa thì trong lòng cũng nhịn không được mà động sát cơ huống hồ gì ngụy hoành còn để cho thủ hạ của gã giả trang làm cướp hoành hành ở thiên húc hành tỉnh không việc ác gì không làm hành vi như vậy nếu như không giết gã thì diệp huyền sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình mang theo sát khí đằng đằng đám người nhanh chóng đi về phía tỉnh thành của thiên húc hành tỉnh hai ngày sau đội ngũ của diệp huyền rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài tỉnh thành một tòa thành chỉ nguy nga cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người vô cùng to lớn và bắt mắt thiên húc hành tỉnh là một trong rất nhiều hành tỉnh của lưu vân quốc tuy rằng vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh nhưng ở bên trong có rất nhiều sơn lâm phong phú như hắc phong lĩnh bởi vậy cho nên trong số rất nhiều hành tỉnh của lưu vân quốc cũng được cho là một trong những nơi phồn hoa đông đúc lúc này ở bên ngoài cửa thành người tới người đi vô cùng tấp nập điều khiến cho diệp huyền ngạc nhiên chính là ở ngoài cửa thành cư nhiên có thành vệ quân đang đứng thu phí của người vào cửa thu phí ra vào thành trì cũng không phải chuyện đặc biệt gì bất quá phần lớn chỉ thiết trí ở những thành trì nơi biên cảnh có yêu thú hoành hành hoặc là bị kẻ thù uy hiếp cần đại lượng tướng sĩ bảo vệ sự an toàn của thành trì vì để cho tài chính sung túc một chút cho nên mới thu phí ra vào nhưng tỉnh thành của thiên húc hành tỉnh này cư nhiên còn thu phí vào thành Loại chuyện thế này Diệp Huyền mới nghe nói lần đầu tiên. Rất nhanh, đoàn người của Diệp Huyền liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại. Phí vào thành mỗi người một huyền tệ, các ngươi nhiều người như vậy, coi như tính chẵn cho các ngươi một trăm huyền tệ. Một huyền tệ không phải là nhiều, nhưng Trần Tinh lại lạnh lùng nói. Ra vào thành cũng phải trả tiền à, vương quốc từ khi nào lại có quy định này vậy? Thành vệ quân sững sở, lập tức cả giận nói. Đưa tiền ra cho ta, không đưa tiền thì cũng được thôi, mau cút đi, có giao hay không? Trần Tinh tức giận tới mức thiếu chút nữa nện một quyền lên mặt tên thành vệ quân kia. Tên thành vệ quân kia cười lạnh, căn bản không sợ đoàn người Diệp Huyền, nhè răng cười nói. Sao hả, không phục à? Còn muốn động thủ sao? Có ngon thì ngươi động thủ thử cho ta xem, đừng tưởng rằng nhiều người là giỏi lắm. Tên này nhìn lướt qua cấm vệ quân đứng sau lưng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ăn mặc chẳng ra gì hết, đống khôi giáp kia chắc là đồng trắng chứ gì, 50 huyền tệ một bộ mà cũng dám mặc đi ra đường diệp huyền thản nhiên cười ngăn cản trần tinh đang nổi giận đùng đùng lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thành vệ quân kia nhìn cái gì mà nhìn hà tên thành vệ quân kia bị diệp huyền nhìn mà trong lòng run lên sợ hãi cho nên cố mạnh miệng nói còn không mau tránh ra cho ta lúc này lưu vân long vội vàng đi lên phía trước lạnh giọng quát ngươi lại tính là cái thá lưu lưu thống lĩnh tên thành vệ quân này hãy còn chuẩn bị mắng nhức một trận đưa mắt nhìn qua thấy lưu vân long thì sợ tới mức run lên lẩy bẩy thiếu chút nữa quỳ dạp xuống đất. Lưu Vân Long chính là tổng thống lĩnh thành vệ quân, là cấp trên của cấp trên của bọn họ, đám thành vệ quân như bọn họ sao có thể không biết gã được. Đám thành vệ quân còn lại đứng bên cạnh đang chuẩn bị xem trò hay thì lúc này, hai chân cũng mềm nhũn ra. Đại nhân, ngươi muốn để ta xử trí đám bọn họ như thế nào? Lưu Vân Long lạnh giọng nói. Này còn phải hỏi sao, loại cạn bã này. Trần Tinh nổi giận đùng đùng, đang muốn chút giận thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười một cái liền đi vào trong thành. Lưu Vân Long hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo Diệp Huyền đi vào trong thành. Trần Tinh thấy thế thì lạnh giọng nói với Lưu Vân Long. Chắc ngươi là thống lĩnh của thành vệ quân trong tỉnh thành này đúng không? Đây là thành vệ quân dưới trướng của ngươi đây sao? Có khác gì thổ phỉ hay không? Lưu Vân Long mất mồ hôi, vội vàng giải thích. Đại nhân, lúc trước thiên húc hành tỉnh của chúng ta cũng không thu phí vào cửa đâu. Đây cũng là luật mới là Ngụy Hoành Thành Chủ vừa mới ra vào mấy tháng trước, thuộc hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà thôi diệp huyền nghe xong thì trong lòng không khỏi cười lạnh tên tỉnh đốc ngụy hoành này quả thực là muốn tiền tới mức phát điên rồi ngay cả dân chúng ra vào thành mà cũng không quên thu tiền của họ huyền thiếu vừa rồi vì sao không để cho ta dạy cho lũ kia một bài học trần tinh tức giận nói diệp huyền thản nhiên nói trừng phạt vài tên thành vệ quân thì làm được gì chỉ đà thảo kinh xà mà thôi dễ sinh ra chuyện không đáng có chúng ta trực tiếp tới tìm tên ngụy hoành tỉnh đốc kia ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ này là nhân vật thế nào. Xin các vị đại nhân đi theo ta, phù đệ của Ngụy Hoành tỉnh đốc ở bên này. Lưu Vân Long đi trước dẫn đường. Đúng lúc này, một đám võ giả đột nhiên chạy ngang qua chỗ mấy người Diệp Huyền. Mau, máu tới phường thị xem đi, hình như thành vệ quân đang muốn niêm phong tiệm thuốc của Diệp gia ở phường thị đó. Cái lũ thành vệ quân trời đánh này, Diệp gia chính là gia tộc có lương tâm nhất ở Thiên Húc hành tỉnh chúng ta, sản xuất ra ba loại đan dược đặc hiệu để cho võ giả của thiên húc hành tỉnh chúng ta mỗi khi ra ngoài đều có thêm một phần đảm bảo bọn chúng cư nhiên muốn niêm phong tiệm thuốc của diệp gia đây quả thực là muốn lấy mạng người ta mà còn có thể làm gì được chứ hai tháng gần đây cũng không biết lũ thành vệ quân này nổi điên cái gì liên tục kiếm chuyện với cả đống gia tộc trong tỉnh thành lần này tới phiên diệp gia gặp họa rồi ai ta nghe nói diệp gia chỉ là một tiểu gia tộc ở lam nguyệt thành ngay cả ngũ đại gia tộc dạo gần đây cũng không trốn thoát khỏi thành vệ quân gia tộc nho nhỏ như diệp gia lần này sợ là gặp đại nạn rồi Nghe nói mấy ngày nay gia chủ và người của Diệp gia đều ở tỉnh thành, thành vệ quân chọn ngay lúc này xem ra là muốn một mẻ hốt gọn Diệp gia đây mà, cũng không biết lần này Diệp gia phải chết bao nhiêu người nữa. Từ trong lời đối thoại của những võ giả đi ngang qua, nghe được chuyện này, sắc mặt của Diệp Huyền nháy mắt liền thay đổi. Hắn lập tức túm lấy một võ giả, lạnh giọng nói, Diệp gia mà các ngươi vừa nói đó, gia chủ của bọn họ tên là gì? Võ giả kia vừa định nổi giận, nhìn thấy một đám cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền, thì lập tức sợ tới mức mặt mày tái mét vội vàng nói đại nhân tiểu nhân không biết gia chủ diệp gia tên gì hết cái gì ngươi không biết à tiểu nhân chỉ biết là diệp gia tới từ lam nguyệt thành chuyên môn sản xuất đặc hiệu hồi huyết đan đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan một năm nay quật khởi cực nhanh ở thiên húc hành tỉnh chúng ta ngoại trừ những điều này tiểu nhân không biết gì nữa hết trong lòng lưu vân phong trượt động nghĩ tới chuyện diệp huyền cũng là họ diệp lập tức nói đại nhân tại hạ cũng biết đôi chút về diệp gia này Gia chủ Diệp gia tên là Diệp Triển Hùng, là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, hình như có chút quan hệ với Hiệp hội Luyện Dược Sư. Một năm nay, tiệm thuốc của Diệp gia trải rộng ở các thành trì ở Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta, cũng nhắc lên một trận sóng gió ở tỉnh Thành, làm ăn buôn bán cũng khá lớn. Tỉnh Đốc Đại Nhân trước kia một mực có lòng ngấp nghé Diệp gia này, chỉ có điều là có chỗ kiêng kỵ cho nên vẫn không dám hành động. Bây giờ ta nghĩ rằng hắn rốt cuộc cũng hạ thủ với Diệp gia rồi. Diệp Triển Hùng, Huyền Thiếu, đây không phải là đại bá của ngươi sao? Ngụy Hoành này dám ra tay với Diệp gia các ngươi, đúng là chán sống mà. Trần Tinh nghe xong thì nổi trận lôi đình. Cái gì? Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì cũng giật mình, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngụy Hoành tỉnh đốc này cư nhiên dám ra tay với gia tộc của Huyền thiếu, đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Diệp Huyền, chúng ta mau qua đó đi, nếu tới trễ thì sẽ nguy to. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng khẩn trương nói. Đi thôi. Diệp Huyền nheo mắt, trong mắt lóe ra hàn quang đoàn người lúc này liền nhanh chóng đi về phía mấy võ giả kia chạy đi khi nãy. Đại nhân, xin đi theo ta, ta biết rõ tiệm thuốc của Diệp ra nằm ở chỗ nào trong phường thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Vân Phong cũng tỉnh táo lại, dọc theo đoạn đường đi này, gã cũng biết thân phận của mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, cư nhiên lại là cấm vệ quân của Vương Thành, mà Âu Dương Tiêu Sơn còn là phó thống lĩnh cấm vệ quân. Cấm vệ quân của Vương Quốc là cơ cấu thế nào? thân là thống lĩnh thành vệ quân của thiên húc hành tỉnh như lưu vân phong đương nhiên biết rõ nói thẳng ra thì cấm vệ quân của vương thành căn bản chính là tư quân của đương kim quốc vương triệu kính bệ hạ của lưu vân quốc mà diệp huyền chẳng những được triệu kính bệ hạ ban thiên húc hành tỉnh làm lãnh địa còn để cho cấm vệ quân dưới chứng mình đi theo bảo hộ nói thẳng ra thì địa vị của người này ở trong lòng của bệ hạ so ra không hề thua kém với bất kỳ vị vương tử điện hạ nào tỉnh đốc ngụy hoành đại nhân ở thiên húc hành tỉnh này có địa vị cao thực lực mạnh nhưng đây cũng chỉ là ở thiên húc hành tỉnh mà thôi đưa tới vương thành thì căn bản không là gì hết cho nên trên đường đi trong lòng lưu vân phong cũng đã quyết định phải toàn lực làm việc cho diệp huyền có như vậy thì tương lai gã mới có cơ hội sống sót được lúc này ở bên trong phường thị rất nhiều võ giả đều bu xung quanh nơi này kín mít mấy người diệp phách thiên diệp triển vân và diệp triển hùng đang tức giận nhìn một đám thành vệ quân trước mặt sắc mặt tái nhợt khó coi các hạ Công hiệu của đan dược diệp gia chúng ta xưa nay luôn được khen ngợi không dứt, cũng không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì. Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta giao nộp đan dược, niêm phong cửa hàng của chúng ta chứ? Diệp phách thiên lão ra chửi chừng mắt, dấu tóc dựng đứng. Đúng vậy, tiệm thuốc của diệp gia chúng ta trải rộng khắp thiên húc hành tỉnh, chưa từng có tin tức không tốt nào. Tiền thuế phải giao cũng chưa bao giờ thiếu một xu, các ngươi căn bản không có tư cách niêm phong. Chúng ta muốn gặp tỉnh đốc đại nhân. Diệp Mỗ muốn biết, tiệm thuốc của Diệp Gia ta rốt cuộc vi phạm điều gì. Trong mắt của mấy người Diệp Triển Hùng đều lộ ra vẻ tức giận, lớn giọng quát, không chút nhân nhượng. Vi phạm điều gì à? Tên đầu lĩnh phía đối diện là một thanh niên có vẻ ngoan độc, tuổi chừng 30, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp Gia các ngươi sản xuất đan dược bất chính, còn hỏi ta là vi phạm điều gì sao, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Gia các ngươi không tuân theo rất nhiều quy định địa phương, nếu muốn biết rõ thì vào trong đại lao mà hỏi đi. Gã vung tay lên, nghiêm phong hết toàn bộ đan dược của diệp ra cho ta có kẻ nào kháng lệnh thì giết không cần hỏi một đám thành vệ quân hét to xông lên như lang như hổ nhào vào bên trong tiệm thuốc đập phá một phen trong nháy mắt cả tiệm thuốc trở thành một đống bừa bộn đủ loại đan dược và dược liệu đều lăn lông lốc trên mặt đất lũ trời đánh các ngươi dừng tay mau dừng tay cho ta diệp phách thiên lão ra tử hai mắt đỏ ngầu muốn bước lên ngăn cản các ngươi làm gì đó mau lùi lại cho ta nếu không thì đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt một đám thành vệ quân la lớn, keng 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 rút chiến đao bên hông ra, vây kín mấy người Diệp Phách Thiên, sát khí trên người phóng thích toàn bộ không hề che giấu chút nào. "Phụ thân." Diệp Triển Vân kéo lão gia tử lại, trầm giọng nói, "Phụ thân à, dáng nhịn đi, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt." "Đúng đó phụ thân à." "Đáng chết." Diệp Phách Thiên siết chặt hai tay, cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu, trơ mắt nhìn đám thành vệ quân kia đập nát tiệm thuốc của bọn họ, cũng không biết phải làm sao mới phải. Những tiệm thuốc này đều là tâm huyết của Diệp Gia bọn họ, nhìn một màn này, tất cả người của Diệp Gia đều cảm thấy trong lòng đang nhỏ máu, đau đớn vô cùng. Đám thành vệ quân này vừa đập phá vừa lục lọi, giống như đang tìm thứ gì đó. Chỉ chừng nửa nén nhang, tiệm thuốc của Diệp Gia triệt để trở thành một bãi phế tích. Một tên thành vệ quân đi tới bên cạnh tên thanh niên có vẻ hung ác nham hiểm kia, kề bên tai gã nói nhỏ. Thiếu gia, trong tiệm thuốc của Diệp Gia, không tìm được dược phương và thủ pháp chế tác của ba loại đan dược kia thanh niên kia gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Diệp Phách Thiên. Các vị Diệp gia, ở trong tiệm thuốc của các ngươi, chúng ta tìm được một chút chứng cớ và manh mối. Bây giờ xin mời các vị theo ngụy quang ta đi, tới trị an sở để hỗ trợ điều tra rõ ràng sự việc đi. Đám thành vệ quân kia liền bao vây người của Diệp gia lại. Sắc mặt của mấy người Diệp Phách Thiên nháy mắt liền thay đổi, đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn bắt chọn bọn họ, đập phá niêm phong tiệm thuốc còn chưa đủ, lại còn muốn bắt bọn họ vào đại lao. Ngụy Quang, Diệp gia chúng ta luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ làm những chuyện gì thương thiên hại lý. Tiệm thuốc các ngươi cũng đã niêm phong rồi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta về trị an sở chứ? Mấy người Diệp Phách Thiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được một số lời đồn đãi, Ngụy gia đang trắng trợn cướp bóc vơ vét tài sản của các đại gia tộc. Hôm nay nhìn thấy hành động này của đối phương thì sao có thể không hiểu được? Đối phương rõ ràng là muốn ra tay với Diệp gia bọn họ. Hơn nữa, rất có thể thứ đối phương muốn chính là. Đan phương của ba loại đan dược của Diệp gia bọn họ. Dựa vào cái gì sao? Chẳng lẽ Ngụy Quang ta thân là công tử nhà tỉnh đốc, ngay cả tư cách muốn đưa các ngươi về trị an sở hỗ trợ điều tra cũng không có a, à? bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn theo ta trở về, bằng không thì ta không dám cam đoan về hậu quả đâu." Ánh mắt Ngụy Quang trở nên lạnh lùng, lớn giọng quát, "Các hạ có việc gì thì cứ nói thẳng ở đây là được rồi, thứ cho chúng ta không thể tới trị an sở được." Diệp Triển Vân lạnh giọng nói, Bọn họ đều biết rõ, một khi đi vào chị An sở rồi, thì bọn họ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nhìn thấy lại ánh mặt trời nữa. Ngụy Quang nhíu mày, sở dĩ hôm nay gã động thủ với Diệp gia chính là vì biết những nhân vật quan trọng của Diệp gia đều có mặt ở đây, vậy thì dược phương của ba loại đan dược giúp Diệp gia làm giàu chắc chắn sẽ có trên người của mấy người đó, gã sao có thể để cho Diệp gia bình yên rời khỏi được chứ? Cười lạnh một tiếng, Ngụy Quang cũng không nói nhảm, vung tay lên, bắt lại hết cho ta hôm nay các ngươi đi cũng được không đi cũng phải đi một đám thành vệ quân lập tức nhào lên muốn bắt mấy người diệp phách thiên lại lũ ăn cướp các ngươi chẳng lẽ không sợ luật pháp của vương quốc hay sao mấy người diệp phách thiên đều tức giận phản kháng mấy tên đầu lĩnh của đám thành vệ quân lập tức bị mấy người diệp phách thiên đánh bay ra trong thời gian hơn một năm này nhờ có những gì diệp huyền chỉ bảo lúc trước cùng với việc tu luyện vô song địa diệt công mấy người diệp phách thiên và diệp triển vân đều đột phá tới thiên võ sư nhất trọng còn mấy người Diệp Triển Hùng thì cũng đã đạt tới địa võ sư tam trọng, khi bọn họ toàn lực ra tay, thì đám thành vệ quân bình thường kia căn bản không thể nào ngăn bọn họ được, ngay cả một số cao quan của thành vệ quân cũng liên tục lui lại, không cách nào tới gần được. Hừ, ta biết ngay là lũ các ngươi muốn phản kháng mà, xem ra các ngươi là muốn tạo phản chắc rồi." Tên Ngụy Quang kia lộ ra nụ cười âm tà. "Âu Dương Phong thống lĩnh, mau bắt lại hết cho ta." Một tiếng quát lạnh vang lên sau lưng ngụy quang đột nhiên có một nam tử trung niên mang đấu bồng màu đen bay lên một đôi bàn tay màu đen cực lớn trộp về phía mấy người diệp phách thiên một trưởng này của gã đánh ra kinh khí khủng bố giống như biển gầm dậy sóng cuốn phăng mọi thứ huyền lực bành trướng nháy mắt liền bao vây toàn bộ mấy người diệp phách thiên âu dương phong không xong người này chính là thống lĩnh phủ thành chủ thiên húc hành tỉnh thiên võ sư tam trọng triển vân triển hùng các ngươi mau chạy đi Diệp Phách Thiên lão gia tử lao ra đầu tiên, chặn ở trước mặt đối phương, muốn tranh thủ tìm một đường sống cho những người còn lại của Diệp gia. Hai thủ trưởng va chạm trên không trung, thân hình của nam tử mang đấu bồng mặc áo đen kia chấn động, dưới một trưởng này, cư nhiên không thể bắt Diệp Phách Thiên được, chỉ khiến cho khóe miệng Diệp Phách Thiên rỉ chút máu, gã lập tức cảm thấy giật mình. Công pháp thật khủng khiếp. Trong lòng của gã liền kích động một hồi, vốn gã còn không xem trọng mệnh lệnh của Ngụy Quang, nhưng lúc này cũng tâm huyết dâng trào, Diệp Phách Thiên này chỉ là thiên võ sư nhất trọng thôi mà có thể đỡ được một kích của thiên võ sư tam trọng, như gã, rõ ràng là vì công pháp tu luyện của Diệp Phách Thiên cường hãn hơn gã nhiều lắm, trong lòng gã liền nổi lên lòng tham. Bắt lại cho ta, quát khẽ một tiếng, Âu Dương Phong liền dốc toàn lực ra tay, trong nháy mắt cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, tiếng nổ vang ầm ầm, đánh tới mức Diệp Phách Thiên lão ra tử thổ huyết bay ra phụ thân. Diệp Triển Vân thấy thế thì gầm lên một tiếng, vội vàng đứng cản trước người Diệp Phách Thiên, chặn đứng thế tấn công khủng bố của Âu Dương Phong. Nếu như không phải Diệp Triển Vân cứu viện kịp thời, thì Diệp Phách Thiên lão gia tử sợ rằng đã bị đánh trọng thương, triệt để bị phế đi rồi. Triển Vân, không phải ta đã nói ngươi mau chạy đi rồi hay sao? Lão gia tử trợn trừng hai mắt, tức giận tới mức lại phun ra thêm một ngụ máu. Ánh mắt của mấy người Diệp Triển Vân vô cùng kiên quyết. Phụ thân, Diệp gia chỉ có nam nhi chết trận, không có phế vật bỏ trốn. Hay cho một câu nam nhi chết trận, nếu đã như vậy rồi thì các ngươi đều chết hết đi. Tên mang đấu bồng mặc áo đen kia cười lên đầy dữ tợn, bổ nhào lên đánh nhau với Diệp Triển Vân. So với Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân tuy rằng cũng chỉ là thiên võ sư nhất trọng, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đánh ngang tay với Âu Dương Phong. Hảo tiểu tử, rốt cuộc là Diệp gia này tu luyện công pháp gì đây chứ? Công pháp địa phẩm hay là công pháp thiên phẩm? Không đúng, cho dù là công pháp thiên phẩm cũng không nghịch thiên tới mức này mới đúng chứ. Trong lòng Âu Dương Phong vừa mừng vừa sợ. Hai người điên cuồng đánh thành một đoàn, huyền lực bành trướng bắn ra bốn phía. Mặc dù công pháp mà Diệp Triển Vân tu luyện rất mạnh, nhưng đẳng giai bản thân chỉ có bấy nhiêu, bị Âu Dương Phong đánh cho liên tục lùi lại. Chỉ là một lũ Diệp ra thôi mà cũng không bắt được, đúng là một đám phế vật nữa. Ngụy Quang nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, thân hình đột nhiên cử động gã đột nhiên đánh ra một trưởng, lực lượng cường hoành xuyên qua hư không, đánh trúng Diệp Triển Vân vẫn đang toàn lực chiến đấu cùng với Âu Dương Phong. Diệp Triển Vân vốn đang chiến đấu với Âu Dương Phong, vốn đã rơi vào thế hạ phong, lại cộng thêm một kích đánh lén này của Ngụy Quang, lập tức phun ra một búng máu tươi, bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Đám thành vệ quân chen trúc nhào lên bao vây, nháy mắt liền bắt giữ toàn bộ người của Diệp gia trói lại. Ngụy Quang, Ngụy gia các ngươi làm nên những việc khiến nhân thần cộng phẫn như vậy, nhất định không thể chết tử tế đâu. Mấy người bên Diệp Gia tức giận mở miệng, chừng lớn muốn nứt khoái mắt. Chết không tử tế. Ta lại muốn xem xem ta sẽ chết không tử tế kiểu gì. Ngụy Quang cười ha hả, trên mặt mang theo vẻ trào phúng và khinh thường. Đan dược của Diệp Gia vô cùng thần kỳ, tuy rằng chỉ là đan dược cấp thấp nhất nhưng giá trị không thể nào đo lường được. Lần này bắt được toàn bộ cao tầng của Diệp Gia, đợi tới khi chiếm được đan phương bí dược của Diệp Gia rồi, với địa vị và nhân mạch của Ngụy Gia bọn họ nhất định có thể sản xuất và đưa ba loại đan dược đặc hiệu này ra khắp ngõ ngách khắp Lưu Vân Quốc, thậm chí là toàn bộ Liên minh Thập Tam Quốc. Tới lúc đó, dù cho phụ thân của mình có mất đi chức tỉnh đốc của Thiên Húc Hành Tỉnh, thì đã sao chứ? Ngụy gia bọn họ thậm chí còn có thể trở thành người có địa vị vô cùng quan trọng trong Liên minh Thập Tam Quốc. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Quang Nhịn không được mà dâng lên từng đợt vui sướng, cười lớn nói: Ta thấy các ngươi vẫn là nên nghĩ kỹ về tương lai của mình đi. Ở Thiên Húc Hành Tỉnh này, ngụy gia ta chính là trời, ngụy quang ta chính là vương pháp, trong thiên hạ này còn không có ai có thể lấy mạng ngụy quang ta được. Người đâu, mau áp giải đám người kia vào đại lao trị an sở, ngụy quang ta muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng, xem diệp ra bọn chúng vì sao dám tự ý làm bậy, sản xuất đan dược trái phép ở thiên húc hành tỉnh chúng ta. Một đám thành vệ quân áp giải người của Diệp Gia đi ra ngoài phường thị. Xong rồi, Diệp Gia này xem như tiêu đời rồi. Sau này sợ là chúng ta sẽ không mua được đan dược đặc hiệu của Diệp Gia nữa rồi. Ai, thiên húc hành tỉnh chúng ta khó khăn lắm mới xuất hiện một gia tộc có lương tâm, như Diệp Gia, cư nhiên lại bị Ngụy Gia nhỏ ngó, đúng là đáng tiếc. Gần đây không biết Ngụy Gia có âm mưu gì nữa, ra sức nghiêm phong và tịch biên các đại gia tộc khắp nơi, có phải là Ngụy Gia này xảy ra chuyện gì hay không? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Ngụy Hoành Bá Tước chính là tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh chúng ta, ở trong vương thành cũng có quan hệ rất lớn, kinh doanh thiên húc hành tỉnh nhiều năm như vậy, bọn họ cũng xem như thổ hoàng đế ở đây rồi có thể xảy ra chuyện gì được đám người đứng trong phường thị lên tiếng bàn tán trên mặt cũng có vẻ cảm khái đột nhiên ầm ầm một tiếng bên ngoài đột nhiên truyền tới một chàng tiếng nổ mạnh ầm ầm tiếp theo đó chính là một trận tiếng mắng chửi và la ó đầy hỗn loạn xảy ra chuyện gì vậy tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại liền thấy được một màn khiến bọn họ không dám tin đám thành vệ quân áp giải người của diệp ra đi ở phía trước đều kêu la đau đớn nằm lăn quay ở cửa phường thị, thiếu tay đứt chân, máu tươi giàn ruộng, đau đớn kêu rên. Ở trước mặt bọn họ là một gã võ giả mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm chiến đao, một thân sát khí ngùn ngụt, giống như một pho tượng chiến thần, đứng chặn ở cửa ra vào, khí tức phát ra từ trên người khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Các hạ là ai, dám đả thương thành vệ quân chúng ta? Một tên đội trưởng thành vệ quân tức giận bước lên, nói được một nửa thì đột nhiên có ánh đao xẹt qua, tên đội trưởng thành vệ quân kia lập tức bị một đao chém ngang eo, đứt thành hai khúc, trong chốc lát lại không chết được, đau đớn ngã ra đất kêu rên. Ánh mắt của Ngụy Quang đi ở tuốt đằng sau trở nên lạnh lẽo, gã cũng là cao thủ thiên võ sư nhị trọng, cư nhiên không nhìn thấy động tác ra tay của mấy người này, có thể thấy được thực lực của nam tử mặc ngân giáp kia đáng sợ kinh người. Thiếu gia cẩn thận. Trên mặt của Âu Dương Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, kéo Ngụy Quang tới bảo vệ ở sau lưng. Các hạ là ai? Ta chính là Ngụy Quang con trai của Tỉnh Đốc Thiên Húc hành tỉnh không biết đắc tội thế nào với các hạ xin nói rõ cho ngụy quang chắp tay nheo mắt nói một cao thủ như vậy trước khi biết rõ lai lịch của đối phương ngụy quang cũng không dám tùy tiện ra tay đắc tội đồng thời trong đầu gã đang cố tìm kiếm lai lịch của nam tử mặc ngân giáp này ở trong tỉnh thành này ngoại trừ ngụy gia bọn họ ra thì cũng chỉ có ngũ đại gia tộc khác là có thể xuất hiện mà thôi chỉ là nam tử mặc ngân giáp này đều không nhìn tới đám người ngụy quang một cái ánh mắt nhìn về phía mấy người diệp triển hùng đang bị trói nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người kia, cao giọng nói. Các ngươi chính là tộc nhân của Diệp Gia. Đúng là chúng ta, các hạ là ai? Trên mặt mấy người Diệp Phách Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong tay nam tử ngân giáp đột nhiên loài ánh đao, xiềng xích trên người mấy người Diệp Phách Thiên nháy mắt liền vỡ vụn, chỉ thấy nam tử mặc ngân giáp kia quỳ một gối xuống, nói. Thuộc hạ Âu Dương Tiêu Sơn, tham kiến các vị đại nhân. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây sợ ngây người. Ngay cả mấy người Diệp Phách Thiên cũng cảm thấy không hiểu gì hết, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Các hạ, ngươi. Diệp Phách Thiên lắp bắp mở miệng. Lão liếc mắt một cái liền nhìn ra, người trước mặt ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thiên võ sư. Diệp ra bọn họ từ khi nào thì lại có cao thủ cỡ này. Phụ thân, gia gia, đại bá. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của mấy người Diệp Phách Thiên, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Huyền đang bước vội tới. Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mấy người Diệp Phách Thiên gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Huyền không phải đang học tập ở Huyền Linh Học Viện ở Vương Thành hay sao? Sao lại xuất hiện ở tỉnh thành của Thiên Húc Hành tỉnh được? Phụ thân, gia gia, các ngươi. Nhìn thấy bộ dạng chật vật, thương thế đầy mình, máu tươi tuôn trào trên người của bọn họ, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, sau đó liền bốc lên một ngọn lửa giận hừng hực không thể nào dập tắt được. Hắn lấy đan dược ra cho mấy người ăn vào, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt liền quét về phía đám người ngụy quang. Huyền thiếu, lúc ta tới thì đã hơi muộn một chút, các vị đại nhân đã bị đả thương và bắt trói lại, thuộc hạ làm việc không tốt, kính xin huyền thiếu trách phạt. Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự trách. Sau khi biết được người của Diệp Gia bị vây bắt, Diệp Huyền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên để Âu Dương Tiêu Sơn đi trước một bước, lúc này mới có một màn khi nãy. Ta còn đang nói là ai, hóa ra là dương nghiệt của Diệp Gia. Sau khi nhìn thấy người vừa tới cũng là người của Diệp Gia, vẻ cảnh giác trong mắt ngụy quang lập tức biến mất thay vào đó là vẻ dữ tợn thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại xông vào nếu như ngươi đã tới đây rồi thì cũng lưu lại đi tất cả mọi người nghe lệnh bao vây bọn họ lại cho ta nếu như dám phản khoáng ngoại trừ vài tên cao tầng của diệp gia cần phải giữ lại một hơi thở thì những người còn lại giết không cần hỏi một đám thành vệ quân không ngừng ùa tới khoảng chừng mấy trăm người bao vây mấy người diệp huyền kín không một kẽ hở lần này ngụy quang tới niêm phong tiệm thuốc của diệp gia mang theo mấy trăm tên thành vệ quân, chính là vì không muốn để cho bất kỳ người nào của Diệp gia chạy thoát. Thấy tràng cảnh như vậy, khóe miệng Ngụy Quang lộ ra một nụ cười lạnh, thực lực của tên nam tử mặc ngân giáp kia mạnh thật đấy, nhưng ở Thiên Húc hành tỉnh này, mỗi người bên phe mình phun một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết gã, cũng dám tới nơi này làm càn, đúng là không biết sống chết. Khoảng chừng mấy trăm tên thành vệ quân cầm vũ khí trong tay, nhào lên, sát khí toàn thân bốc lên mùn ngụt. Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, mấy người diệp phách thiên cũng đã bất chấp thăm hỏi diệp huyền nữa cắn răng một cái dặn dò huyền nhi lát nữa tới khi đánh nhau thì ngươi lùi lại phía sau tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi nhớ kỹ nhất định không thể vì chúng ta mà ở lại đây có biết hay chưa ra ra không cần lo lắng đâu diệp huyền lắc đầu nhìn về phía đám thành vệ quân đang bao vây kia đột nhiên nói đợi đã ngụy quang cười lạnh sao hả ngươi muốn nói cái gì bất quá muốn nói gì thì có thể đợi tới đại lao rồi hãy nói bản công tử không rảnh mà nghe các ngươi nói nhảm các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau bắt lại cho ta gã vừa mới nói xong thì đám thành vệ quân xung quanh đột nhiên nhào tới chỗ mấy người diệp huyền ánh mắt diệp huyền trở nên lạnh lẽo trong số đám thành vệ quân này mặc dù không có cao thủ đỉnh tiêm gì nhưng số lượng rất đông thiên võ sư cũng có vài tên ngụy quang và tên đứng bên cạnh gã cũng là cao thủ trong thiên võ sư bản thân hắn đương nhiên không sợ cộng thêm âu dương tiêu sơn cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ nhưng nơi này hỗn loạn như vậy lỡ để cho phụ thân và mọi người bị thương thì sẽ không tốt ngay tại lúc diệp huyền đang nghĩ cách thì bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm của trần tinh huyền thiếu ngươi đang ở bên trong đó à mẹ ơi sao trong này nhiều người vậy ép chết lão tử rồi trong lòng diệp huyền cảm thấy vui vẻ ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng quát ta đang ở đây tất cả mọi người nghe lệnh giết vào đây cho ta kẻ nào dám ngăn cản thì giết không cần hỏi tiểu tử ngươi đang lên cơn điên đây à ngụy quang khẽ giật mình sau đó chợt bật cười ha hả chỉ là gã còn chưa kịp cười xong thì đột nhiên bên ngoài lại truyền tới từng đợt ồn ào ngay sau đó là tiếng chém giết vang lên liên hồi các ngươi từ đâu tới chúng ta chính là thành vệ quân của nơi này mau lùi lại cho ta đáng chết mau dừng tay lại cho ta chạy mau chạy mau đi ngụy quang công tử cẩn thận có cao thủ xông vào bên ngoài phường thị vang lên từng trận tiếng la hét ồn ào khiến cho tất cả mọi người chấn động ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đám võ giả người mặc khôi giáp màu bạc đang điên cuồng giết sông. Vào, mỗi người đều là cao thủ, nhìn thấy thành vệ quân thì lập tức ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở đây có rất nhiều thành vệ quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng lọt vào tay của đám người này thì lại giống như đang chặt dưa thái rau vậy, căn bản không đỡ nổi một trận, đều đổ máu tại chỗ, đầu mình cách biệt. Chỉ mới một chút thôi, mấy trăm nam tử mặc ngân giáp đằng đằng sát khí liền đi tới sau lưng Diệp Huyền. Thuộc hạ tham kiến Huyền Thiếu một nhóm người này cũng lớn tiếng hô, thanh âm như sấm rền, khiến lỗ tai của võ giả ở đây đều ong ong khó chịu, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Ánh mắt Ngụy Quang trở nên âm trầm, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Huyền, thậm chí còn cười lạnh nhìn gã thì trong lòng của gã lập tức trầm xuống. Nhóm cao thủ này từ đâu tới? Ánh mắt Ngụy Quang trở nên ngưng trọng, tuy rằng nhân số đội ngũ của đối phương không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, thành vệ quân của mình so với bọn họ quả thực chỉ như tôm tép mà thôi gã âm thầm dặn dò thân tím bên cạnh lẻn ra từ phía sau, trở về phủ thành chủ tìm viện binh. Sau khi làm xong xuôi mọi việc thì ánh mắt của gã mới trở nên chấn định một chút, lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là địa bàn của thiên húc hành tỉnh chúng ta hay sao? Diệp huyền lạnh lùng mở miệng. Chúng ta là ai thì ngươi không cần phải biết, bất quá ngươi dám đả thương tộc nhân của Diệp gia ta. Diệp huyền ta hôm nay muốn để cho ngươi biết rõ, kết cục của những kẻ dám đả thương người của Diệp gia ta tất cả mọi người nghe lệnh bắt tên này lại một đám cấm vệ quân nhìn chằm chằm muốn nhào lên đợi đã tên ngụy quang kia vội vàng quát lạnh một tiếng vẻ mặt âm trầm nói các ngươi có biết ta là ai hay không ta chính là ngụy quang con trai của tỉnh đốc thiên húc hành tỉnh này các ngươi dám động thủ với ta như vậy là muốn tạo phản hay sao ta mặc kệ ngươi là ai diệp huyền cười nhạo một tiếng những kẻ dám tổn thương tới tộc nhân của diệp gia ta đừng nói chỉ là con trai của một tên tỉnh đốc cho dù là thiên vương lão tử tới đây thì cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi bắt lại cấm vệ quân bên cạnh diệp huyền nhoáng cái liền nhào lên to gan âu dương phong vẫn một mực đứng phía sau ngụy quang thấy vậy thì gầm lên một tiếng thân hình phóng lên như đại bàng dương cánh nháy mắt liền lao về phía diệp huyền ở giữa đội ngũ gã cũng đã nhìn ra đội ngũ này rất cường đại cho nên trong nháy mắt hai phe giao thủ thì gã liền ra tay muốn dùng thủ đoạn lôi đình bắt lấy diệp huyền muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước trong quá trình lao ra gã luôn tập trung chú ý tới Âu Dương Tiêu Sơn. Lúc nãy, thực lực mà Âu Dương Tiêu Sơn thể hiện ra khiến cho gã có chút kiêng kỵ, cho nên toàn lực để phòng sợ bị đối phương ra tay ngăn cản. Dám ra tay với huyền thiếu, mau cút xuống cho ta. Chỉ là không chờ cho gã nhào lên được bao xa, một thành vệ quân khẽ quát một tiếng, đánh một trưởng về phía Âu Dương Phong. Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, toàn lực đánh ra một trưởng, song trưởng giao nhau trên không trung một cỗ lực trùng kích khủng bố đột nhiên truyền tới, đánh vào trong thân thể của gã. Âu Dương Phong lúc này nhịn không được mà phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người vừa ra chiêu, thất thanh nói. Thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, một màn trước mắt khiến cho gã khẽ giật mình, chỉ thấy người ra chiêu mày rậm mắt to, ở trong đội ngũ không hề có điểm gì đặc biệt nổi bật, giống như chỉ là một tiểu binh mà thôi, trong lòng của gã lập tức dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Thiếu ra, mau chạy đi, chạy thoát được sao? Thanh âm cười lạnh vang lên, chỉ mới một lát, mấy trăm tên thành vệ quân lúc nãy vừa mới bao vây diệp ra kín mít lúc này, đã có hơn một nửa nằm trên mặt đất, cả đám đau đớn kêu rên. Đám thành vệ quân còn lại thì đều run lẩy bẩy cầm binh khí trong tay, ánh mắt cũng đầy vẻ sợ hãi. Sao có thể có chuyện này được? Ngụy Quang và Âu Dương Phong đều hoảng sợ nhìn một màn này, gần một nửa thành vệ quân cư nhiên chỉ mới một lát thôi đã mất đi sức chiến đấu. Đối phương rốt cuộc là có địa vị thế nào? Tại sao lại có chiến lực đáng sợ tới như vậy? Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối phương, đột nhiên, Ngụy Quang liếc mắt nhìn qua một thân ảnh, sau đó lập tức giật mình, hoảng hốt nói. Lưu thống lĩnh, tại sao lại là ngươi? Sao ngươi lại đi cùng với bọn họ? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Phong là thủ hạ của Ngụy gia bọn họ, thống lĩnh thành vệ quân tỉnh thành, thủ lĩnh đoàn mã tặc được bọn họ phái đi ra cướp đoạt tiền tài, hai ngày trước vừa mới đi ra ngoài cướp tiền thôi mà. Chỉ sao bây giờ gã lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại còn đứng chung một chỗ với người của diệp ra nữa trong lòng ngụy quang đều cảm thấy không hiểu gì hết nhưng cũng tràn ngập dự cảm bất thường trong mắt lưu vân phong hiện lên một tia kiên quyết lạnh lùng nói ngụy quang thiếu gia ngụy gia các ngươi hoành hành vô pháp vô thiên ở thiên húc hành tỉnh lại còn để cho chúng ta giả trang làm cướp đi cướp đoạt tài nguyên của các thôn trang thành trì ở thiên húc hành tỉnh đúng là khiến nhân thần cộng phẫn làm đủ việc ác lưu vân phong ta mặc dù không phải loại người tốt lành gì nhưng cũng không phải loại không biết tốt xấu tiếp tay cho kẻ ác hôm nay lưu vân phong ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu phục diệp huyền đại nhân diệp huyền đại nhân là người tâm địa nhân tử ta khuyên hai người các ngươi cũng nên đầu hàng đi chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoãn khai ra âm mưu của ngụy gia bỏ gian tà theo chính nghĩa ta tin tưởng diệp huyền đại nhân tuyệt đối sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống bây giờ tất cả thành vệ quân đều nghe lệnh ta buông vũ khí xuống nếu không thì đừng trách bản thống lĩnh ra tay độc ác vô tình ánh mắt Lưu Vân Phong quét ngang bốn phía, ánh mắt sắc bén. Một màn bất ngờ này, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người tại chỗ. Tất cả thành vệ quân còn lại đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngỡ ngàng, còn những võ giả vây xem kia thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Lưu Vân Phong, chức vị thống lĩnh thành vệ quân của ngươi chính là do ngụy gia ta để bạn, ngươi cư nhiên dám ăn cây táo rào cây sung. Ngụy Quang giận tím mặt, tức giận trợn tròn mắt. Ngụy Quang, ngươi nói vậy là sai rồi, tuy rằng Lưu Vân Phong ta là thống lĩnh do Ngụy gia các ngươi bổ nhiệm, nhưng cũng là con dân của Lưu Vân quốc, chứ không phải tư quân của Ngụy gia các ngươi. Hôm nay Ngụy gia các ngươi làm nhiều điều trái với luật pháp của Vương quốc, Lưu Vân Phong ta đương nhiên phải quân pháp bất vị thân, ra sức vì nước. Ngụy Quang tức tới mức phun ra một búng máu, gã thật không ngờ, ở trên địa bàn của gã cư nhiên lại xảy ra chuyện thế này. Đủ rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Lưu Vân Phong, bản thiếu ra cho người một cơ hội lấy công chuộc tội, bắt lấy bọn chúng đi diệp huyền nhíu mày nói dạ đại nhân lưu vân phong quát khẽ một tiếng đánh về phía ngụy quang lưu vân phong tên phản đồ nhà ngươi âu dương phong gầm lên một tiếng muốn ngăn cản đối phương nhưng lại bị những thành vệ quân khác ngăn lại ầm um, ầm um, ầm um. mấy người kia đánh ra vài trưởng âu dương phong liền phun ra một búng máu tươi liên tục lùi về phía sau ngụy quang hãy giơ tay chịu trói đi cơ hội biểu hiện tốt như vậy lưu vân phong sao có thể bỏ qua được kia chứ ánh mắt của gã trở nên sắc bén dốc hết toàn bộ thực lực đối mặt với ngụy quang cũng không hề nương tay chút nào đánh qua mấy lượt ngụy quang liên tục lùi lại phía sau cước bộ lảo đảo lưu vân phong đột nhiên đánh lên một trưởng đánh trúng ngực của ngụy quang chỉ nghe bùng một tiếng ngụy quang nặng nề bay ra ngoài trong miệng phun máu ồ ồ xương sườn nháy mắt liền gãy nát một nửa lưu vân phong ngươi ngụy quang hoảng sợ mở miệng lại bị lưu vân phong đạp một cước lên ngực đau đớn kịch liệt lại khiến cho gã lại phun ra một búng máu nữa Lưu Vân Phong nhanh chóng bắt chói Ngụy Quang lại, giải tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói: "Đại nhân, tội nhân Lưu Vân Phong may mắn không làm nhục sứ mệnh." Một bên khác, Âu Dương Phong cũng bị mấy cấm vệ quân liên thủ bắt trói, khóe miệng của gã vẫn còn trào máu tươi, ánh mắt hung tợn, chửi ầm lên: "Tên chết tiệt kia, có ngon thì ngươi cứ giết ta đi, bằng không đợi lát nữa nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Gã còn chưa nói xong thì đột nhiên một đạo đao quang xuất hiện, thủ cấp Âu Dương Phong trợn trừng hai mắt bay thẳng lên trời, máu tươi phun ra cao hơn một trượng. Nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Huyền thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng hời hợt. Tất cả mọi người có mặt ở đây nhịn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí, hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, thống lĩnh phủ thành chủ của tỉnh thành, thiên võ sư tam trọng tứ giai, một trong những cao thủ hàng đầu của thiên húc hành tỉnh. Âu Dương Phong thống lĩnh lại bị đối phương nói giết là giết, bộ dạng nhẹ nhàng giống như chỉ giết chết một con gà khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi không thôi, toàn trường lập tức im phăng phắc. Trong đại sảnh, một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng, sau đó liền nghe thấy tiếng lột bột vang lên, đầu của Âu Dương Phong lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin, rõ ràng gã cũng không ngờ, đối phương cư nhiên lại quả quyết như vậy, nói giết là giết, căn bản không có nửa phần do dự. Ngụy Quang thiếu ra đúng không? Nếu như ngươi muốn chết thì ta cũng có thể thành toàn giúp ngươi, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Quang, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nuốt một ngụm nước bọt xuống, Ngụy Quang chỉ cảm thấy dưới đũng quần chợt lạnh toát, sau đó liền có một mùi khai ngai ngái bốc lên, gã cư nhiên sợ tới mức tè trong quần. "Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hỏi dò. "Đi tới phủ thành chủ." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. "Cũng đừng để cho tên Ngụy Hoành kia nhận được tin tức mà bỏ chạy, Ngụy gia này làm nhiều việc ác như vậy, hôm nay ta muốn giết sạch không chừa lại một tên nào, để cho nơi này máu chảy thành sông. Bản thân Diệp Huyền không phải kẻ hiếu sát, nhưng lần này kể từ sau khi tiến vào thiên húc hành tỉnh, những gì ngụy gia này làm cũng khiến sát ý trong lòng hắn bùng lên. Huống hồ gì, ngụy gia này còn dám ra tay với gia tộc của hắn, không giết ngụy hoành thì trong lòng Diệp Huyền sẽ không chịu dừng lại. Rất nhiều võ giả xung quanh nghe thấy vậy thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ, rốt cuộc là tiểu tử này có địa vị thế nào đây, cư nhiên dám không kiêng nể gì như vậy, chẳng lẽ là vị vương tử điện hạ nào đó hay sao? Nhưng dù cho là vương tử điện hạ, cũng không dám tùy tiện mở miệng một cái liền nói muốn giết tỉnh đốc, của một tỉnh như vậy chứ, huống hồ gì, lúc nãy rõ ràng nghe nói tiểu tử này hình như là đệ tử Diệp ra mà. Chỉ có cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền là liên tục xoa tay, vô cùng hưng phấn. Kể từ sau khi đi theo Diệp Huyền tới nay, thực lực của bọn họ đều tăng lên một phần, đặc biệt là sau khi tổ hợp thành bách liên đại trận thì càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nghĩ tới chuyện có thể diễn luyện trong lúc chiến đấu, trong lòng họ hưng phấn khỏi bàn. Cả đám người rời khỏi phường thị, rồng rắn nối đuôi nhau đi về phía phủ thành chủ. Huyền Nhi, đám người bên cạnh ngươi rốt cuộc có địa vị thế nào vậy? Xem thực lực của bọn họ mạnh như vậy, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi thành đi, bằng không đợi tới lúc Ngụy Hoành tỉnh đốc kịp phản ứng, thì chúng ta khó mà chạy thoát được. Tuy rằng thực lực của mấy người này rất mạnh, nhưng Ngụy Hoành chính là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, thủ hạ có rất nhiều cường giả, đệ nhất cao thủ Phương Thiên Hồng lại là võ tông nhất trọng, bất kể thế nào đi nữa, chúng ta cứ rút lui trước là hơn. Trong lòng mấy người Diệp Phách Thiên Lão gia tử vẫn có chút không yên. Chỉ có Diệp Triển Vân là không ngừng đánh giá đứa con trai này của mình, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Các người biết sợ là được rồi, ta khuyên các ngươi mau thả ta ra đi, bằng không đợi tới lúc Phương Thiên Hồng tiền bối tới đây thì các ngươi sẽ tiêu đời. Ngụy Quang cả người đầy máu ở giữa đoàn người liền nghiến răng cười lạnh nói. Sao ngươi thích nói nhảm nhiều vậy, Phương Thiên Hồng gì chứ, nếu như hắn dám tới thì tiểu gia ta sẽ cho hắn đẹp mặt." Trần Tinh đá một cước lên mặt của Ngụy Quang, nói với vẻ khinh thường, "Sú tiểu tử, ngươi dám đạp ta?" Bị Trần Tinh đạp một cái lên mặt, sắc mặt của Ngụy Quang đỏ lên, cả giận mắng, "Đạp ngươi thì đã sao?" Trần Tinh chừng gã một cái, "Bị bắt làm tù binh rồi mà cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy, tiểu gia ta chẳng những đánh ngươi mà còn muốn đập ngươi nữa." Gã vừa nói xong thì vội vàng xông lên phía trước, đập cho Ngụy Quang một trận ra trò chỉ mới một lát thôi mặt ngụy quang liền sưng vù như đầu heo chỉ còn lại đôi mắt nho nhỏ phát ra quang mang oán độc mẹ kiếp ngươi còn dám chừng ta trong lòng trần tinh khó chịu gã lại là kẻ không biết sợ là gì lại quay sang tẩn cho ngụy quang một trận đồng thời cười ha hả nói sướng thật đúng là thoải mái trần tinh ta sống bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên đánh đập con trai của tỉnh đốc đúng là đã tay nhìn thấy đối phương căn bản không hề đặt mạng sống của mình trong lòng trong lòng của Ngụy Quang cũng cảm thấy sợ hãi, không dám tỏ vẻ bất mãn gì nữa. Diệp Huyền nhìn thấy Gia Gia và mọi người lộ ra vẻ sầu lo thì mỉm cười nói: "Gia Gia, các ngươi cứ yên tâm đi, chẳng lẽ mọi người còn không tin ta hay sao?" Lời nói của Diệp Huyền giống như có ma lực, khiến cho trái tim đang nơm nớp lo sợ của mọi người cảm thấy dần trở nên an tâm. Nhớ tới những gì xảy ra lúc ở Lam Nguyệt Thành, mấy người Diệp Phách Thiên liền gật đầu, tuy rằng Diệp Huyền làm việc lớn mật, nhưng không phải loại người lỗ mãng hắn đã dám đi tới phủ thành chủ thì nhất định là có chỗ dựa rồi. Một đám người nhanh chóng đi về phía trước. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có rất nhiều binh sĩ vọt tới từ bốn phương tám hướng, bao vây xung quanh đám người. Người cầm đầu là một tên tướng lĩnh trung niên, mắt sáng như đuốc, uy phong lẫm lẫm, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Gã chỉ đứng yên ở đó liền có một cỗ khí thế ngạo thị quần hùng tản ra, gã ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn xuống chỗ mấy người Diệp Huyền, giống như đế vương đang nhìn thần tử là phương thiên hồng đại nhân thần thoại của thiên húc hành tỉnh chúng ta võ tông nhất trọng nhân vật cỡ này cho dù là khắp lưu vân quốc đều là người vô cùng quan trọng rất nhiều võ giả và các cổ thế lực âm thầm đi theo mấy người diệp huyền sau khi nhìn thấy vị tướng lĩnh kia lập tức lên tiếng bàn tán ánh mắt ngưng trọng phương thiên hồng tiền bối mau cứu ta nhìn thấy người này trong mắt ngụy quang lập tức lộ ra vẻ mừng như điên chu lên như heo bị thọc tiết phương thiên hồng nhíu mày ngươi là ai vậy ngụy quang bị trần tinh đánh thành đầu heo căn bản không nhìn ra bộ dạng lúc trước ta là ngụy quang đây ngụy quang khóc lóc la lên gã dẫu gì cũng là cường giả cấp bậc thiên võ sư lúc này lại giống như một đứa nhỏ ấm ức gào khóc nhìn thấy ngụy quang thê thảm như vậy ánh mắt của phương thiên hồng trở nên ngưng trọng lạnh lùng nói ngụy quang công tử mấy người âu dương phong đâu rồi âu dương phong bị tên tiểu tử này giết chết rồi phương thiên hồng đại nhân mau cứu ta lại đi mẹ nó la cái gì mà la hả Trần Tinh bước lên tát cho Ngụy Quang mấy cái thật mạnh, lập tức khiến đầu óc gã quay cuồng, không mở miệng nói chuyện được. Trong mắt Phương Thiên Hồng lóe ra hàn quang, gã nhìn mấy người Diệp Huyền một cái, lạnh lùng nói: "Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới Thiên Húc hành tỉnh chúng ta hoành hành, đả thương công tử của tỉnh đốc Thiên Húc hành tỉnh chúng ta?" Gã nhìn lại một cái, trong lòng liền cảm thấy khiếp sợ, trong đội ngũ của đối phương tất cả cư nhiên đều là cường giả cấp bậc địa võ sư đổ lên, thậm chí cũng có không ít người là cường giả thiên võ sư. Gã làm đệ nhất cao thủ của thiên húc hành tỉnh, kiến thức rộng rãi, nhìn bộ dạng của đối phương thế này rõ ràng là vì có chỗ dựa vững chắc, điều này đại biểu cho cái gì? Chính là sau lưng đám người kia tuyệt đối có bối cảnh không nhỏ. Cho nên gã cũng không dám mạo muội trực tiếp hạ lệnh bắt giữ. Diệp Huyền lạnh lùng nói, hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác hẳn phải là công tử tỉnh đốc các ngươi mới đúng. To gan, làm càn còn không mau thả ngụy quang thiếu ra ra cho ta ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì có lẽ các ngươi sẽ còn một con đường sống sau lưng phương thiên hồng vài tên tướng sĩ liên tục hét lên các hạ mặc kệ chuyện là thế nào đi nữa trước tiên hãy thả ngụy quang công tử ra rồi lại nói tiếp phương thiên hồng nheo mắt lạnh lùng lên tiếng trong lòng không rõ đang nghĩ cái gì phương thiên hồng tiền bối nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì mau bắt hết bọn chúng lại đi hôm nay ta muốn để cho bọn chúng sống không bằng chết phải hối hận vì đã đi tới thế giới này ngụy quang la hét gã còn chưa được cứu thoát mà trong lòng đã nghĩ ra trăm ngàn cách tra tấn mấy người diệp huyền rồi câm miệng trần tinh nghe mà cảm thấy bực bội cởi tất chân ra nhét đôi tất chân cả tháng trời chưa giặt vào trong miệng của ngụy quang khiến gã bị mùi hôi sộc thẳng lên não nước mắt nước mũi tèm lem ngay cả sức để hít thở cũng không có mùi hôi kia ngay cả những cấm vệ quân đang áp giải ngụy quang cũng phải lùi lại một khoảng rồi mà vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng quả thật còn lợi hại hơn cả đạn khí độc nữa còn dám nói nhảm thêm một câu nào nữa thì lão tử sẽ ném ngươi vào trong bồn cầu. Trần Tinh ngoáy mũi, chét lên mặt Ngụy Quang, nói với vẻ khinh thường. Không ít võ giả đứng xem ở đằng xa cảm thấy gớm tới mức liên tục nôn mửa. Về phần Ngụy Quang thì gã đã trực tiếp trợn trắng mắt bất tỉnh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đã như vậy thì đừng trách Phương mỗ vô tình. Nhìn thấy một màn này, Phương Thiên Hồng liền biết rõ có nhiều lời cũng vô ích liền xoay người phóng lên từ trên lưng ngựa chớp lên một cái liền đi tới trước đội ngũ diệp huyền phóng thích huyền lực của võ tông ngũ dai ra nhảy vào bên trong cấm vệ quân ánh mắt âu dương tiêu sơn lóe lên đang muốn ra tay thì lại bị diệp huyền cản lại bày trận hắn quát khẽ một tiếng tất cả cấm vệ quân nháy mắt đều đứng ở vị trí của bản thân mình bao vây diệp huyền và tộc nhân của diệp ra vào giữa chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi đúng lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của bọn họ trong khoảng thời gian này một phen Diệp Huyền thản nhiên nói với Âu Dương Tiêu Sơn, đồng thời lạnh giọng quát. Bắt hắn lại. Bách liên đại trận nháy mắt liền khởi động, mấy cấm vệ quân đứng gần Phương Thiên Hồng nhất cùng lúc chém chiến đao trong tay mình ra. Chút tài mọn mà thôi. Phương Thiên Hồng thấy thế thì nhách môi cười lạnh một cái, triển khai thanh cự kiếm sau lưng. Bên trên cự kiếm có một đạo kiếm quang sáng chói tung hoành, chém thẳng vào trong đội ngũ. ầm ầm một tiếng, bách liên đại trận đại trận do mọi người tạo thành có chút tán loạn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ, huyền lực khủng bố do kiếm quang phóng thích ra nhanh chóng bị đại trận làm suy yếu, hóa thành hư vô. Trong lòng Phương Thiên Hồng chợt cảm thấy lắp bắp kinh hãi, vẻ khinh thường trên mặt cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, trên người bốc lên một trận võ hồn ba động cường hoành, đại kiếm trong tay không ngừng vung chém. Trong nháy mắt, giống như lưu tinh tập nguyệt, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm quang giống như vượt qua không gian, chém vào bên trong đại trận, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bốn phía bốc lên bụi mù dày đặc huyền lực trùng kích do nổ mạnh tạo ra giống như tạo thành một lốc xoáy cuốn ra ngoài là kiếm quang thập tam trảm của phương thiên hồng đại nhân một chiêu này cần nháy mắt chém ra 13 kiếm mỗi kiếm nhanh như chớp uy lực như thủy triều giết chết thiên võ sư tam trọng dễ như chơi xong rồi người của diệp gia này xem như tiêu chắc rồi mặc kệ thực lực của đám người kia đáng sợ cỡ nào đi nữa chỉ cần không có võ tâm ngũ giai trợ trận thì không thể nào đỡ nổi công kích của phương thiên hồng đại nhân đâu đáng tiếc cũng do bọn họ quá mức cùng vọng nếu như sớm rút lui thì nói không chừng còn có thể giữ được đường sống. Trong đám người chuyển tới từng đợt sợ hãi than thở và tiếc hận, không ít người đều liên tục lắc đầu, căn bản không đánh giá cao mấy người Diệp Huyền. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người. Bụi mù tản đi, đội ngũ trước người Diệp Huyền cư nhiên không hề bị hao tổn chút nào, chỉ có vài cấm vệ quân có thực lực kém là trên người bị một chút vết thương nhỏ, máu tươi giàn rụa mà thôi. Cái gì? phương thiên hồng trợn to hai mắt trong ánh mắt cũng toát ra vẻ không dám tin làm gì vậy hả diệp huyền nhíu mày quát lớn bách liên đại trận chính là cần chú ý nối tiếp như một hành động tự nhiên một người động đại trận động một người đứng im thì đại trận tĩnh tất cả như một mặc kệ kẻ thù mạnh hay yếu đều bất động như núi đây mới chính là tinh túy của bách liên đại trận các ngươi nhìn lại bản thân mình xem chỉ mới là một tên võ tông nhất trọng thôi đã khiến cho bách liên đại trận của các ngươi liên tục xuất hiện lỗ thủng bị thương mấy người, còn ra thể thống gì nữa chứ? Lời nói của Diệp Huyền như xét đánh bên tai tất cả cấm vệ quân, khiến cho vẻ mặt của bọn họ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Còn những võ giả vây xem xung quanh thì triệt để sợ ngây người. Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây chính là võ tông nhất trọng đó, là chiến lực cao cấp nhất Lưu Vân Quốc, cho dù là ở trong vương thành thì cũng thuộc hàng nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ở trong liên minh thập tam quốc thì cũng đủ để tung hoành rồi nhưng trong mắt của vị thiếu niên này thì lại giống như thứ chó mèo tôm tép mà thôi căn bản không đáng nhắc tới mà dưới một kích khủng bố như vậy của phương thiên hồng đại nhân thù hạ của hắn chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi đây là loại chuyện nghịch thiên gì thế này đã vậy lại còn bị thiếu niên này mắng thành như vậy rốt cuộc hắn có biết là những người này có thể ngăn được một kích của phương thiên hồng đại nhân như vậy là chuyện vinh quang tới mức nào không mọi người không biết rằng lúc này trong lòng phương thiên hồng đã hoàn toàn chấn kinh tới mức không nói nên lời rồi đại trận này của đối phương vô cùng quỷ dị có thể liên kết tất cả lực lượng của mọi người lại với nhau mà mỗi lần mình công kích thì đều bị cả đại trận gánh chịu chia ra phân tản đến tất cả mọi người trong đại trận căn bản không tạo thành thương tổn to lớn gì với bọn họ được lúc trước kiếm quang thập tam trảm của mình mang theo uy lực bộc phát trong nháy mắt không gì có thể so sánh được lại chỉ chém bị thương có vài người trong số đó nhưng nghe lời thiếu niên kia nói thì hình như là do những người đó cũng chưa thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của đại trận, đại trận này rốt cuộc là trận pháp đẳng cấp nào đây? Trong lòng Phương Thiên Hồng có chút kiêng kỵ thật sâu, bất chấp tiếp tục bảo tồn thực lực nữa, lạnh giọng quát lớn, "Tất cả mọi người nghe lệnh ta, cứ ngụy quang công tử." Phương Thiên Hồng vừa ra lệnh thì một đám tướng sĩ nhanh chóng nhào tới, đám người kia có nhân số rất đông, so với đám thành vệ quân lúc trước thì đông hơn rất nhiều, hơn nữa tuy rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ xem xem tới đám thành vệ quân kia, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh hơn, lại hung hãn không sợ chết, giống như một cơn sóng dữ cuồn cuộn, mạnh mẽ đổ ập xuống, đánh giáp lá cà với bách liên đại trận do cấm vệ quân tạo thành. Giống như sóng biển đập lên gành đá, hai bên chém giết lẫn nhau. Thân hình của Phương Thiên Hồng lóe lên, giống như một đạo kinh hồng mờ ảo, gã không đối kháng cùng đại trận do cấm vệ quân tạo thành, mà hóa thành một luồng khói nhẹ, lao nhanh về phía Ngụy Quang. Phần lớn cấm vệ quân trên đường căn bản không kịp chạm tới một góc áo của Phương Thiên Hồng, diệp huyền thấy thế thì nhịn không được lắc đầu tuy rằng uy lực của bách liên đại trận rất mạnh nhưng dù sao những cấm vệ quân này chỉ mới thao luyện không bao lâu vẫn còn chưa đủ thuần thục khi đụng phải cao thủ như phương thiên hồng một khi gã phát huy ưu thế tốc độ của mình thì những cấm vệ quân này khó mà ngăn được gã âu dương tiêu sơn phải xem ngươi rồi diệp huyền thản nhiên mở miệng âu dương tiêu sơn đã sớm thấy ngứa ngáy tay chân nghe thấy diệp huyền hạ lệnh thì không nói hai lời lập tức xông ra ngoài lúc này phương thiên hồng đã đi tới trước người ngụy quang tên ngụy quang bị nhét tất chân vào miệng thấy vậy thì ô ô kêu lớn vẻ mặt hưng phấn mắt thấy phương thiên hồng đã sắp cứu được gã thì đột nhiên có một đạo công kích đánh tới từ bên cạnh phương thiên hồng đành phải dừng việc giải cứu lại trở tay đánh ra một trưởng muốn đánh lui đối phương không ngờ bàn tay của gã vừa mới chạm tới công kích của đối phương thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bất chấp do dự gã phóng thích lực lượng trong cơ thể tới mức tận cùng dốc toàn lực đánh ra một trưởng ầm ờ một tiếng, một cỗ lực trùng kích khổng lồ không hề yếu kém hơn, từ đòn tấn công phía đối diện ập tới, Phương Thiên Hồng vội vàng ứng chiến liền trúng đòn, đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục bay ra hơn 10 mét, lúc này mới dừng lại, miệng trào máu tươi. Quay đầu nhìn lại một cái, gã rốt cuộc cũng nhìn thấy được bộ dạng của đối phương, chính là nam tử trung niên một mực im lặng đứng bên cạnh thiếu niên kia. Võ Tông Ngũ Giai Trong lòng Phương Thiên Hồng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, một trưởng vừa rồi của đối phương tuyệt đối là, đòn mà chỉ có võ tông ngũ giai mới có thể đánh ra được rốt cuộc các ngươi là ai phương thiên hồng cũng không kịp nghĩ tới chuyện tiếp tục giải cứu ngụy quang nữa khiếp sợ mở miệng lai lịch của mấy người kia đúng là quá thần bí chẳng những có được đội ngũ cường đại như vậy có được đại trận do rất nhiều thiên võ sư cùng địa võ sư tạo thành có thể ngăn được đòn tấn công của võ tông như gã thậm chí lại còn có cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai trợ trận điều này khiến cho gã cảm thấy vô cùng kinh hãi võ tông ngũ giai ở lưu vân quốc này tuyệt đối là chiến lực cao cấp nhất đưa tới bất kỳ hành tỉnh nào cũng tuyệt đối là nhân vật thuộc hàng đệ nhất cao thủ cho dù ở vương thành thì cũng không phải loại người vô danh chắc chắn có được thân phận cao quý giống như gã vậy tuy rằng gã làm việc cho tỉnh đốc ngụy hoành nhưng mỗi lần tỉnh đốc ngụy hoành nhìn thấy gã thì cũng sẽ không ra vẻ gì hết công tử ngụy quang gặp gã lại càng phải tôn sưng một tiếng tiền bối nhưng so sánh với vị võ tông ngũ giai ở trước mặt kia chỉ giống như một người hầu đi theo bên cạnh thiếu niên kia, vẻ mặt cung kính, chỉ sợ ngay cả vương tử điện hạ của Lưu Vân Quốc, cũng chưa chắc đã có đội hình lớn tới như vậy. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, không hề để ý tới câu hỏi của đối phương, đột nhiên rút chiến đao bên hông ra khỏi vỏ, bổ ra một đao, giống như ánh dương quang buổi sớm xé rách màn đêm tăm tối, nháy mắt đánh tới trước mặt gã, đánh cho Phương Thiên Hồng phải bay ngược ra mấy chục thước nữa, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một khe rãnh thật dài. Cứ nhiên có thể ngăn được một kích của ta, không tệ lắm, thêm lần nữa, âu dương tiêu sơn cười lớn thành tiếng hưng phấn liên tục ra chiêu chỉ nghe tiếng nổ vang ầm ầm vang lên bên tai không dứt hai bên đánh tới mức thiên hôn địa ám cát bay mù mịt trên đường lớn vô số đá vụn bắn ra khắp bốn phía luận tu vi thì phương thiên hồng cũng không yếu hơn âu dương tiêu sơn bao nhiêu nhưng dù sao thì phương thiên hồng chỉ là đệ nhất cao thủ của một tỉnh còn âu dương tiêu sơn lại là cấm vệ quân tới từ vương thành ở trong cấm vệ quân gã tiếp xúc với nhiều cao thủ nhiều hơn phương thiên hồng kinh nghiệm giao thủ và năng lực thực chiến cũng mạnh hơn Phương Thiên Hồng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Hồng bị đánh cho liên tục lùi lại phía sau, bị Âu Dương Tiêu Sơn ép cho không thở nổi. Tất cả võ giả vây xem xung quanh đều khiếp sợ ngây người. Phương Thiên Hồng thân là đệ nhất cao thủ của Thiên Húc Hành Tỉnh, là lãnh tụ trong lòng võ giả khắp Thiên Húc Hành Tỉnh này. Nhưng bây giờ, lãnh tụ trong lòng bọn họ cư nhiên bị người ta đuổi đánh chật vật tới mức này, giống như không có khả năng đánh trả nổi. Một màn này triệt để đánh vỡ hình tượng của Phương Thiên Hồng trong lòng bọn họ dốc hết sức đỡ một kích của âu dương tiêu sơn phương thiên hồng phun ra một búng máu tươi khiếp sợ nói dừng tay rốt cuộc các hạ là ai lấy thực lực của ngươi ở lưu vân quốc này tuyệt đối không phải dạng vô danh tiểu tốt vì sao lại đối nghịch với thiên húc hành tỉnh chúng ta chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp trừng phạt hay sao các ngươi dám đả thương công tử của tỉnh đốc đại nhân tới lúc đó vương quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi đâu chi bằng mọi người bình tĩnh ngồi xuống có gì từ từ nói trong lòng Phương Thiên Hồng vô cùng hoảng sợ, vội vàng dừng tay muốn nói chuyện. Muốn nói chuyện à? Không thành vấn đề. Âu Dương Tiêu Sơn hử lạnh một tiếng, thu tay mà đứng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài, lạnh lùng nói. Ngươi hỏi chúng ta là ai à? Ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Thành, phụng lệnh của bệ hạ, đặc biệt tới thiên húc hành tỉnh tuyên chỉ. Diệp gia của Lam Nguyệt Thành chính là gia tộc của Diệp Vương vừa được bệ hạ sắc phong. Từ nay về sau, thiên húc hành tỉnh này chính là lã lãnh địa của Diệp gia đám các ngươi nhìn thấy Diệp Vương đại nhân còn không mau mau quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Cái gì? Diệp Vương? Vương gia khác họ mà bệ hạ vừa sắp phong. Từ nay về sau thiên húc hành tỉnh chính là lãnh địa của Diệp gia. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Thiên húc hành tỉnh chúng ta khi nào thì thành lãnh địa của Diệp gia rồi? Tới giờ ta chưa hề nghe nói qua nha. Tất cả võ giả có mặt ở đây đều ngây ra như phỗng, sau đó ô lên bàn tán xôn xao, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy chẳng những bọn họ, ngay cả mấy người trong Diệp Gia và Diệp Phách Thiên lúc này, cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, đám người Phương Thiên Hồng và Ngụy Quang thì trong lòng đột nhiên trầm xuống. So với những võ giả ngu ngơ không biết gì hết kia, bọn họ cũng đã nghe chút phong thanh, Thiên Húc Hành Tỉnh đã bị bệ hạ sắc phong cho một gia tộc nào đó làm lãnh địa, không lâu sau lãnh chúa mới sẽ tới đây lĩnh chức. Cho nên lúc này đương kim tỉnh đốc là, Ngụy Hoành mới có thể trắng trợn cướp đoạt tài phú trong hành tỉnh như vậy, chỉ là bọn họ thật sự không thể ngờ, Diệp Vương vừa được Sắc Phong này lại tới nhanh như vậy, hơn nữa lại còn tới bằng cách này nữa chứ. Càng khiến cho bọn họ không thể ngờ nhất chính là, gia tộc mà Bệ hạ Sắc Phong cư nhiên lại là Diệp gia của Lam Nguyệt Thành, vừa rồi Ngụy gia bọn họ còn chuẩn bị bắt giam toàn bộ Diệp gia xét nhà, không chừa lại một ai, sau lưng Ngụy Quang đột nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúng ta chính là cấm vệ quân của Vương Thành phụng lệnh của Bệ hạ, tới Thiên Húc hành tỉnh tuyên chỉ, các ngươi còn không mau dừng tay chờ xử lý." Rất nhiều cấm vệ quân cũng lên tiếng thanh âm ù ù khiến cho cả mặt đất cũng rung chuyển. Toàn bộ tướng sĩ do Phương Thiên Hồng dẫn tới đều ngây ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, sau đó đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ. Phương Thiên Hồng còn không mau quỷ xuống. Âu Dương Tiêu Sơn lạnh lùng quát. Trên mặt Phương Thiên Hồng lộ ra vẻ do dự dãy ruộng. Phương Thiên Hồng tiền bối, đám người này dám giả mạo đặc sứ của bệ hạ, còn tự xưng là cấm vệ quân của Vương Thành, quả thực là tội ác tày trời. Đây là tội mưu nghịch, bản công tử chưa hề nghe qua cái gì mà lãnh địa hết, còn không mau bắt tất cả bọn họ lại cho ta, giết không cần hỏi. Ngụy Quang vùng vẫy nửa ngày, rốt cuộc cũng phun được chiếc tất thối kia ra, khàn giọng giống lên. Tới nước này rồi, gã cũng không nghĩ nhiều được nữa. Một khi để cho Diệp Vương mới tới nắm được thiên húc hành tỉnh trong tay, thì Ngụy ra bọn họ nhất định phải gặp tai ương diệt môn. Nếu đã như vậy rồi thì hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Giết hết tất cả người của Diệp ra, tới lúc đó lại nghĩ cách sau, có như vậy mới có thể tránh thoát được một kiếp này chết tới nơi rồi mà còn dám nói nhiều. Trần Tinh bước lên đá một cước thật mạnh, đánh cho Ngụy Quang hôn mê bất tỉnh. Phương Thiên Hồng do dự một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, người của Diệp gia cấu kết với nghịch tặc, giả mạo đặc sứ của bệ hạ, ý đồ mưu nghịch, khống chế Thiên Húc hành tỉnh, chúng ta thân là con dân của Thiên Húc hành tỉnh, tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra, nghe theo lệnh ta, giết hết nghịch tặc, bảo vệ vương quốc, bảo vệ Thiên Húc hành tỉnh." Phương Thiên Hồng lớn tiếng gầm lên, nghênh chiến nhào lên. Gã ở Ngụy Gia bao nhiêu năm nay, rất nhiều chuyện đều có gã tham gia một phần, có thể nói là Ngụy Gia còn thì gã còn, Ngụy Gia vong thì gã vong, bởi vậy cho nên, lần này gã chỉ có thể liều mạng đứng trên cùng một chiếc thuyền với Ngụy Gia. Trong lòng của gã đã quyết, đợt tới khi chuyện hôm nay xong xuôi thì gã liền rời khỏi Lưu Vân Quốc, lấy thực lực của gã, mặc kệ đi tới đâu ở Liên minh Thập Tam Quốc thì đều có thể tìm được chỗ đứng. Giết giết giết, tất cả tướng sĩ do gã mang tới, ngay sau khi nghe Phương Thiên Hồng ra lệnh thì đều giống lớn, xông lên. Diệp Huyền thấy thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Các vị nghe lệnh, nếu như bọn chúng đã khăng khăng một mực như vậy thì giết hết cho ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy tỉnh thành này. Đội ngũ hai phe lại nhào lên chém giết lần nữa. Bách liên đại trận vận chuyển điên cuồng, bên phía Phương Thiên Hồng thì không ngừng có võ giả bỏ mình, máu chảy thành sông, thay phơi đầy đường. Còn một bên khác, đối mặt với công kích liên tục của Âu Dương Tiêu Sơn, Phương Thiên Hồng lại rơi vào thế hạ phong một lần nữa, gã cố gắng đỡ lấy một chiêu, sau đó phun ra một búng máu, cả người gánh chịu lực trùng kích, vội vã lao về phía phủ thành chủ mà đi, cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Muốn chạy trốn na? À? Chết đi! Âu Dương Tiêu Sơn giống lên một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao, ánh đao tung hoành, vượt mọi vật cản, hung hăng chém lên người của Phương Thiên Hồng, máu tươi phun ra tung tóe. Sau lưng của Phương Thiên Hồng xuất hiện một đạo vết thương dài vài thước, gã bất chấp đau đớn cắn răng liều mạng cố gánh vết thương tung người vài cái liền biến mất âu dương tiêu sơn không cần đuổi theo âu dương tiêu sơn vừa định đuổi theo thì lại bị diệp huyền gọi lại mau tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường đi nếu đã không có phương thiên hồng ở đây những tướng sĩ mà gã mang tới này nhanh chóng tử tương thảm trọng không tới nửa nén nhang thì gần một ngàn tướng sĩ đều mất hết khả năng chiến đấu đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên huyền thiếu thuộc hạ vô năng không thể giết chết phương thiên hồng được sau khi kết thúc trận chiến, Âu Dương Tiêu Sơn liền xấu hổ nói. Đây cũng không phải lỗi của ngươi, mau tranh thủ thời gian thu dọn chiến trường, để những cấm vệ quân bị thương nhanh chóng trị liệu, chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ, đừng để cho tên Ngụy Hoành nhận được tin tức mà bỏ trốn trước. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nhận lệnh của Diệp Huyền, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng tổ chức đội ngũ trị liệu cho nhau. Một trận chiến này, cấm vệ quân dưới trướng của Diệp Huyền, bởi vì có bách liên đại trận, tuy rằng có một số bị thương, nhưng không ai bỏ mạng, chỉ có mười mấy cấm vệ quân không gia nhập Diệp gia, bị Bách Liên đại trận bài trừ ở bên ngoài nên chết đi vài người, sắc mặt cả đám sám quét Một màn này khiến cho những võ giả vây xem ở phía xa đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Những tướng sĩ này đều là tinh binh của phủ thành chủ do đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tỉnh là Phương Thiên Hồng tự mình dẫn tới, sức chiến đấu so với đám thành vệ quân bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Nhưng gần 1000 người này ở trước mặt đội ngũ chỉ có vỏn vẹn hơn 100 người của Diệp Gia cư nhiên toàn quân bị diệt, phía đối phương cư nhiên chỉ chết có vài người, mười mấy người bị thương, ngay cả Phương Thiên Hồng đại nhân được tôn xưng là đệ nhất cao thủ, cũng trọng thương bỏ chạy. Tràng cảnh như vậy khiến cho mọi người không dám tin, đồng thời trong lòng cũng lay động không thôi. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là Thiên Húc hành tỉnh sợ rằng sắp có biến thiên rồi. Sau khi thu thập đơn giản xong xuôi thì Diệp Huyền dẫn theo cấm vệ quân, nhanh chóng đi về phía phủ thành chủ. Diệp Huyền, lời của vị thống lĩnh này vừa nói đều là thật sao? Trên đường đi, mấy người Diệp Phách Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, vội vàng dò hỏi. Ra ra, đương nhiên là thật rồi, vị Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh này trước kia chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân. Lời hắn đã nói sao có thể là giả được chứ? Diệp Huyền cười nói. Vậy ngươi không phải chính là Diệp Vương rồi sao? Lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Diệp gia ta cư nhiên có một vị vương khác họ, những tộc nhân khác của Diệp gia đều lộ ra vẻ không dám tin, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyền không khỏi bật cười nói. Gia Gia, người được sắc phong làm Diệp Vương chính là ngươi chứ không phải ta. Cái gì, là ta sao? Lão gia tử há miệng to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn Âu Dương Tiêu Sơn nói. Âu Dương Tiêu Sơn tiền bối, có phải là Huyền Nhi hắn đang nói đùa không? Âu Dương Tiêu Sơn vội vàng nói. Diệp Vương đại nhân, lời Diệp Huyền nói không phải giả đâu, Diệp Vương mà bệ hạ sắc phong chính là lão gia tử ngài, phong vương quốc nhất đẳng công, có Thiên Húc hành tỉnh làm lãnh địa, từ nay về sau, tất cả thu nhập tô thuế và bổ nhiệm quan viên ở Thiên Húc hành tỉnh này đều do Diệp gia trưởng quan, Diệp Vương đại nhân ngài mỗi năm chỉ cần giao nộp một phần tiền thuế cho vương quốc là được. Còn có, Diệp Vương đại nhân ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, thuộc hạ không gánh nổi đâu, chúng ta đã là tư quân dưới trướng của đại nhân, chỉ nghe Diệp gia hiệu lệnh, từ nay về sau Diệp Vương đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi lão gia tử bị những lời âu dương tiêu sơn nói ra khiến cho đầu óc choáng váng thẫn thờ cả buổi hơn nửa ngày lão mới lắc đầu âu dương thống lĩnh sau này ngươi cũng đừng gọi ta là diệp vương đại nhân gì hết cứ gọi ta là lão gia tử là được rồi dạ lão gia tử âu dương tiêu sơn gật gật đầu quay sang những cấm vệ quân khác nói các vị còn không bái kiến diệp vương đại nhân thuộc hạ tham kiến diệp vương đại nhân nhóm cấm vệ quân này cũng lớn tiếng hô to mỗi người đều là cường giả địa võ sư đổ lên thanh âm lớn như xét đánh giữa trời quang khiến cho những thế lực và võ giả khác đứng xa vây xem mà trong lòng run lên vô cùng sợ hãi người của diệp ra nhìn thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy kích động không sao tả xiết bọn họ yên lặng nhìn diệp huyền vẻ mặt bình tĩnh khóe môi khẽ vểnh lên mỉm cười mọi người đều hiểu rõ sở dĩ diệp ra bọn họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là vì nhờ có diệp huyền chữ nhi người thấy rồi chứ đây chính là con trai của chúng ta trong lòng diệp triển vân thầm nhủ hốc mắt ươn ướt sau một lát mọi người rốt cuộc cũng đi tới phủ thành chủ phủ thành chủ của tỉnh thành đồng thời cũng là phủ tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh toàn bộ phủ đệ vô cùng to lớn ước chừng có tới vài mẫu tạo lạc ở vị trí trung tâm của tỉnh thành vô cùng rộng lớn mặc dù trình độ xa hoa so ra kém xa vương cung nhưng mức độ hùng vĩ thì không thể xem thường nhìn phủ thành chủ xây dựng hùng vĩ thế này thì đủ biết tên ngụy hoành kia là tham quan rồi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trần tinh lẩm bẩm nói Lúc tất cả bọn họ đi tới, trước cửa phủ thành chủ không có một bóng người, ngay cả một tên hộ vệ gác cửa cũng không có, hơn nữa cẩn thận lắng tai nghe thì bên trong phủ đệ cũng vô cùng im ắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của phủ thành chủ đi đâu hết rồi? Không có lấy một bóng người, không phải là nghe được tin nên bỏ chạy rồi đấy chứ? Đại nhân, để thuộc hạ vào trước tìm kiếm một phen xem sao?" Rất nhiều cấm vệ quân đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong đó có một tiểu đội trưởng xung phong nhận việc, muốn đi vào tìm kiếm. "Đợi đã." Âu Dương Tiêu Sơn vừa định gật đầu đồng ý thì đột nhiên lại bị Diệp Huyền cắt ngang. Hắn nhíu mày nói, phủ đệ này dường như có chỗ không đúng. Đúng là không thích hợp mà, đường đường là phủ thành chủ sao lại không có lấy một người được. Hơn nữa, cho dù tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia biết được tin tức chuẩn bị bỏ trốn, thì cũng không tới mức mang luôn cả người hầu đi theo chứ, đến cái bóng cũng không có. Trần Tinh mở miệng nói, không phải là cái này. Diệp Huyền lắc đầu, nhìn thấy phủ đệ này, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác rất đỗi quỷ dị. Giống như ở phía trước đang có nguy hiểm chờ hắn vậy. Cảm giác của hắn vẫn luôn vô cùng chuẩn xác, cho tới bây giờ chưa hề sai lầm lần nào. Để ta tới thử là biết ngay." Âu Dương Tiêu Sơn rút chiến đao bên hông ra, nhắm ngay cửa chính của phủ thành chủ chém xuống một đao. Huyền khí do võ giả ngưng luyện ra, bình thường khi tới thiên võ sư tứ giai thì huyền khí sẽ chuyển hóa thành huyền lực, là có thể phóng ra ngoài. Âu Dương Tiêu Sơn thân là võ tông ngũ giai, một đao kia bổ ra lập tức liền có một đạo đao quang sáng chói tung hoành bắn ra hung hăng chém lên trên cửa chính của phủ thành chủ, phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đại môn của phủ thành chủ bị chém thành hai, lộ ra hoa viên tiền đình ở bên trong, mà sau khi đao quang chém vào thì giống như đá chìm đáy biển, cư nhiên biến mất vô tung, không có chút động tĩnh nào, im ắng tới mức đáng sợ. Hửm, sao công kích của ta lại biến mất rồi, giống như bị vật gì đó nuốt chừng mất vậy. Trên mặt Âu Dương Tiêu Sơn lộ ra vẻ giật mình. Là trận pháp. Diệp Huyền nói với vẻ ngưng trọng thông qua một kích này của âu dương tiêu sơn hắn cũng đã nhìn ra bên trong phủ thành chủ này có một trận pháp khổng lồ xem bộ dạng của nó thì cấp bậc chắc chắn không thấp ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên nếu không thì trận pháp từ cấp bình thường mà đối mặt với công kích của âu dương tiêu sơn tuy không tới mức nháy mắt bị đánh tan nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết mới đúng xem ra tên ngụy hoành tỉnh đốc này đã bố trí sẵn cạm bẫy chờ chúng ta chui vào rồi trần tinh lẩm bẩm nói huyền thiếu xin để cho thuộc hạ xung phong dẫn đầu phá trận pháp này âu dương tiêu sơn lạnh lùng nói không cần diệp huyền lắc đầu nói như vậy đi tất cả các ngươi đều theo ta chúng ta cùng đi vào trong trận pháp này ta lại muốn xem trận pháp do tên ngụy hoành tỉnh đốc này bố trí rốt cuộc đáng sợ thế nào để cho một mình âu dương tiêu sơn đi vào thì diệp huyền cũng không yên tâm nhưng nếu như để cho phụ thân và mọi người ở lại bên ngoài một mình thì hắn cũng không yên tâm vạn nhất hắn bị nhốt bên trong trận pháp đám người Phương Thiên Hồng và Ngụy Hoành lao ra, thì phụ thân cùng mọi người sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cho nên cách đơn giản nhất chính là tất cả mọi người cùng nhau đi vào, lấy tạo nghệ của Diệp Huyền ở trận pháp, thì căn bản không sợ sẽ bị nhốt ở bên trong. Tất cả mọi người nghe theo lệnh ta, dựa vào lộ tuyến trận pháp căn bản của Bách Liên Đại Trận, tiến vào bên trong phủ đệ, nếu như xảy ra tình huống gì thì nhất định chớ có khẩn trương, bản chất của trận pháp bình thường chính là đánh lừa cảm giác và huyền thức, nhưng không cách nào thật sự thay đổi vị trí không gian của các ngươi hết chỉ cần dựa theo cách ứng đối của bách liên đại trận để ứng biến là được rồi sau khi dặn dò một số điều quan trọng diệp huyền mang theo rất nhiều cấm vệ quân cùng đi vào bên trong phủ đệ trong đó những cấm vệ quân cấp bậc thiên võ sư xếp ở ngoài cùng tiếp theo là những cấm vệ quân cấp bậc địa võ sư bên trong cùng là người của diệp gia trong đó âu dương tiêu sơn di chuyển khắp bốn phía cam đoan có thể tùy thời giúp đỡ bất kỳ người nào ở nơi sâu bên trong phủ thành chủ bên trong một đại sảnh một đám người đang tụ tập lại ở đó Phương Thiên Hồng, ngươi xác định Diệp gia này chính là lãnh chúa mới của Thiên Húc hành tỉnh do bệ hạ sắc phong. Một tên nam tử trung niên mặc hoa phục, tuổi ước chừng gần 50 nhíu mày mở miệng, đưa mắt nhìn vào một mặt gương hư vô ở trước mặt, bên trong mặt gương này, nhất cử nhất động của mấy người Diệp Huyền đều hiện ra rõ ràng ở bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.